Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 38. Chuyện nhà họ Hoa sớm muộn gì Tần Lâm cũng sẽ xử lý, tạm thời không cần phải vội, cứ ưu tiên chữa bệnh trước. Bố của Mã Húc là một tài xế taxi, thu nhập cũng không được coi là cao, nhưng cũng đủ sống qua ngày. Bây giờ lại bị liệt, không những không có thu nhập mà mỗi tháng còn phải tốn một khoản chi tiêu rất lớn. Chi phí nằm viện quá cao nên ông Mã chỉ có thể dưỡng bệnh ở nhà mà thôi, ăn uống gì cũng không tự lo được, đành phải do một tay mẹ Mã Húc chăm sóc. Kết quả là mẹ Mã Húc không thể làm việc được nữa, đương nhiên gánh nặng của gia đình ba người sẽ phải đổ lên vai Mã Húc. Bây giờ thì tốt hơn rồi, Tần Lâm đã cho anh một số tiền lớn, lập tức trở thành người giàu có nên không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Nhưng ngoài chuyện tiền nong ra thì còn bệnh tình của bố nữa. Liệt nửa người là một vấn đề nan giải trên thế giới, loại chấn thương này gần như không thể chữa khỏi và không ai có thể chữa được. Vì vậy, cho dù có tiền đi nữa thì cũng chỉ có điều kiện y tế tốt hơn một chút, và bố chỉ có thể nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng đầy tâm sự của Mã Húc, Tần Lâm liền nói. Húc tử, cậu cứ yên tâm, bệnh của chú Mã cứ để tớ lo. Mã Húc gật đầu, cười gượng một cái, nhưng rõ ràng là anh không hề tin. Chứng liệt nửa người, cho dù có là hoa đà sống lại cũng khó mà chữa khỏi được. Chứ đừng nói đến việc giống như người bình thường, chỉ cần có thể cử động được là đã thắp hương vái lạy luôn rồi, căn bản cũng không dám đòi hỏi quá cao. Còn về chuyện Mã Húc không tin, Tần Lâm cũng chẳng nói tiếng nào, chứng liệt nửa người thật sự rất khó chữa. Dù chưa gặp nhưng theo chẩn đoán sơ bộ thì cũng biết là do tai nạn xe cộ, chắc sẽ có hy vọng hồi phục thôi. Chẳng mấy chốc đã đến quê nhà của Mã Húc, đây là một vùng nông thôn hẻo lánh. Sau khi Mã Húc lái xe vào thôn, bỗng anh nhìn thấy tất cả dân làng đều đang tập trung trước cửa nhà mình. Mã Húc sững ra một lúc rồi hỏi. Cô bác ơi, mọi người ở nhà cháu làm gì thế? Nhìn thấy Mã Húc trở về, vài người liền nói ngay lập tức. Mã Húc à, cậu mau cảm ơn trưởng thôn đi, trưởng thôn đã giúp cậu làm một chương trình truyền hình tên Huyền Hồ Tế Thế, còn có thần y đến nhà cậu khám bệnh đây này. Mã Húc sững ra một lúc, có hơi bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi tìm hiểu một hồi thì Mã Húc mới biết, hóa ra đài truyền hình trung ương có một chương trình mới tên Huyền Hồ Tế Thế, bởi vì lúc trước đại hội đông y thành công tốt đẹp nên đã thu hút được không ít người theo dõi. Thứ nhất là những người xem các chương trình trên đài truyền hình trung ương đều là các cô chú 40-50 tuổi, hoặc nhân viên đã nghỉ hưu. Những người đang phải đối mặt với một số bệnh tật và các vấn đề sức khỏe, cũng như quan tâm nhiều đến đông y. Thứ hai là vì tốc độ lan truyền của các chương trình trên đài truyền hình trung ương, đông y là tinh hoa của quốc gia, đương nhiên người Hoa Hạ vẫn phải có niềm tin tận xương tủy vào đông y. Do đó, đài truyền hình trung ương và Hiệp hội Y học cổ truyền đã phối hợp để tổ chức một chương trình như vậy, cho phép các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau đến khám chữa và mang lại sức khỏe cho những người không có tiền chữa bệnh. Toàn bộ chi phí điều trị cũng do nhóm chương trình chi trả, tức là đài truyền hình chữa bệnh miễn phí. Không ngờ sự may mắn này là rơi vào bố của Mã Húc. Vốn Mã Húc nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra với mình đâu, bởi vì anh không có đủ điều kiện. Điều kiện hợp lệ, đó phải là bệnh không thể chữa khỏi vì thiếu tiền, hơn nữa, bệnh nhân không được ở giai đoạn cuối hoặc bệnh tình quá phức tạp. Gia đình Mã Húc lâm vào hoàn cảnh thiếu tiền chạy chữa. Nhưng tình trạng của bọn họ cũng được tính là bệnh khó chữa. Chứng liệt nửa người, nếu không chữa được tình trạng bình thường thì sẽ không có khả năng hồi phục. Tuy nhiên, đối với sự đấu tranh của trưởng thôn thì bọn họ đã giành lấy được cơ hội. Đương nhiên không phải là do mặt mũi của trưởng thôn. Nhưng vì tình cờ có một chuyên gia thâm niên có kinh nghiệm trị liệt nửa người muốn chữa cho bệnh nhân này, vậy nên mới bắn phát súng đầu tiên vào chương trình, hơn nữa sẽ làm cho nó thành công vang dội. Trong chương trình này, nếu như tập đầu tiên là một căn bệnh khó chữa như liệt nửa người thì hiệu ứng của toàn bộ chương trình sẽ rất bùng nổ, hơn nữa còn gây được tiếng vang lớn. Mã Húc vui mừng khôn xiết, không ngờ lại có chuyện tốt đến vậy, quả thực rất tuyệt vời. Được, để cháu vào xem thử. Cả ba người Mã Húc chen vào trong đám đông dân làng để tiến vào trong, sau đó nhìn thấy số lượng lớn máy quay và phóng viên đang ở đây, các chuyên gia trang điểm và ánh sáng cũng đều đang đứng ở phía cửa. Thậm chí bên ngoài cũng chật ních người, ai nấy đều mặc áo blue trắng, có cả bác sĩ đông y, tây y và y tá. Vụ này không hề nhỏ chút nào. Mã Húc liền hét lên, nhường một chút,
đây là bố tôi. Người dẫn chương trình vội vàng nói, mau nhường đường cho người nhà bệnh nhân vào. Cả ba người Mã Húc tiến vào nhà, căn nhà nhỏ dường như càng thêm chật chội. Lúc này, một bác sĩ đông y già đang ngồi vuốt râu, bắt mạch trước giường của Mã Kiến Quân, bộ dạng có vẻ khó đoán. Bệnh của cậu cũng đã được mấy năm rồi, vừa nãy tôi chỉ nghe ông tường thuật lại mà thôi, chắc là do gãy cột sống nên mới dẫn đến liệt nửa người, may mà gặp được tôi, nên cũng không khó để cữa khỏi đâu. Sau khi vị bác sĩ đông y già nói xong, trên mặt Mã Kiến Quân lộ ra vẻ vui mừng. Triệu thần y, ý của ông là, bệnh của tôi có thể chữa khỏi sao? Triệu thần y gật đầu, có hy vọng, nhưng phải cần sự phối hợp của cậu. Vừa dứt lời, triệu thần y liền nói với người dẫn chương trình và tổ sản xuất phía sau. Bệnh này, tôi có phần chắc chắn sẽ chữa được trên sóng trực tiếp, cho dù không chữa khỏi hoàn toàn được, nhưng vẫn có thể đi lại. Triệu thần y vừa nói xong, tổ sản xuất chương trình và MC liền trở nên phấn khích. Không ngờ bệnh khó chữa như vậy mà cũng có thể trị khỏi, triệu thần y này quả không hổ danh là bàn tay vàng của quốc gia mà. Tập đầu tiên, tốt nhất vẫn nên truyền hình trực tiếp, hơn nữa đó còn là một căn bệnh siêu cấp khó chữa. Bằng cách này thì chương trình sẽ có hiệu quả tốt nhất. Bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, chứng liệt nửa người là một căn bệnh khó chữa, cũng tương đương như việc làm tái sinh xương bị gãy, vô cùng khó nhằn. Nếu triệu thần y đã có tự tin như vậy thì bọn họ sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vốn mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần mười mấy phút nữa chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình liền nói trước ống kính. Xin chào mọi người, chào mừng đến với tập đầu tiên của Huyền Hồ Tế Thế. Đây là tập truyền hình trực tiếp đầu tiên mà từ trước đến nay chưa từng có, để quý khán giả có thể xem hiệu quả thực tế và được thực sự trải nghiệm bí ẩn của Đông Y. Người xuất hiện ở ống kính sau đây chính là báu vật của quốc gia, thần y Triệu Khôn. Ống kính liền quay về phía Triệu Khôn, lúc này ông ta đang chăm chú quan sát bệnh nhân một cách tỉ mỉ, không hề nhìn về phía máy quay. Bộ dạng nghiêm túc này đã được ống kính quay lại từ đầu đến cuối. Người dẫn chương trình liền nói, Triệu thần y, xin hỏi bệnh nhân bị sao vậy ạ? Triệu thần y đáp, bệnh nhân bị gãy cột sống cấp độ cao do tai nạn xe, dẫn đến liệt nửa người. Tuy bệnh tình đã kéo dài nhưng tổn thương cũng không lớn lắm. Nếu chữa trị theo đông y thì tôi cũng không dám chắc là sẽ khỏi hoàn toàn, nhưng vẫn có thể khiến bệnh nhân đứng dậy được. Nghe xong, Mã Kiến Quân đột nhiên trở nên vui mừng. Ông đã nằm trên giường bệnh cả năm nay rồi, đừng nói là khỏi hoàn toàn, có thể đứng dậy được đã là mong muốn lớn nhất của ông ấy rồi, nếu như ngay cả đám cưới của con trai cũng không đến dự được thì thật đáng tiếc. Người dẫn chương trình nói, vậy xin triệu thần y hãy nói sơ qua phương án điều trị đi ạ. Triệu Khôn nói, kế hoạch điều trị ban đầu là như thế này, trước tiên sẽ tiến hành châm cứu đả thông huyệt đạo, kích hoạt phần cột sống bị tổn thương, sau đó sẽ phẫu thuật đơn giản bằng cách châm cứu để khóa phần cột sống này lại. Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bệnh nhân, cộng thêm việc điều trị với thuốc bắc, bệnh nhân sẽ có thể đi lại được bình thường. Triệu Khôn vừa nói xong, tất cả các thần y đang có mặt đều giơ ngón tay cái khen ngợi. Không hổ danh là bậc thầy đông y, phương pháp của triệu thần y thật sự tốt hơn của chúng ta rất nhiều. Đúng vậy, triệu thần y là một chuyên gia về thần kinh học, đương nhiên ông ấy có nghiên cứu về chứng liệt nửa người này nhiều hơn chúng ta. Nếu vụ này thành công thì triệu thần y quả thật đã đóng góp quá nhiều cho xã hội. Tôi nghĩ rằng nhà nước nên cấp huy chương cho triệu thần y để vinh danh sự cống hiến của ông ấy. Một nhóm các bác sĩ giỏi đang đánh giá cao khả năng chữa bệnh của triệu thần y, mặc dù vẫn chưa chữa khỏi, nhưng có gan dám chữa trên sóng truyền hình trực tiếp thì cũng rất lợi hại rồi. Trong trường hợp này, chỉ cần có một chút hiệu quả khiến tình trạng bệnh nhân ổn lên, đương nhiên khán giả sẽ chấp nhận. Dù gì căn bệnh khó chữa như vậy nếu ở trong tay người khác thì cũng sẽ vô phương cứu chữa mà thôi, nhưng đối với Triệu Khôn, chí ít vẫn có cơ hội khỏi bệnh. Để một bệnh nhân bị liệt có thể đi lại được đã là một tiến bộ đáng kể trong y học. Sau khi triệu thần y nói xong phương án điều trị, ông ta liền lấy kim bạc ra, sau đó xem xét ở phía cổ bệnh nhân. Có lẽ là ở đây, chỉ cần ngắt phần kinh mạch này thì sẽ có thể hồi phục được. Người dẫn chương trình nói với vẻ mong đợi. Vậy thì chúng ta hãy đợi tin vui từ triệu thần y nhé, bây giờ sẽ bắt đầu điều trị. Ngay tức khắc, Tần Lâm liền lên tiếng. Đợi một chút, phương án này có vấn đề rất lớn. Vừa dứt lời,
người dẫn chương trình đột nhiên sững ra, Triệu Khôn cũng bàng hoàng một lúc. Người quay phim theo bản năng hướng ống kính về phía Tần Lâm. Sau đó, Triệu Khôn liền cau mày, hừ lạnh nói. Ở đâu ra thằng oát con thế, ăn nói bậy bạ gì đó. Phương án của tôi có vấn đề ư, cậu có biết chút gì về Đông Y không? Đây đang là truyền hình trực tiếp, lại còn có người dám cắt ngang như vậy, cũng không biết đây là học trò của ai nữa, thật vô phép tắc. Hỏi vấn đề nhưng lại không biết thân phận mình ở đâu sao? Nhìn thấy Tần Lâm nói, ông ta còn tưởng rằng anh muốn hỏi về vấn đề gì đó. Nhưng thái độ của anh lại thiếu tôn trọng như vậy, thật khiến người ta cảm thấy không vui, hơn nữa còn dùng giọng điệu chất vấn, đó không phải là thái độ của một kẻ tập sự nên có. Tần Lâm liền cười khẩy. Đương nhiên phương án của ông có vấn đề, nếu như ông cứ tiếp tục điều trị như vậy, bệnh nhân sẽ không thể hồi phục hoàn toàn được. Phương pháp châm cứu của ông là cắt đứt một đoạn kinh mạch nhỏ trong cột sống của bệnh nhân, cắt xong rồi nối lại, đây chẳng khác nào là đang mổ gà lấy trứng. Triệu Khôn đột nhiên cau mày, không ngờ Tần Lâm trẻ tuổi như vậy lại có thể giải thích được mục đích của ông ta. Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vậy thì sao? Mục đích của tôi chính là muốn bệnh nhân có thể đứng dậy được. Bây giờ người bệnh như phế nhân, thà có thể đứng lên đi lại còn hơn là cứ nằm mãi ở đấy. Triệu Khôn nói xong, những người khác đều gật đầu đồng ý, cho rằng nhất định là có đạo lý. Hiện tại bệnh nhân đang nằm liệt trên giường, sống không bằng chết, tuy theo cách điều trị của Triệu Khôn thì sau này sẽ không có cơ hội bình phục nữa. Nhưng sau khi được Triệu Khôn điều trị thì bệnh nhân có thể đi lại bình thường. Nhưng chức năng của tay chân vẫn còn rất kém, gần như không thể sống một cuộc sống bình thường được. Vậy nên đó là lý do tại sao Tần Lâm nói mổ gà lấy trứng. Cả hai bên nói đều có lý, nhưng vấn đề duy nhất là cho dù bây giờ có mổ gà lấy trứng thì cũng không ai có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Trứng liệt nửa người đâu có dễ mà chữa khỏi chứ. Chỉ có thể kéo dài hết lần này đến lần khác mà thôi, khiến cho bệnh nhân đứng lên được đã là tốt lắm rồi. Tần Lâm bèn cười khẩy, không chữa được là do ông học hành không tới, ông cũng không thể nào hủy hoại tiền đồ của bệnh nhân chỉ vì như vậy chứ. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im bặt. Không một tiếng động. Tên nhóc này là ai? Lại dám nói Triệu thần y học hành không tới. Triệu Khôn chính là bậc thầy Đông y, chuyên gia hàng đầu về thần kinh học trong nước, ông ta là đại sư có uy quyền nhất, còn là giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt trong các trường đại học lớn và là người đứng đầu trong ngành. Nếu như đại hội Đông y lần trước không quá hot thì lần này tổ chương trình chưa chắc đã mời được Triệu Khôn. Nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng, người thanh niên này lại không biết tốt xấu đến vậy, lại dám chất vấn Triệu thần y. Người quay phim có chút sững sờ, liếc mắt nhìn về phía tổ sản xuất và đạo diễn suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, nhưng không hề cho dừng phát sóng trực tiếp. Trước mắt mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, điều họ muốn trong tập phát sóng đầu tiên là độ hot. Mặc dù chữa liệt nửa người đã có độ hot khá cao, nhưng nếu cạnh tranh thì còn kịch tính hơn nữa không phải sao. Bậc thầy Đông y bị một thanh niên chất vấn, sau đó thể hiện ra y thuật của mình để vả mặt anh chàng kia tại chỗ. Tần Lâm giống hệt như một nhân vật phản diện nhỏ trong tiểu thuyết, nếu không có nhân vật như vậy thì không thể nào làm rõ được sự lợi hại của Triệu Khôn đại sư. Vậy nên đạo diễn mới không nói gì, cứ tiếp tục để như thế. Lúc trước đạo diễn cũng đã từng làm qua đại hội Đông y, kết quả đã hot ngay lập tức. Là một đối thủ cạnh tranh, đương nhiên sẽ muốn được nhiều người biết đến, truyền hình trực tiếp lại càng tốt, đạo diễn tin rằng Triệu Khôn sẽ có thể thuyết phục được mọi người. Triệu Khôn liền cau mày, mặt đanh lại, ông ta vốn đã không vui, liền lạnh lùng nói. Tên nhóc, ăn nói không biết chừng mực quá đấy, cậu có biết rằng liệt nửa người do chấn thương sẽ không thể nào chữa khỏi được không? Điều cậu nói là hoàn toàn vô lý, nếu không thì cậu đến chữa thử tôi xem. Triệu Khôn bày ra vẻ mặt chế nhạo, những người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày như thế này nhất định phải được dạy cho một bài học, nếu không lại còn tưởng bản thân là thần y. Tần Lâm cười khẩy, chữa thì chữa, ông tránh ra đi. Nói xong, Tần Lâm liền bước đến giường bệnh nhân, trực tiếp ngồi xuống bắt mạch. Sắc mặt Triệu Khôn bỗng xa sầm xuống. Ông ta nói để Tần Lâm chữ ý là đang khiêu khích anh, nào ngờ anh lại không biết khiêm tốn chút nào. Nhìn thấy Tần Lâm thật sự bước đến, Triệu Khôn lập tức nổi giận. Hỗn láo, cậu ở bệnh viện nào? Tại sao lại không biết điều như vậy, lại dám động vào bệnh nhân của tôi ư? Tần Lâm mặc kệ,
nếu như là bệnh nhân của người khác thì anh sẽ không thèm quan tâm. Nhưng đây lại là bố của Mã Húc, anh không thể nào để cho tên lang băm này chữa bệnh được. Nhìn thấy Tần Lâm vẫn không chịu rời đi, Triệu Khôn vô cùng khó chịu. Người đâu, mau lôi thằng nhóc này ra ngoài cho tôi, nếu cậu ta không đi thì tôi sẽ không chữa cho bệnh nhân nữa. Mã Húc liền cau mày, Triệu thần y thuật của bản tôi cũng không tồi, hay là cứ để cậu ấy thử xem. Tuy Mã Húc không tin tưởng lắm vào y thuật của Tần Lâm, nhưng dù sao cũng là anh em của nhau, nếu Tần Lâm đã nhiệt tình như vậy thì cũng không thể nào làm anh phật lòng được. Sao lại không thể cho lão Tần thử xem? Nhìn thấy người nhà bệnh nhân nói như vậy, Triệu Khôn liền bĩu môi. Được được được, các người cứ để cậu ta chỉ đi, tôi không quan tâm nữa. Nói xong, Triệu Khôn liền rời đi. Đạo diễn vội vàng cản ông ta lại, thấp giọng nói. Triệu thần y, lát nữa cậu thanh niên này không chữa được, và nếu ông cố gắng lật ngược tình thế thì điều này sẽ càng làm nổi bật được hình tượng của ông. Nghe đạo diễn nói như vậy, Triệu Khôn lúc này mới dừng lại, xem ra cũng có lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết cho tập phát sóng này, không cần thiết phải bỏ đi chỉ vì một đứa trẻ như thế. Mà thôi, nếu anh đã muốn bẽ mặt thì cứ để vậy đi. Lúc này, các cư dân mạng đang xem trực tiếp liên tục chửi bới. Ở đâu ra thằng nhóc này vậy? Thể hiện quá rồi đó, lông còn chưa mọc đủ lại đòi đi chữa bệnh. Đúng vậy, còn dám chế nhạo Triệu thần y. Lúc trước bố tôi bị liệt nửa người, cũng chính Triệu thần y đã giúp chữa khỏi. Lời nói của Tần Lâm khiến mọi người tức giận. Không ít người biết Triệu thần y, dù gì cũng là bác sĩ nổi tiếng nhất khoa thần kinh, lúc hội trần ở bệnh viện đã cứu được rất nhiều bệnh nhân. Hơn nữa bất luận là thâm niên hay độ nổi tiếng, Triệu thần y đều rất lợi hại. Người trẻ tuổi như Tần Lâm thì có bản lĩnh gì chứ? Anh lại dám nói y thuật của Triệu thần y không ổn, đúng là ngông cuồng quá rồi đấy nhỉ. Ở trong nước chỉ có Triệu thần y mới có khả năng chữa được bệnh liệt tứ chi. Không sai, Triệu thần y thực sự rất có tiếng ở phương diện này, nếu muốn chữa bệnh này phải gặp ông ấy. Liệt tứ chi là bài toán khó, khắp thế giới cũng chẳng có ai chữa khỏi được, tên nhóc này ngông cuồng thật đấy. Đây được gọi là chủ nghĩa lý tưởng, ai cũng muốn chữa khỏi bệnh, phải khỏe mạnh hoàn toàn mới được. Nhưng đó là trạng thái lý tưởng hóa. Không sai, ai có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng mình có thể chữa khỏi bệnh liệt tứ chi chứ? Có thể xuống giường là tốt lắm rồi, chữa khỏi sao? Đừng có mơ. Tôi cũng là chuyên gia khoa thần kinh, tôi lấy uy tín của mình ra để nói cho mọi người rằng, với kỹ thuật y học hiện nay chữa khỏi bệnh liệt tứ chi là chuyện không thể nào. Mọi người bình luận liên tục dưới video. Nhưng bất kể là người có chuyên môn hay không đều nói rằng không thể chữa khỏi bệnh liệt tứ chi được. Cho dù là ai tới e rằng cũng không có khả năng này. Trừ phi là Tần Đại Sư. Đúng rồi, nếu như Tần Đại Sư trong Đại hội Đông Y ra tay có thể sẽ chữa được đấy nhỉ? Tần Đại Sư, anh ấy từng tham gia Đại hội Đông Y, hình như chương trình này không mời Tần Đại Sư thì phải. Đúng vậy, trong chương trình không có Tần Đại Sư, tôi xem danh sách khách mời rồi. Có rất nhiều bậc thầy đông y nhưng chẳng có ai họ Tần cả. Chắc chắn rồi, nếu thực sự có Tần Đại Sư thì bọn họ đã tuyên truyền rầm rộ rồi. Tần Đại Sư nổi tiếng khắp nơi, hễ nhắc đến Đại Sư Đông Y cho dù là người trong giới hay ngoài giới đều nghĩ ngay đến Tần Đại Sư. Nhưng đáng tiếc chương trình lần này không có anh, nhưng mà Triệu Khôn cũng khá nổi, chuyên gia đứng đầu toàn quốc. Triệu Khôn đứng bên cạnh, nhìn Tần Lâm với vẻ mặt chế giễu, đợi đến cảnh anh bó tay chịu thua. Thấy Tần Lâm đến chữa bệnh cho mình, Mã Kiến Quân khó chịu. Tên nhóc này, cậu là... Mã Húc vội tiến lên nói, bố à, đây là Tần Lâm. Trước đây từng đến nhà chúng ta chơi. Mã Kiến Quân lập tức sững sờ, sau đó mừng rỡ nói. Tần Lâm, thiếu gia nhà họ Tần đúng không, cháu còn sống hả, tốt quá rồi. Niềm vui của Mã Kiến Quân xuất phát từ trong tâm. Có thể nhận ra người nhà này đều rất nhân hậu tử tế, thế nên Tần Lâm cũng bằng lòng giúp họ. Chú Mã, bệnh liệt tứ chi của chú không phải cho tai nạn xe gây ra. Tần Lâm nói xong, Triệu Khôn không nhịn được bèn nói. Tên nhóc này, cậu không hiểu y thuật, lúc nãy cậu cũng nghe chúng tôi thảo luận rồi đúng không? Người bệnh nói rồi, sau tai nạn thì bị liệt tứ chi, bây giờ cậu lại bảo không phải do tai nạn xe, chẳng phải là nói liều sao? Tần Lâm cau mày lại,
anh đáp, người bệnh nói gì thì là như thế sao? Hỏi bệnh chỉ để tham khảo thôi, sau khi hỏi xong, bác sĩ phải có phán đoán của riêng mình. Nếu như người bệnh có thể tự chẩn đoán cho mình, vậy cần ông làm gì nữa? Mặt Triệu Khôn biến sắc, cậu. Triệu Khôn không ngờ rằng tên họ Tần này lại ăn nói ngông cuồng như thế, đúng là muốn chết mà. Tần Lâm mặc kệ Triệu Khôn, tiếp tục hỏi. Trước khi chú gặp tai nạn xe, có phải thường xuyên xuất hiện triệu chứng choáng không? Mã Kiến Quân nghĩ một lát, đúng là đôi khi thấy choáng, có điều chú bị huyết áp cao, là điều bình thường mà phải không? Tần Lâm lắc đầu, không phải thế, chú Mã à, nguyên nhân gây bệnh thực sự của chú là khối u tủy sống, thần kinh cột sống bị đè nén nên mới dẫn đến liệt tứ chi. Tần Lâm nói xong mọi người đều sững sờ. Trước đây bọn họ coi thường Tần Lâm, cảm thấy anh còn quá trẻ, không có bản lĩnh gì. Nhưng lời Tần Lâm vừa nói thực sự quá chuyên nghiệp, hơn nữa có lý lẽ, bằng chứng rõ ràng, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Triệu Khôn cau mày lại, người ngoài nghe thấy những điều Tần Lâm nói có thể chẳng có cảm nhận gì, nhưng ông lại thấy hơi sai sai. Đợi đã, khối u tủy sống, nhưng rõ ràng sau tai nạn xe thì người bệnh mới bị liệt tứ chi, nếu như không phải do tai nạn xe gây ra, cậu giải thích điều này thế nào? Câu hỏi lần này của Triệu Khôn không phải cố ý làm khó Tần Lâm hay là coi thường anh mà ông ta thực sự muốn hỏi. Đây cũng là điều mọi người muốn hỏi, ngay cả cư dân mạng cũng thấy tò mò. Nếu không liên quan đến tai nạn xe, vậy tại sao sau khi bị tai nạn mới liệt tứ chi? Tần Lâm nhìn Triệu Khôn rồi bình thản nói. Trùng hợp. Nói xong Triệu Khôn lại sững sờ thêm lần nữa. Sự trùng hợp. Cái này cũng trùng hợp quá rồi đấy nhỉ. Khi khối u tủy sống phát bệnh đúng lúc xảy ra tai nạn sao? Hơn nữa lúc xảy ra tai nạn cột sống bị tổn thương, nên theo lý mà nói khả năng bị liệt tứ chi cũng rất lớn. Nếu như thực sự là trùng hợp, vậy thì bệnh này đúng là rất khó để chẩn đoán. Tần Lâm nói nguyên nhân bệnh một cách chắc chắn như thế. Anh phải hiểu biết kỹ càng về bệnh lý và mạch tượng như nào chứ? Triệu Khôn thấy hơi mông lung. Tại sao? Câu hỏi tại sao của Triệu Khôn bao hàm rất nhiều thứ. Một là hỏi Tần Lâm, tại sao có thể trùng hợp như thế chứ? Hai là hỏi tại sao anh có thể chẩn đoán ra được? Tần Lâm cười nhạt rồi nói. Khối u tủy sống vốn dĩ rất khó phát hiện ra, thông qua sự chấn động từ tai nạn xe, khối u mới chèn ép đến thần kinh. Từ mạch tượng có thể nhìn ra, mạch trầm dày và nặng, chứng minh tình trạng chịu tổn thương không nghiêm trọng. Mức độ tổn thương của cột sống chưa đến mức bị liệt tứ chi. Mạch phù quá nhẹ chứng minh trong cơ thể có khối u. Chú Mã đã bị liệt gần một năm rồi, nếu như thực sự là khối u ở những vị trí khác thì đã chết từ lâu rồi. Hiểu chưa? Tần Lâm nói với Triệu Khôn. Triệu Khôn gật đầu lia lịa giống như học sinh ngoan vậy. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nói xong, Triệu Khôn mới định thần lại, đỏ ửng mặt. Cậu! Rõ ràng Triệu Khôn mới là đại sư, nhưng cuộc đối thoại lúc nãy giống như Tần Lâm đang chỉ bảo cho ông ta vậy, điều này khiến ông ta thấy khó chịu. Cư dân mạng cũng sững sờ. Tên này được đấy, nói có đầu có đuôi, ngay cả Triệu Thần Y cũng bị cuốn theo. Đúng đấy, nói giỏi lắm, nhưng có chữa được hay không là một chuyện khác, có một số người chỉ biết lý luận suông thôi. Không sai, đặc biệt là ở phương diện y học, lý luận và thực tiễn là hai khái niệm khác nhau. Nói được chưa chắc đã chữa được. Triệu Khôn nghiến răng nghiến lợi nói. Khối u tủy sống thì càng phức tạp hơn, bệnh này hết hy vọng rồi. Nếu như cột sống bị tổn thương, ông ta còn có thể dùng phương pháp ăn sổi ở thì giúp người bệnh đứng dậy, mặc dù không hoạt động bình thường được nhưng có thể chống gậy đi lại. Nhưng cột sống có u thì ông ta chịu rồi, đành chờ chết thôi. Tần Lâm nghe thấy thế liền cười nhạt. Lúc nãy tôi nói rồi. Lý do ông không chữa được không phải vì bệnh này hết cách chữa mà là do ông không học đến nơi đến chốn. Tần Lâm nói xong, Triệu Khôn mất hết thể diện, sắc mặt trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi hậm hực nói. Hừ, vớ vẩn, cậu chữa đi, tôi muốn xem cậu chữa thế nào. Nếu như cậu chữa khỏi được bệnh này, Triệu Khôn tôi sẽ quỳ dập đầu với cậu trước mặt mọi người, nhận cậu là sư phụ. Tần Lâm cười nhạt, nhận tôi làm sư phụ, ông không xứng. Tần Lâm nói xong, mọi người lập tức sững sờ, sau đó lộ nụ cười chế giễu. Cậu này bị điên à? Triệu Khôn chỉ đùa thôi, cậu ta tưởng ông ấy sẽ bái mình làm sư phụ thật sao? Triệu Thần Y danh tiếng lẫy lừng,
người muốn bái ông ta làm sư phụ xếp thành hàng dài, thậm chí ông ta còn học trò thành đạt ở khắp mọi nơi. Một tên tép xiu như Tần Lâm hoàn toàn không có tư cách bái sư. Anh lại dám trâng tráo nói Triệu Khôn không đủ tư cách làm học trò của mình, Triệu Khôn làm sư tổ của anh còn được. Triệu Khôn nghe thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng. Cậu đúng là trâng tráo, tôi không xứng làm học trò của cậu sao? Cậu cũng biết bốc phét đấy nhỉ? Nào, bây giờ chữa đi, tôi xem cậu chữa kiểu gì? Tần Lâm cười khẩy, không thèm trả lời Triệu Khôn mà nói với Mã Kiến Quân nằm trên giường. Chú Mã, bây giờ cháu giúp chú lật người rồi châm cứu cho chú, hãy tin cháu. Mã Kiến Quân gật đầu, thiếu gia nhà họ Tần từ nhỏ đã chơi với con trai ông đương nhiên sẽ tin anh. Tần Lâm lật người Mã Kiến Quân, cởi áo ông ra rồi châm kim bạc vào huyệt vị hai bên cột sống. Động tác châm cứu đả huyệt vừa nhanh vừa chắc chắn. Sau khi châm vào huyệt vị, mọi người không có phản ứng gì, nhưng mặt Triệu Khôn lại biến sắc, ông ta cau mày lại. Có phải chuyên gia hay không, nhìn hành động là biết ngay. Tần Lâm châm cứu, người khác không nhìn ra được gì, nhưng Triệu Khôn lại thấy ngờ ngợ. Cách châm cứu rất chuyên nghiệp. Minh Dương và Minh Âm là hai huyệt bình thường, cho dù châm cứu cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nếu cùng đả hai huyệt này sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt, đó là hiện tượng tê cột sống. Cách làm này yêu cầu lực và độ sâu khi đả huyệt của hai cây kim bạc phải giống nhau, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả như thế này. Thao tác khó này không phải một bác sĩ thực tập có thể thực hiện được, nhìn thấy Tần Lâm dùng hai cây kim bạc đả huyệt, lẽ nào anh định? Mặc dù người bệnh bị liệt tứ chi, cơ thể dường như không còn cảm giác gì nữa, nhưng một khi phẫu thuật thành công, hồi phục cảm giác, vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Vì thế Tần Lâm dùng hai cây kim bạc phong tỏa hai huyệt âm dương trước để làm công tác chuẩn bị. Triệu Khôn lắc đầu, đúng là tự tin quá rồi đấy nhỉ. Chưa điều trị mà đã chắc chắn rằng mình có thể chữa khỏi được. Cho dù là Triệu Khôn cũng không dám mạnh mồm như thế. Tần Lâm mặc kệ Triệu Khôn. Sau khi châm hai cây kim bạc xuống liền cầm dao phẫu thuật. Dao phẫu thuật đông y và tây y có chút khác biệt, có điều nguyên lý và mục đích là giống nhau. Dao phẫu thuật tây y Tần Lâm cũng biết dùng, có điều tùy từng trường hợp sẽ cần những loại dao khác nhau. Tần Lâm đâm dao phẫu thuật xuống da, tách phần da gần cột sống, sau đó dùng máy hút hút khối u ra ngoài. Đương nhiên thao tác này nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Bác sĩ Tây Y hoàn toàn không dám làm như thế. Bởi vì khối u sợ nhất là lan ra, mặc dù khối u cột sống không lớn lắm nhưng dù sao cũng ở trong cột sống, nếu như không cậy xương ra mà trực tiếp hút thì rất dễ làm vỡ khối u. Một khi bị vỡ sẽ lan ra khắp cơ thể, vậy thì cho dù là hoa đà tái thế cũng bó tay chịu chết. Nhưng Tần Lâm y thuật cao siêu, gan cũng to, cho dù khối u lan ra, anh cũng có sự chuẩn bị. Có điều trong mắt mọi người cách làm của anh tương đối nguy hiểm. Triệu Khôn đứng hình, thậm chí còn muốn ngăn Tần Lâm lại, nhưng động tác của anh quá nhanh, chưa kịp nói gì thì anh đã thò vào bên trong rồi. Tầm mấy giây sau, một khối u hoàn chỉnh to bằng ngón tay cái được Tần Lâm hút ra. Sau đó khử trùng bằng rác hơi, khâu vết thương lại, rút hai cây kim bạc dùng để gây tê ra. Xong, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng. Tất cả mọi người trong phòng khách đều sững sờ. Nếu như ở trong phòng phẫu thuật Tây Y, ít nhất phải mất 3 tiếng thậm chí là 4 tiếng đồng hồ mới phẫu thuật xong. Kết quả Tần Lâm lại làm đơn giản như thế, chỉ mất tổng cộng 5 phút. Thao tác này thực sự quá nhanh, hiệu quả cũng rất cao, đúng là thần kỳ thật đấy. Cuộc phẫu thuật khó như thế mà Tần Lâm lại không có người trợ giúp, không có thiết bị và kỹ thuật công nghệ cao. Chỉ đơn giản mổ bằng dao. Lấy khối u và khâu lại. Còn đơn giản hơn cả viêm ruột thừa. Lẽ nào trong mắt Tần Lâm, bệnh ung thư ở mức độ này còn dễ xử hơn viêm ruột thừa sao? Nhìn thấy khối u mà Tần Lâm hút ra, Triệu Khôn sững sờ. Một là không ngờ phán đoán của Tần Lâm lại chính xác như thế, trong cột sống thực sự có khối u. Hơn nữa hút khối u ra rất nhanh, thao tác này thực sự khiến Triệu Khôn kinh ngạc, giống như đang xem phim khoa học viễn tưởng vậy. Cho dù là phim khoa học viễn tưởng cũng không dám làm như thế, từ khi nào phẫu thuật đông y lại nhanh hơn tây y vậy chứ? Hơn nữa hoàn cảnh chữa trị thực sự rất tệ, không có đèn, thiết bị tiệt trùng, lại còn có nhiều người xúm lại xem. Cho dù là như thế, Tần Lâm vẫn thuận lợi hoàn thành cuộc phẫu thuật, từ đầu đến cuối thái độ vô cùng điềm tĩnh, không hề có chút căng thẳng.
quá trình phẫu thuật này giống như chỉ đơn giản là lấy một viên đá từ trong túi ra vậy. Khâu xong rồi băng bó vết thương, dường như Tần Lâm rất toàn năng, ngay cả công việc của y tá cũng làm một cách dễ dàng. Sau khi phẫu thuật xong, Tần Lâm xoa bóp cho Mã Kiến Quân trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Xoa bóp toàn thân, giúp ông ấy thư giãn các cơ bắp bị liệt trong suốt một năm qua. Tầm vài phút sau, Tần Lâm nói. Chú Mã, chú thử cử động ngón tay và ngón chân đi. Máy quay lập tức nhắm chuẩn vào tay của chú Mã. Mã Kiến Quân thử cử động, ngón trỏ và ngón giữa khẽ động. Ông ấy lập tức mừng rỡ. Sau đó thử cử động ngón chân cũng cử động. Lúc này Mã Kiến Quân cảm thấy giống như đi vệ sinh ngồi xổm lâu, chân bị tê, không còn cảm giác nữa. Mã Kiến Quân phục hồi từng chút một, mặc dù lúc di chuyển vẫn thấy đau và tê, nhưng đã có hy vọng có thể cử động lại được, điều này thực sự khiến ông rất phấn khích. Tiểu Tần, chú có cảm giác rồi, tốt quá, tốt quá. Mã Kiến Quân tiếp tục cố gắng, càng tay càng chân nhanh chóng có thể tự do cử động, lúc này ông ấy giống như đứa trẻ mới 2-3 tháng tuổi. Không ngừng nghịch ngợm chân tay của mình. Tầm mấy phút sau, Mã Kiến Quân thử dùng lực lật người, ông đã tự lật người được. Được rồi chú Mã, lưng của chú vừa mới khâu, không được vận động mạnh, chú cứ nằm ở đây cử động chân tay đi, buổi chiều bảo Mã Húc dìu chú dậy để đi lại. Được, 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 Mã Kiến Quân lập tức cảm động rơi nước mắt, Tiểu Tần, cảm ơn cháu là ân nhân của chú. Tần Lâm cười, đều là người nhà với nhau, chú nói quá rồi. Nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay. Mã Húc vội tiến lên kích động vỗ vai Tần Lâm nói. Lão Tần, cậu được đấy. Tớ cứ tưởng cậu nói phét, không ngờ cậu lại lợi hại như thế. Nghe đến đây, người xem lập tức sững sờ, bỗng nhiên có người sực nhớ ra điều gì đó. Lão Tần, cậu thanh niên này họ Tần. Nhìn cách châm cứu, phong thái cùng dáng người của anh, thấy quen quen. Y thuật siêu phàm, khí chất ngời ngời. Hơn nữa anh họ Tần. Đây còn lại tiết mục của đài truyền hình Trung ương, đạo diễn và nhân viên sản xuất bốn mắt nhìn nhau, lập tức đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lẽ nào, đây là Tần Đại Sư sao? Cộng đồng mạng xem Livestream cũng phát hiện ra điều này. Tôi cắt ảnh rồi, nhìn dáng người từ phía sau giống hệt với nhân vật trong Đại hội Đông Y, đây là Tần Đại Sư. Vừa nghe nói đến là Tần Đại Sư, tất cả mọi người đều hào hứng. Tần Đại Sư, thực sự là Tần Đại Sư. Vãi trưởng, chương trình đã sắp xếp hết rồi đúng không? Từ đầu bảo là không có Tần Đại Sư, bây giờ anh ấy lại xuất hiện. Chắc không phải đâu, nếu thực sự mời Tần Đại Sư, bọn họ chắc chắn đã tuyên truyền rầm rộ, sức kêu gọi của Tần Đại Sư lớn lắm đấy. Nói cũng có lý, nhưng chắc Tần Đại Sư sẽ không phối hợp đóng kịch với bọn họ đâu nhỉ? Nếu như bọn họ mời đến để diễn, với thân phận của Tần Đại Sư không thể nào đồng ý chương trình kiểu này được. Chữa bệnh là chữa bệnh, bọn họ không phải là diễn viên, hiệu ứng chương trình là chuyện của tổ đạo diễn, nhưng Tần Đại Sư không thể nào vì đánh bóng tên tuổi mà phối hợp diễn với tổ sản xuất chương trình được. Đây là ấn tượng của mọi người về Tần Đại Sư, người bình thường không thể nào tưởng tượng được mức độ nổi tiếng của bậc thầy Đông Y thực sự. Đạo diễn xúc động tột bậc. Không ngờ Tần Đại Sư mà bọn họ muốn mời cũng không mời được lại tình cờ xuất hiện ở đây. Hơn nữa Tần Đại Sư còn ra tay tương trợ, giải quyết căn bệnh khó chữa này. Đạo diễn lén chụp một bức hình rồi gửi cho Tổng Thanh tra Đài truyền hình Trung ương. Tổng Thanh tra Triệu nhìn thấy tấm ảnh, lập tức kích động trả lời lại. Sao anh mời được Tần Đại Sư vậy? Đạo diễn cười gượng, Tổng Thanh tra à, không phải tôi mời mà là tình cờ gặp. Tổng Thanh tra Triệu cũng lắc đầu. Tên đạo diễn này có thể tình cờ gặp được Tần Đại Sư, đúng là số đỏ thật đấy. Chương trình của anh cứ đợi bùng nổ rating đi. Tập đầu tiên của chương trình này thực sự đã thu hút được rất nhiều khán giả. Đầu tiên là phát sóng trực tiếp, Livestream chữa bệnh vốn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Thứ hai là xuất hiện mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, khán giả bây giờ là thế, thích xem drama nhất. Đặc biệt là nhân vật lớn như Triệu Thần Y lại tranh cãi với một cậu thanh niên về lĩnh vực Đông Y. Mọi người đều chờ xem lão Đông Y dạy dỗ tiểu Đông Y thế nào, thậm chí rất nhiều chương trình không có tình huống này nhưng vẫn cố ý diễn ra. Bây giờ không cần phải diễn, trực tiếp xuất hiện tình huống này, đúng là trùng hợp thật đấy. Hơn nữa điều quan trọng là, cuối cùng còn có một cú ngoặt ngoạn mục.
Lúc mọi người tưởng rằng sẽ kinh ngạc bởi y thuật của lão thần y thì lại phát hiện ra cậu thanh niên trẻ kia là Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, giảng sư trong Đại hội Đông Y, cao thủ hàng đầu giới Đông Y. Chương trình này chắc chắn sẽ rất hot, bất luận là phát trực tiếp trên mạng hay là truyền hình trực tiếp đều sẽ bùng nổ rating, dẫn đầu hầu hết các chương trình giải trí. Bao gồm cả chương trình ẩm thực Hoa Hạ vốn đã có rating rất cao trước đó, lúc này cũng không thể nào so sánh được cuộc tỉ thí giữa Tần Đại Sư và Triệu Đại Sư. Trước đây Tần Lâm làm giảng sư trong Đại hội Đông Y, chữa bệnh tại trường quay, mặc dù đã mang lại tiếng tăng lừng lẫy, nhưng hoàn toàn khác bây giờ. Giảng giải trong Đại hội Đông Y đều có sự chuẩn bị từ trước, chữa bệnh cũng có thể chuẩn bị trước, hơn nữa không có hiệu quả chữa trị đặc biệt, chỉ là châm cứu rác hơi. Vì thế sau đó nhiều đại sư nổi tiếng trên mạng nói rằng Tần Lâm không có bản lĩnh gì, chỉ là một diễn viên mà thôi. Thực sự nếu phía sau có một đội ngũ hùng hậu làm công tác PR thì có thể diễn ra được hiệu quả như vậy. Nhưng hôm nay thì khác, Tần Lâm đã tiến hành một cuộc phẫu thuật. Phát trực tiếp một cuộc phẫu thuật khiến khán giả trầm trồ không ngớt. Mọi người tận mắt nhìn Tần Lâm mổ dao, hút khối u, khâu vết thương, châm cứu và xoa bóp. Từng động tác đều nhìn rõ ràng hơn nữa lại là phát trực tiếp, không thể nào diễn được. Kỹ thuật và động tác của Tần Lâm thoăn thoắt liên tục, đem lại cảm giác đã luyện tập rất nhiều lần. Các vị chuyên gia đông y trước màn hình đều sửng sốt, bởi vì thao tác của Tần Lâm thực sự rất lợi hại. Từ châm cứu đến phẫu thuật, cuối cùng là xoa bóp. Động tác của anh không hề phức tạp, kỹ thuật cũng rất bình thường, nhưng lại đem lại cảm giác hoàn hảo. Cuộc phẫu thuật nói chung trong sách giáo khoa, nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình phẫu thuật đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng Tần Lâm lại thực hiện một cách bình thản như vậy, không hề có sai sót, đây chính là Tần Đại Sư. Vẻ mặt của Triệu Thần Y từ khó xử đến sửng sốt. Vốn dĩ thấy Tần Lâm chữa khỏi bệnh, trong lòng ông ta rất khó chịu, cảm thấy giống như bị mất mặt vậy, thua một tên tiểu bối. Nhưng sau khi biết được anh là Tần Đại Sư, Triệu Khôn lập tức xóa bỏ suy nghĩ này. Thua một người trẻ tuổi thì mất mặt, nhưng thua Tần Đại Sư đó chẳng phải là điều đương nhiên sao? Tần Đại Sư có thân phận gì chứ? Người ta giảng dạy cho biết bao bác sĩ hàng đầu trong Đại hội Đông Y, Triệu Khôn không có tư cách ngồi bên cạnh, thua Tần Đại Sư thì có sao chứ? Chẳng trách trước đó anh nói không có tư cách bái sư, thực sự là vậy, tư chất của Triệu Khôn quá kém cỏi để bái Tần Đại Sư làm thầy. Nghĩ đến việc trước đây ra vẻ với Tần Đại Sư, Triệu Khôn đỏ ửng mặt, vội quỳ trước mặt anh. Tần Đại Sư, trước đây tôi đã đắc tội với cậu, mong cậu tha thứ. Vốn dĩ thua rồi phải quỳ xuống bái sư, nhưng đối phương là Tần Đại Sư, ông ta thực sự không có tư cách này, vì thế không nói lên lời. Tần Lâm lắc đầu, cũng không cần phải làm như thế, ông không sai, chỉ là tầm hiểu biết hạn hẹp, không trách ông được. Trước đó nếu Tần Lâm nói Triệu Đại Sư tầm hiểu biết hạn hẹp, chắc sẽ có nhiều người tức giận mắng chửi anh. Nhưng bây giờ Tần Đại Sư chỉ điểm Triệu Thần Y nói ông ta không đủ kiến thức, đó là điều bình thường. Lúc này Tổng Thanh Gia cũng bắt đầu xem Livestream, suy nghĩ đến vấn đề riêng tư của Tần Đại Sư, lập tức ra lệnh. Phát trực tiếp thì thôi, lúc phát lại, cắt hết cảnh quay cận mặt Tần Đại Sư đi. Lúc Tần Đại Sư chữa bệnh đa phần là cận cảnh, không quay lộ mặt nhiều lắm, cắt đi cũng không ảnh hưởng mấy, dù gì mọi người biết đó là Tần Đại Sư là được rồi. Trước đây lúc tham gia Đại hội Đông Y, Tần Lâm không muốn lộ mặt, Tổng Thanh Tra Triệu đương nhiên phải nghe theo ý kiến của anh rồi. Đạo diễn hô cắt, lập tức dừng phát trực tiếp. Livestream dừng đúng lúc Triệu Khôn quỳ xuống. Chương trình còn có tập tiếp theo, để tuần sau rồi phát sóng. Dừng rất đúng lúc, khiến khán giả phải chờ đợi kỳ sau. Nói không chừng rating kỳ sau còn cao hơn kỳ này, thậm chí sẽ tạo nên kỷ lục trong ngành. Tần Đại Sư đúng là danh bất hư truyền. Đạo diễn đi lên bắt tay Tần Lâm, sau đó để lại danh thiếp. Tần Đại Sư, tôi là đạo diễn của đài truyền hình Trung ương, tôi tên là Hứa Tuyên, sau này có chuyện gì cậu cứ liên lạc với tôi, hôm nay cậu đã giúp tôi một chuyện lớn, ân tình này tôi sẽ khắc nghi. Tên Hứa Tuyên này cũng được coi là biết đối nhân xử thế, mặc dù Tần Lâm đến chữa bệnh không phải vì giúp ông ta, nhưng ông ta là người được lợi, đương nhiên vẫn phải cảm ơn anh. Tần Lâm gật đầu, nhận danh thiếp của ông ta, dù sao người ta cũng có ý tốt. Sau đó, đám đông tản ra, bà con hàng xóm cũng đi, chỉ còn lại nhà Mã Húc, Trương Minh và Tần Lâm.
Không còn người ngoài nữa, Tần Lâm nói. Mã Húc, bệnh của chú Mã không còn vấn đề gì nữa, lát về tớ kê thuốc cho chú ấy là được, chưa đến nửa tháng là có thể đi lại được, tầm 3 tháng sau sẽ phục hồi chức năng của người bình thường. Mã Húc xúc động nói, lão Tần, chúng ta là anh em, tớ sẽ không nói lời cảm ơn nữa. Tầm Lâm cười, đương nhiên rồi, không cần phải khách khí như thế, bây giờ nói chuyện người phụ nữ lái Maserati đó đi. Tần Lâm lộ vẻ mặt tức giận. Bố Mã Húc bị liệt tứ chi, mặc dù không phải cho tai nạn xe gây ra nhưng vụ tai nạn thực sự đã xảy ra. Hơn nữa sau khi lái xe Maserati xảy ra tai nạn người phụ nữ đó còn hống hách ngang ngược, không có thái độ ăn năn hối hận, điều này khiến Tần Lâm rất bực mình. Hơn nữa cô ta còn có liên quan đến nhà họ Hoa, đó là cái gai trong mắt Tần Lâm. Vừa hay nhà họ Hoa đã bay nhảy khá lâu, đã đến lúc phải xử lý bọn họ rồi. Sau khi nhà họ Thư và nhà họ Tề bị tiêu diệt, nhà họ Hoa đã khiêm tốn hơn, có điều dạo gần đây hình như lại bắt đầu hống hách trở lại. Mã Húc cau mày, lão Tần, bệnh của bố tớ cũng khỏi rồi, bỏ qua chuyện người phụ nữ đó đi. Mã Kiến Quân cũng nói, đúng thế tiểu Tần, bây giờ các cháu đều khỏe mạnh là điều tuyệt vời nhất, chú không muốn xảy ra chuyện nữa, cháu nghe chú một lần, bỏ qua chuyện này đi. Nghe thấy lời nói của hai bố con Mã Húc, Tần Lâm cau mày, anh do dự một lát, cuối cùng không nói gì. Được rồi, cháu sẽ tạm thời bỏ qua. Hai bố con họ không chịu nói, Tần Lâm cũng không thể ép, dù sao sớm muộn gì nhà họ Hoa cũng bị xử lý, người phụ nữ đó cũng thế. Vậy mọi người ở nhà nghỉ ngơi đi, cháu đi kê đơn thuốc cho chú. Tần Lâm đi ra ngoài, trở về y quán để bốc thuốc. Tần Lâm vừa đi chưa được bao lâu đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên, một con xe Maserati phóng đến, đỗ trước cửa nhà Mã Húc. Nhìn thấy con xe này Mã Húc cau mày lại, thấy quen quen. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ cùng hai tên đàn ông vạm vỡ bước xuống. Nhìn thấy người phụ nữ trẻ đeo kính này, đồng tử của Mã Húc lập tức co lại, mặt biến sắc. Là cô ta. Người phụ nữ đeo kính đi vào trong, nhìn cách bày biện trong nhà, cô ta bĩu môi, ra vẻ ghét bỏ. Đây là nông thôn sao, đúng là phèn. Cô ta bịt mũi, đi vào trong với vẻ mặt khó chịu. Thấy Mã Kiến Quân nằm trên giường bệnh, ả lập tức cười mỉa mai. Hừ, mạng của ông đúng là lớn thật đấy. Nhìn thấy người phụ nữ này, Mã Kiến Quân lập tức kích động. Lý Dung, là cô. Người phụ nữ này tên là Lý Dung, người tình của thiếu gia nhà họ Hoa, dựa vào thế lực của nhà họ Hoa suốt ngày vênh váo, hống hách. Ỷ mình có chút nhan sắc là không coi ai ra gì. Thậm chí là sau khi lái xe đâm Mã Kiến Quân, cô ta cho rằng chỉ đâm vào một ông nông dân quèn mà thôi, không có gì ghê gớm, cũng chẳng cần đền tiền, thậm chí ngay cả câu xin lỗi cũng không có, chỉ tìm người đến uy hiếp thôi. Trên thực tế Mã Kiến Quân cũng không dám đắc tội với Lý Dung. Năm ngoái sau khi Mã Kiến Quân bị đâm, Lý Dung đã tìm người đến uy hiếp, ông ấy không dám lên tiếng, chuyện này cứ thế mà cho qua, cả nhà họ Mã biết rằng không thể nào động đến nhà họ Hoa được, vì thế đành chịu nỗi uất ức này. Lý Dung vốn dĩ cũng chẳng thèm để ý, chỉ là một ông nông dân thôi, đừng nói là đâm tàn phế, cho dù là đâm chết cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay ông ấy lại lên truyền hình, hơn nữa lại còn là đài truyền hình trung ương. Tên Mã Kiến Quân này số đỏ thật đấy, có thể nhận được sự giúp đỡ của đài truyền hình trung ương. Lý Dung không hề sợ Mã Kiến Quân, nhưng nếu như đài truyền hình vạch trần sự thật, sợ rằng sẽ đem lại phiền phức cho cô ta. Đến lúc đó có người điều tra, tìm ra cô ta thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Hoa thì không được tốt lắm. Vì thế Lý Dung muốn đến xử lý chuyện này. Cô ta nhìn căn nhà của Mã Kiến Quân, lập tức cười khẩy. Đúng là quá rách nát, thế này đi, tôi cho ông 200.000 tệ, sửa sang lại căn nhà này. Nói xong Lý Dung lấy ra một tấm séc, ký tên rồi ném trước mặt Mã Húc. Tấm séc mỏng bay trước mặt Mã Húc khiến anh thấy khó chịu. Anh bắt lấy tấm séc, vo viên lại rồi ném vào mặt cô ta. Lý Dung, cô có tiền thì ghê gớm lắm sao? Chuyện cô đâm bố tôi còn chưa tính sổ đâu. Tiền sao? Bây giờ đối với Mã Húc mà nói, tiền không còn quan trọng nữa. Trước đây Mã Húc nghèo thật, thậm chí còn phải cúi đầu vì tiền. Nhưng anh cần tiền là để chữa bệnh cho bố. Bây giờ bệnh của bố đã có hy vọng rồi, trong mắt Mã Húc tiền không còn quan trọng. Hơn nữa Tần Lâm còn trả anh 100 triệu.
Bây giờ Mã Húc cũng được coi là tỷ phú rồi, chút tiền này anh không thèm. Bị cục giấy đập vào mặt, Lý Dung biến sắc. Láo toét, thằng nghèo sát nghèo sơ như anh mà dám đánh tôi sao? Anh không muốn sống nữa phải không? Nói xong Lý Dung giơ tay tát Mã Húc. Một tiếng bốp vang lên. Mã Húc không đề phòng, bị Lý Dung tát một phát, năm ngón tay in rõ trên mặt. Mặt Mã Húc lập tức biến sắc, anh thực sự không ngờ Lý Dung lại dám ra tay với anh. Mẹ kiếp, cô muốn chết à? Nói xong Mã Húc lao lên, mấy gã đàn ông bên cạnh Lý Dung cũng tiến lên, đây là vệ sĩ chuyên nghiệp, bọn họ dễ dàng khống chế được Mã Húc, đè anh xuống dưới đất, khiến anh không nhúc nhích được. Vẻ mặt Trương Minh thay đổi, anh cũng phản ứng lại. Mẹ kiếp! Trương Minh đạp một cước, nhưng đáng tiếc là mặc dù bọn họ cũng khỏe nhưng không đấu lại vệ sĩ, hơn nữa số người cũng không chiếm ưu thế. Trương Minh cũng bị đè dưới đất, không thể nào nhúc nhích được. Mã Kiến Quân nằm trên giường, thấy con trai mình bị đánh, lập tức nổi giận đùng đùng. Lý Dung, cô bỏ con trai tôi ra. Mã Kiến Quân vừa mới cử động lại được, ông lật người vài vòng rồi ngã xuống giường. Lý Dung lộ vẻ mặt khinh bỉ, ây dô, cử động được rồi à? Xem ra tôi đâm nhẹ rồi, lẽ ra nên đâm thêm vài phát nữa, để ông chết quách đi thì đỡ phải nhiều chuyện thế này. Nói xong Lý Dung tiến lên, giẫm vào mu bàn tay của Mã Kiến Quân. Giày cao gót giẫm xuống mu bàn tay, lập tức khiến toàn thân ông đau đớn. Mã Kiến Quân đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhăn nhó mặt mày, mu bàn tay bị giẫm chảy cả máu. Lý Dung hừ lạnh lùng, lại lấy trong túi ra một tấm séc nữa, viết vài nét rồi nói. Đây là 1 triệu tệ, là tiền bồi thường và tiền khám bệnh. Nói xong Lý Dung ném tấm séc xuống dưới đất, quay người rời đi. Mấy tên vệ sĩ đánh Mã Húc và Trương Minh một trận, sau đó cũng lên xe rời đi. Hai bố con Mã Húc cùng Trương Minh nằm dưới đất, mặt mày thâm tím, đau đến mức không đứng dậy được. Một lúc sau, Tần Lâm quay lại, xách theo thuốc ở y quán đến, vừa vào trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi. Húc Tử, Trương Minh, chú Mã. Tần Lâm vội đỡ ba người dậy, sau đó bế chú Mã lên giường, nhìn vết thương, vẫn may chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng Húc Tử và Trương Minh thì khá nghiêm trọng, bị đánh gãy xương, tụ máu, không thể nào chữa khỏi trong 2-3 ngày được. Tần Lâm cuộn chặt nắm đấm, vẻ mặt tức giận. Húc Tử, là ai đánh? Mã Húc nhắm mắt, không chịu nói, Mã Kiến Quân cũng không chịu nói. Hai bố con họ biết sự lợi hại của nhà họ Hoa, cho dù Tần Lâm hỏi thế nào cũng không nói, sợ anh đi báo thù cho bọn họ rồi gây ra rắc rối. Chủ yếu là sợ Tần Lâm xảy ra chuyện. Hai bố con họ không nói nhưng Trương Minh thì không chịu được, anh ấy biết Tần Lâm lợi hại, bản thân cũng nuốt không trôi cục tức này. Là người phụ nữ lái Maserati đó, tên là Lý Dung, cô ta dẫn theo mấy tên vệ sĩ đến đây, đưa cho chú Mã 1 triệu, ý muốn kết thúc chuyện này, sau này chúng ta không được gây rắc rối cho cô ta nữa. Tần Lâm nheo mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lý Dung phải không, đúng là muốn chết. Vốn dĩ sự việc này đã kết thúc, nhưng bởi vì lên TV nên Lý Dung mới ra mặt với Mã Kiến Quân. Cũng như để cho gia đình này biết được Lý Dung cô ta không hề dễ gây sự. Chuyện này cũng không thể nào làm quá lớn được, kẻo lại khơi dậy dư luận cho gia đình nhà họ Hoa. Sắc mặt Tần Lâm trở nên u ám, không ngờ Lý Dung lại ngạo mạn đến thế, anh còn chưa kịp đi tìm thì cô ta đã tự vác xác đến trước cửa rồi. Mặc dù gây ra chuyện lớn, nhưng Lý Dung lại không hề cảm thấy ăn năn, ngược lại còn nghĩ rằng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. Gia đình Mã Kiến Quân cũng là người nông thôn mà thôi, cho chút tiền là mọi chuyện sẽ được giải quyết. 1 triệu là đủ để cho một gia đình ở nông thôn sống sung túc rồi. Đối với những người dân ở nông thôn, thu nhập hàng năm của một hộ gia đình là 30-40 nghìn, đương nhiên 1 triệu sẽ là một con số khổng lồ đối với họ. Có thể được bồi thường một số tiền không hề nhỏ như thế, lẽ nào còn không đủ để họ ngoan ngoãn hay sao? Tần Lâm lấy điện thoại ra rồi gọi vào số của Tôn Kiến Dân. Alo, tiểu sư huynh, Tôn Kiến Dân đây, sư huynh có gì cần tôi giúp đấy? Điện thoại của Tôn Kiến Dân có thể kết nối 24/24, chỉ cần là Tần Lâm gọi, cho dù có đang họp quan trọng thì ông ấy cũng sẽ nghe máy ngay. Tần Lâm nói, kiểm tra cho tôi một người phụ nữ tên Lý Dung nhà ở đâu, cô ta là tình nhân của thiếu gia nhà họ Hoa. Được, để tôi cho người kiểm tra ngay. Ở Đông Hải,
không có gì mà Tôn Kiến Dân không tra ra được. Vài phút sau, Tôn Kiến Dân liền trả lời. Ông ấy nói địa chỉ cho Tần Lâm, sau đó anh cũng cúp máy. Anh lái chiếc Rolls Royce Cullinan của Mã Húc, phi nước đại đến thẳng khu biệt thự. Khu biệt thự vô cùng sang trọng, hơn nữa còn hết sức khiêm tốn, nơi này chính là chỗ để những người giàu có nuôi tiểu tam. Tần Lâm một mình xuống xe, sau đó đi tới trước cửa nhà Lý Dung, nhìn thấy biển số nhà, chính là căn này. Tần Lâm đẩy nhẹ cửa ra, ngay lập tức cánh cửa lớn bằng sắt đã được mở. Cổng sắt lớn bằng kim loại nguyên chất lập tức bị Tần Lâm đẩy thành hình chữ C, có vẻ như thứ anh đẩy không phải cổng sắt mà là một cách cửa nhựa bình thường vậy. Sau khi phá xong cánh cửa kim loại, toàn bộ biệt thự lập tức reo lên chuông báo động. Chuông báo động kêu chói cả tai, ngay sau đó có vài vệ sĩ lao ra khỏi phòng, vừa hay đó là những tên ra tay đánh người lúc trước. Lý Dung cũng vội vàng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Tần Lâm liền cau mày nói. Tôi còn tưởng là ai, chẳng phải Tần Đại Sư đây sao? Vừa rồi Lý Dung cũng xem buổi phát sóng trực tiếp, mặc dù chỉ có người đến xem trực tiếp mới có thể thấy rõ mặt, nhưng Lý Dung lại là người tham gia, cho nên cô ta đương nhiên có ấn tượng sâu sắc với Tần Lâm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Lý Dung liền cười khẩy, một tên bác sĩ thối tha mà thôi, cũng dám đến đây làm càn à, anh cũng ra vẻ giỏi đấy nhỉ, có biết đây là đâu không? Tần Lâm cười chế nhạo, chỉ là tình thân của một thằng nhóc nhà họ Hoa mà thôi, thật không biết ai lại cho cô cái dũng khí đó nữa. Sắc mặt Lý Dung lập tức thay đổi, sau đó sa sầm xuống. Hỗn láo, anh lại dám nói tôi như vậy, muốn chết à? Dứt lời, Lý Dung liền nói với mấy tên vệ sĩ. Đánh, tôi không muốn thấy anh ta đứng trước mặt tôi nữa, tôi muốn anh ta phải quỳ xuống. Vâng, cô Lý. Sau khi Lý Dung nói xong, mấy tên vệ sĩ đã siết chặt nắm đấm, tiến từng bước về phía trước. Thằng nhóc, mày dám ra vẻ ở trước mặt cô Lý à, mày thật sự muốn chết đúng không? Nói xong, hắn ta liền vung một quả đấm. Tên vệ sĩ thân hình vạm vỡ bắp thịt cuồn cuộn xông đến, nắm đấm của hắn còn to hơn cả đầu của Tần Lâm. Hơn nữa còn nồng nặc sát khí, vừa nhìn liền biết là con nhà võ, có lẽ hắn đã từng giết người rồi cũng nên. Vụt, nắm đấm vung đến nhưng chỉ đánh vào không trung, tên vệ sĩ sững ra một lúc, không ngờ thân hình nhỏ bé của Tần Lâm lại có thể thoát một cách dễ dàng như thế, tên nhóc này là sao đây? Tần Lâm nhẹ nhàng né người qua một bên, sau đó đưa hai ngón tay đến dưới nách của tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ đột nhiên hét lên thảm thiết, chân phải lập tức mềm nhũn. Nửa người đột nhiên mất cảm giác, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Nhìn thấy vệ sĩ bị như vậy, sắc mặt Lý Dung lập tức thay đổi, vội vàng hét lớn. Mau, mau ra tay. Hai tên vệ sĩ còn lại không dám chậm trễ, nhanh chóng xông về phía Tần Lâm. Hai người một đấm một đá cùng nhau tấn công, khóe miệng Tần Lâm chợt hiện lên tia chế giễu, thẳng tay tát một phát. Bốp, một tên vệ sĩ bị tát trực tiếp bay ra ngoài. Khi tên vệ sĩ bay ra, trên mặt còn hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lại bị Tần Lâm tát đến mức bay ra ngoài. Bốp! Tần Lâm thuận tay tát luôn vào mặt tên vệ sĩ còn lại. Rõ ràng là bọn họ ra tay trước, Tần Lâm ra tay sau, nhung tay của Tần Lâm lại in lên mặt tên vệ sĩ kia. Hai tên vệ sĩ lần lượt bay ra ngoài, trong nháy mắt cả ba tên đều đang nằm trên mặt đất. Lý Dung sửng sốt, ba tên vệ sĩ này là người của nhà họ Hoa. Bọn họ cũng được coi là quyền lực trong số rất nhiều vệ sĩ của nhà họ Hoa, bình thường Lý Dung ra ngoài thường vô cùng hống hách và hay bắt nạt người khác, vì có ba người họ ở đây nên không ai dám làm gì cô ta. Không ngờ rằng ba tên bảo vệ bất bại từ trước đến nay lại hoàn toàn phải chịu thua dưới tay Tần Lâm. Sắc mặt Lý Dung trở nên vô cùng khó coi, anh đừng làm bậy, bạn trai tôi chính là Hoa thiếu gia của nhà họ Hoa đó, Hoa Hưng Vũ. Nếu như anh dám động vào tôi thì bạn trai tôi sẽ gọi người đánh chết anh. Nhìn thấy Lý Dung vẫn kiêu ngạo như vậy, Tần Lâm bèn cười khẩy. Đánh chết tôi, vừa rồi cô nói muốn đánh tôi như thế nào? Muốn tôi quỳ xuống nói chuyện với cô đúng không? Nói xong, Tần Lâm đi đến trước mặt Lý Dung, đá vào đầu gối cô ta. Rắc! Đột nhiên, Lý Dung hét lên một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, nghiến chặt răng nói. Sắc mặt Lý Dung trở nên tái nhợt. Đầu gối đau đớn làm đau nhức toàn thân, nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Tần kia, anh dám đánh tôi, muốn chết đúng không? Anh toi rồi. Tần Lâm cười chế nhạo, tôi toi. Tôi cũng muốn xem mình toi như thế nào đấy.
Dứt lời, Tần Lâm liền lấy điện thoại ra, sau đó để trước mặt Lý Dung. Nào, đừng nói tôi không cho cô điện thoại, gọi người đến đây đi. Nói xong, Lý Dung sững ra một lúc, không ngờ Tần Lâm lại đưa điện thoại cho cô ta, nếu như thật sự gọi Hoa thiếu gia đến thì Tần Lâm chắc chắn sẽ chết không có đất chôn thân. Họ Tần kia, anh đừng hối hận. Lý Dung quỳ trên mặt đất, cắn răng gọi cho Hoa Hưng Vũ. Vài giây sau, Hoa Hưng Vũ đã bắt máy. Anh Hoa, em đây, em bị người ta đánh rồi, chính là tên bác sĩ họ Tần trên TV, chân em đau quá, hu hu hu. Dù sao cũng là tình nhân, khi nghe Lý Dung tỏ ra đáng thương khóc lóc thảm thiết, đương nhiên Hoa Hưng Vũ lập tức nổi giận. Hỗn láo, muốn chết à, hắn ta lại dám đánh em sao? Để hắn nghe điện thoại. Lý Dung nghiến răng nghiến lợi đưa điện thoại qua. Hoa thiếu gia bảo anh nghe máy. Tần Lâm nghe điện thoại, có gì nói thẳng đi. Giọng nói u ám của Hoa Hưng Vũ phát ra từ đầu dây bên kia. Thứ chó, mày chỉ là một tên bác sĩ thối, lại dám đánh người phụ nữ của tao à? Bây giờ mày mau quỳ xuống xin lỗi cô ấy, nếu như mày động vào sợi lông nào của cô ấy thì có tin tao sẽ giết chết mày không? Tần Lâm nghe xong liền cười nhạt. Động vào một sợi lông, vậy thì anh cũng nghe cho rõ đây. Dứt lời, Tần Lâm liền duỗi hai ngón tay ra, bóp vào gáy Lý Dung. Rắc, một âm thanh giòn giã như tiếng xương gãy vang lên. À, Lý Dung ngay lập tức hét lên, cả người trực tiếp nằm trên mặt đất, không còn sức lực, khóe miệng chảy đầy nước bọt, trông vô cùng nhếch nhác. Chồng ơi, mau cứu em. Hoa Hưng Vũ tức đến điên người, họ Tần kia, mày chết chắc rồi, đợi đó cho tao. Tần Lâm liền nói, tôi cho anh 10 phút, mau lên. Sau khi cúp điện thoại, Hoa Hưng Vũ tức giận đến mức trực tiếp gọi hẳn 10 tên vệ sĩ của nhà họ Hoa đến. Mau lên xe hết cho tôi, nhớ mang theo vũ khí. Hoa Hưng Vũ chưa bao giờ tức giận đến vậy, Lý Dung là người phụ nữ của hắn, lại thích cô ta như vậy, Tần Lâm dám làm ra chuyện này với cô ta thì thật muốn tìm đến cái chết mà. Hoa Hưng Vũ lái 3 chiếc xe phi nước đại đến cửa khu biệt thự. Khi đến nơi, hắn liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì ở cổng lại có đầy cảnh sát vũ trang. Hoa Hưng Vũ sững ra một lúc, nhiều cảnh sát vũ trang như vậy làm gì chứ? Một vài cảnh sát vũ trang mang theo đạn và vũ khí thật trong tay, chỉ cần một cảnh sát vũ trang cũng có thể đánh gục tất cả, chưa kể bọn họ còn chẳng dám làm gì cảnh sát vũ trang. Hoa Hưng Vũ liền hỏi, đồng chí, mọi người ở đây? Hoa thiếu gia, anh có thể tự mình vào. Nghe xong, Hoa Hưng Vũ chợt ngẩn ra, hắn tự vào. Suy nghĩ một hồi nhưng Hoa Hưng Vũ vẫn không thể hiểu nổi, hắn chính là Hoa thiếu gia của nhà họ Hoa, cho dù có đi vào một mình thì cũng chẳng ai dám động vào hắn. Họ Tần kia cũng chỉ là một bác sĩ mà thôi, chẳng lẽ một bác sĩ lại đi đối đầu với cả nhà họ Hoa ư? Được. Xe bị chặn ở ngoài, Hoa Hưng Vũ liền bước nhanh vào biệt thự. Vừa vào đến phòng khách liền nhìn thấy Lý Dung nằm sấp trên mặt đất, trông vô cùng nhếch nhác, tay chân không động đậy được, cứ hệt như người tàn phế vậy. Hắn lập tức nổi giận, láo xược, con mẹ mày muốn chết đúng không? Lúc này, Tần Lâm đang bắt chéo chân ngồi trên sofa, vẻ mặt hết sức thoải mái. Nhìn thấy bộ dạng tức giận đùng đùng của Hoa Hưng Vũ, anh bèn cười khẩy. Sao thế, không muốn nhìn thấy người thân bị liệt nửa người sao? Vậy lúc các người tông người khác, sao lại không chịu tưởng tượng ra cảnh này chứ? Hoa Hưng Vũ lập tức nhíu mày, hắn hiểu những gì Tần Lâm đang nói. Tên nhóc này đến đây để báo thù cho người họ Mã kia. Hoa Hưng Vũ hừ lạnh một tiếng, bọn họ cũng xứng so với tao sao? Bọn họ chẳng qua chỉ là nông dân mà thôi, cặn bã dưới đáy xã hội, làm gì có tư cách để so. Tao cao quý như thế nào chứ? Nghe xong những gì Hoa Hưng Vũ nói, Tần Lâm liền cười khẩy. Nhà họ Hoa cũng bành trướng thật đấy, Hoa Hưng Vũ này chỉ là một tên thiếu gia mà đã có thái độ như vậy, cảm giác như mình rất thượng đẳng không bằng, chẳng trách nhà họ Hoa lại kiêu ngạo đến thế. Hoa Hưng Vũ đúng không? Nếu cảm thấy bản thân cao quý thì ăn miếng trả miếng tôi xem. Nói xong, Tần Lâm liền bước lên phía trước. Sắc mặt Hoa Hưng Vũ đột nhiên trở nên khó coi, làm gì đó, muốn làm gì? Hoa Hưng Vũ chỉ là một tên công tử bột mà thôi. Ra ngoài đều mang theo vệ sĩ bên mình, đương nhiên cũng không dám ra tay với Tần Lâm. Tao là thiếu gia nhà họ Hoa đó, nếu mày dám động vào tao thì hãy chuẩn bị tinh thần đón chịu cơn thịnh nộ của nhà họ Hoa đi. Tần Lâm liền cười khẩy, vậy sao?
Tôi lại càng muốn xem thử. Dứt lời, Tần Lâm tiến đến, sau đó vung một cú tát. Bốp, một cái bạt tai còn hơn cả một cú đấm của võ sĩ chuyên nghiệp, khiến cho thân thể của Hoa Hưng Vũ ngay lập tức ngã ầm xuống đất. Bịch, lúc này, trước mặt Hoa Hưng Vũ toàn là đốm sao, cái tát này khiến cho hắn như hồn bay phách lạc. Thậm chí làm cho một nửa bên mặt mất đi cảm giác, từ nhỏ đến lớn, Hoa Hưng Vũ đều vô cùng được nuông chiều, đi đâu cũng được đãi ngộ đặc biệt, đừng nói là tát, đến cả mắng cũng chưa có ai dám. Cái tát này thực sự đã khiến Hoa Hưng Vũ bật khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem như một đứa trẻ. Tần Lâm liền cười chế nhạo, cho dù anh không trải qua 10 năm này nhưng anh cũng không hề muốn trở nên không có tiền đồ như Hoa Hưng Vũ. Đi đến phía sau Hoa Hưng Vũ, rồi dùng tay ấn mạnh vào sống lưng hắn. Rắc, giống hệt như bộ dạng vừa rồi của Lý Dung, Hoa Hưng Vũ ngay lập tức ngã xuống đất, toàn thân mềm nhũn, trừ phần cổ ra thì cả người đều hoàn toàn không còn sức lực. Một mùi hôi thối đột nhiên bốc lên, Hoa Hưng Vũ đã không còn kiềm chế được nữa. Họ Tần kia, mày dám làm vậy với tao, mày toang rồi, ông tao nhất định sẽ giết mày. Tần Lâm cười khẩy, vậy sao, tôi cũng muốn cho ông của anh xem thử đấy. Nói xong, Tần Lâm liền lấy di động của Hoa Hưng Vũ ra, sau đó gọi video cho chủ của nhà họ Hoa, Hoa Đế Hào. Sau khi cuộc gọi video được kết nối, xuất hiện đầu tiên trên màn hình chính là ông nội của Hoa Hưng Vũ, Hoa Đế Hào. Hoa Đế Hào cười tươi đến đỏ cả mặt. Cháu trai, có chuyện gì thế, gọi video cho ông làm gì? Hoa Đế Hào nhìn kỹ hơn thì thấy bộ dạng như chó sắp chết của Hoa Hưng Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hưng Vũ, cháu sao thế, là ai, ai làm, ai dám? Hoa Đế Hào la lớn, giọng điệu giận dữ cùng với vẻ mặt tức giận, như thể sắp đập nát bàn vậy. Sau đó, Tần Lâm liền xoay camera lại. Nhìn thấy mặt Tần Lâm, Hoa Đế Hào chợt sững ra một lúc. Cậu là ai, có phải cậu ra tay với cháu trai tôi không? Muốn chết à? Vừa dứt lời, Tần Lâm liền bật cười thành tiếng. Tôi là ai, tôi họ Tần. Hoa Hưng Vũ có thể không có cảm giác gì với nhà họ Tần, bởi vì 10 năm trước hắn cũng còn nhỏ, vậy nên mới không mấy ấn tượng với nhà họ Tần. Nhưng Hoa Đế Hào thì khác, vừa nhắc đến nhà họ Tần, điều đầu tiên ông ta nghĩ đến đó chính là nhà họ Tần ở Đông Hải. Hơn nữa, nghe nói thiếu gia nhà họ Tần đã trở về và vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên là muốn báo thù. Nhà họ Thư và nhà họ Tề đã xong đời rồi. Vốn đã hơn một tháng trôi qua, còn tưởng mọi việc đã xong xuôi, không ngờ hôm nay Tần Lâm lại tìm đến tận cửa. Là cậu, là Tần Lâm. Tần Lâm liền cười khẩy, xem ra thông tin của ông cũng nhanh nhạy đấy, nếu đã như vậy thì cứ đợi chịu chết đi nhé. Khoan! Hoa Đế Hào không thể coi thường lời uy hiếp của Tần Lâm được. Bởi vì nhà họ Thư và nhà họ Tề đã xong đời rồi, còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không một ai hay biết. Chỉ biết rằng lúc đầu Tần Lâm cũng đe dọa bọn họ, yêu cầu bọn họ đến sườn núi Đông Sơn cúng bái nhà họ Tần, nếu không đi thì phải gánh chịu hậu quả. Lúc đầu cũng chẳng mấy ai thèm quan tâm, còn hậu quả thì sao? Có thể có hậu quả gì chứ? Một tên thiếu gia hết thời của nhà họ Tần lại có thể tạo ra sóng to gió lớn gì đây? Nhưng không thể nào ngờ rằng nhà họ Thư và nhà họ Tề đều bị diệt sạch. Bọn họ lặng lẽ biến mất, tất cả các nhân vật cốt cán trong gia tộc đều không biết sống chết. Con phụ nữ và trẻ con đều được đưa ra nước ngoài, cũng không có tin tức gì, người thân, bạn bè trong nước đều mất tất cả liên lạc, cả hai gia tộc này dường như đã biến mất chỉ trong vòng một đêm. Vậy thì sao Hoa Đế Hào lại không để tâm đến được đây? Chẳng lẽ thật sự là do Tần Lâm làm sao? Nghe Hoa Đế Hào nói khoan, Tần Lâm bỗng dừng lại một lúc. Chuyện gì? Hoa Đế Hào im lặng một lúc rồi nói. Tần thiếu gia, oan gia nên giải không nên kết. Cậu xem chuyện giữa chúng ta có thể hòa giải được hay không? Cho dù Tần Lâm có làm hay không thì Hoa Đế Hào cũng không muốn mạo hiểm, Tần thiếu gia chắc chắn không còn giống như xưa nữa, nếu không thì cũng chẳng dám khí thế như vậy. Tần Lâm lại không thể ngờ rằng Hoa Đế Hào này lại có thể nói chuyện hòa giải, xem ra việc hai gia tộc biến mất đã có ảnh hưởng rất lớn. Tần Lâm cười nói, hòa giải, ông tính đưa tiền để giải quyết đấy à? Cái gọi là hòa giải thì chắc chắn sẽ phải đền tiền. Thứ mà tiền có thể giải quyết được thì đó không phải là điều mấu chốt. Nếu tiền có thể giải quyết ân oán này thì tốt biết mấy. Hoa Đế Hào gật đầu, Tần thiếu gia, người chết không thể sống lại được,
cậu nên suy xét về tương lai của mình thì hơn, cậu muốn bao nhiêu, cứ việc nói ra, nói đại một con số là được. Tần Lâm liền cười khẩy, được thôi, đền tiền đúng không, 50 tỷ. Nói xong, sắc mặt Hoa Đế Hào lập tức trở nên cứng đờ, sau đó sa sầm xuống. Tần thiếu gia, ý của cậu là không muốn thương lượng đúng không? 50 tỷ. Tài sản cả nhà bọn họ chỉ có hơn 10 tỷ, còn Tần Lâm lại đòi một cách trắng trợn như vậy. Tần Lâm liền cười khẩy, đây là giá của tháng này, tháng sau sẽ không còn là 50 tỷ nữa, ông tự lo liệu đi. Dứt lời, Tần Lâm lập tức ngắt điện thoại. Sắc mặt Hoa Đế Hào trở nên u ám, tên nhóc này lại dám đòi trắng trợn như thế. 50 tỷ, nghèo đến điên rồi hả? Toàn Hoa Hạ có bao nhiêu đại gia với khối tài sản 50 tỷ chứ? Ngay cả một gia tộc siêu khủng như nhà họ Hoa cũng không thể nào dễ dàng có được 50 tỷ, chứ đừng nói đến người khác. Tần Lâm này căn bản không hề có ý định hòa giải. Bố, tên họ Tần kia kiêu ngạo quá rồi, hay là chúng ta nghĩ cách khác để xử nó đi? Hoa Đế Hào liền cau mày, nếu dễ như thế thì tên Tần Lâm kia đã chết từ lâu rồi. Nhà họ Thư và nhà họ Tề sớm đã ra tay với Tần Lâm, chắc chắn tên nhóc đó vô cùng khó nhằn, nếu không thì dựa vào thế lực của hai gia tộc kia cũng đủ khiến Tần Lâm chết từ lâu rồi. Vậy phải làm thế nào đây, chẳng lẽ phải đưa cho cậu ta 50 tỷ à? Hoa Đế Hào hừ lạnh một tiếng, 50 tỷ là không thể nào, cho dù có thì ông ta cũng sẽ không đưa. Nếu Tần Lâm mở miệng đòi mấy chục triệu thì có thể, nhưng mấy trăm triệu thì tuyệt đối không được. Hừm, đưa tiền cho cậu ta. Mơ đi, bố cũng muốn xem thử tên nhóc thối đó có thể làm ra phong ba bão táp gì. Bố không tin cậu ta lại lợi hại đến vậy, một người có thể dẹp sạch ba gia tộc hay sao? Tần Lâm đều khiến cho hai người Hoa Hưng Vũ và Lý Dung trở nên tàn phế, sau đó vứt ở trong sân, quay video lại rồi rời khỏi. Sau khi đến nhà Mã Húc, anh liền đưa đoạn video cho hai cha con họ xem. Trương Minh liền vỗ đùi một cách sảng khoái. Hả giận, thật đáng đời đôi cẩu nam nữ này. Vẻ mặt hai cha con Mã Húc tràn đầy lo lắng, lão Tần, cậu gây chuyện với người nhà họ Hoa như vậy, sẽ không sao chứ? Thế lực của nhà họ Hoa không hề tầm thường, Tần Lâm tuy là bác sĩ nổi tiếng, nhưng bác sĩ làm sao đấu lại quyền lực đây? Tần Lâm nói, không cần phải lo, chỉ là một nhà họ Hoa mà thôi. Tớ không để tâm đâu. Mã Húc gật đầu, lão Tần cậu có bản lĩnh hơn tụi tớ, cậu làm gì thì chắc đều đã có tính toán cả rồi. Tần Lâm châm cứu xoa bóp cho ba người một lượt, sau đó bôi thuốc, sáng sớm hôm sau, Mã Húc và Trương Minh đều khỏe mạnh trở lại. Cơ thể của Mã Kiến Quân cũng đã hồi phục, tuy vẫn chưa đi được nhưng ông đã có thể cử động tay chân đơn giản. Điều này khiến cho Mã Kiến Quân vui mừng khôn xiết, đúng là thần kỳ mà. Cả năm nay ông đều nằm liệt trên giường, vốn đã rất tuyệt vọng, nhưng không ngờ bây giờ lại được chữa khỏi. Tiểu Tần, y thuật của cháu lợi hại mà lại còn trẻ như vậy, chắc là anh tài kiệt xuất nhỉ. Lúc này, hình ảnh của Tần Lâm trong mắt Mã Kiến Quân là vô cùng to lớn, anh trẻ trung, đầy triển vọng và là hình mẫu của giới trẻ. Mã Kiến Quân liền nói, đúng rồi, con trai này, có nhớ đưa trẻ ở nhà gì ba không? Mã Húc sững ra một lúc, ý của bố là con bé họ hàng xa của dì ba à? Lâu lắm rồi con mới được gặp một lần, sao vậy ạ? Mã Kiến Quân lấy điện thoại ra, lướt một lượt tường nhà dì ba liền nhìn thấy một bức ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp. Con xem đi, đây là em họ con, rất đẹp đúng không? Mã Húc hơi kinh ngạc, đây là Tiểu Mỹ à? Đúng là con gái 18 chỗ Mã, quả nhiên khác với lúc bé, đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Mã Kiến Quân gật đầu, đúng vậy, Tiểu Mỹ không chỉ xinh đẹp mà điều kiện cũng vô cùng tốt, bố thấy hình như lúc trước con bé có mua xe thể thao thì phải, tạm thời Tiểu Mỹ vẫn chưa có đối tượng, nên bố muốn giới thiệu Tần Lâm cho con bé. Tần Lâm nghe xong liền đưa ra vài giây, có chút cạn lời. Chú Mã à, chuyện này chú không cần phải để tâm đâu. Mã Kiến Quân lắc đầu, không được, cháu là ân nhân cứu mạng chú, nước tốt thì không được để chạy vào ruộng người khác. Có cô gái tốt như vậy thì chú nhất định sẽ ưu tiên giới thiệu cho cháu trước. Mã Kiến Quân thực ra không phải là người muốn mai mối, chủ yếu do Tần Lâm đã giúp đỡ ông, vậy nên ông mới vô cùng cảm kích. Hơn nữa, điều kiện của Tiểu Mỹ cũng vô cùng tốt, vừa xinh đẹp lại giàu có, nếu như không giới thiệu cho Tần Lâm thì ông sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Hai người này thật sự rất xứng đôi. Tần Lâm cạn lời, vừa định lên tiếng,
Mã Húc lập tức chen vào. Lão Tần, cậu đừng lảng tránh nữa, mặc kệ có được hay không thì cũng cần phải gặp một lần, coi như nể mặt bố tớ đi. Tần Lâm bất lực, anh còn không có cơ hội để nói nên cũng đành phải gặp thôi. Húc tử, tớ nói rồi, tớ chỉ gặp thôi đấy, không chắc sẽ thành đâu. Mã Húc cười đáp, yên tâm đi, chắc chắn cậu sẽ thích. Mã Húc khá có lòng tin vào cô em họ xa của mình, cảm thấy xinh đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều, rất xứng với Tần Lâm, đúng là trời sinh một cặp mà. Cho dù không thành công nhưng trở thành bạn bè cũng tốt. Tần Lâm bất lực, hai bố con Mã Húc nhiệt tình quá, giúp bọn họ mà bọn họ lại còn cảm thấy không có gì để báo đáp, nếu như có thể làm mối được một đôi uyên ương thì đã quý lắm rồi. Bên này vừa nói xong thì Mã Kiến Quân liền ra hiệu cho Mã Húc. Con nói với em con đi, giới thiệu cho tốt vào, trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một đôi mà. Mã Húc đương nhiên hiểu ra, bố cứ yên tâm, để con giới thiệu cho. Mã Húc lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho cô em họ. Tiểu Mỹ, anh giới thiệu bạn trai cho em nhé. Vài phút sau, Tiểu Mỹ trả lời lại, giới thiệu bạn trai cho em. Anh ta làm gì, người bình thường thì em không thích đâu đấy, phía sau còn có cả biểu cảm bĩu môi. Mã Húc sững ra, trong lòng thầm nghĩ cô gái này cũng thực tế quá rồi, nhưng điều này cũng là chuyện hết sức bình thường. Cũng may điều kiện của Tần Lâm tốt, chắc chắn Tiểu Mỹ sẽ thích. Em cứ yên tâm, bạn anh tên Tần Lâm, là đại thiếu gia nhà họ Tần, vừa trẻ vừa đẹp, điều kiện lại tốt, em cứ gặp thử đi. Tiểu Mỹ đáp, vậy được, em sẽ đi gặp, anh cứ hẹn một chỗ rồi bảo anh ta đợi em. Nói xong, Tiểu Mỹ liền gửi định vị qua. Mã Húc nhìn vào, đấy là nhà hàng có sao Michelin, chi phí không hề thấp chút nào. Nhưng Tần Lâm là người có tiền nên chắc cũng không cần quan tâm đến, anh có thể tùy tiện cho người khác mộ trăm triệu thì thiếu gì chút tiền ăn một bữa chứ. Lão Tần, cậu đi đến nhà hàng này đi, chúng cậu thành công. À đúng rồi, cậu lấy xe tớ đi đi. Mã Húc ném chìa khóa xe cho Tần Lâm, vốn đó là xe Tần Lâm mua, cho nên anh lái cũng là điều rất bình thường. Tần Lâm cũng không làm bộ làm tịch, đương nhiên tự mình lái xe vẫn hơn là bắt taxi. Nhìn thấy vị trí của nhà hàng, anh lập tức lái xe đến. Anh chưa đi xem mắt nhiều, nhưng nếu muốn dùng bữa cùng phụ nữ thì cũng chẳng vấn đề gì. Sau khi lên xe, anh lái thẳng một mạch đến nhà hàng Michelin, ngay khi xe vừa vào cửa, đột nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Dù gì chiếc Rolls Royce Cullinan này cũng vô cùng bắt mắt, già trẻ trai gái gì cũng đều thích ngắm nhìn chiếc xe đầy khí phách này. Lúc này Hàn Tiểu Mỹ đang ngồi bên cửa sổ, đến vị trí đã đặt từ trước, đang đợi xem vị đại thiếu gia này trông như thế nào. Nhìn thấy chiếc xe, Hàn Tiểu Mỹ vô cùng kinh ngạc. Sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. Hội quý cô Đông Hải. Trong nhóm này đều là những cô gái trẻ đam mê hư vinh. Ngay khi ảnh chiếc xe được gửi lên nhóm, lập tức đã gây nên chấn động. Ôi trời, Cullinan à, Tiểu Mỹ, cậu thuê Cullinan rồi sao? Sao lại không kêu tớ ghép đơn chung? Đám, quý cô, này vô cùng thú vị, có lúc vì muốn chụp ảnh mà mười mấy người bọn họ cùng nhau đi thuê một chiếc xe, sau đó dùng nó để chụp ảnh rồi lần lượt đăng lên vòng bạn bè. Đi nhà hàng Michelin cũng vậy, gọi món xong nhưng lại không ăn, mọi người đều luôn phiên chụp, sau đó đăng lên mạng xã hội. Một là để khoe khoang cuộc sống của mình, hai là để câu một số đại gia. Còn Hàn Tiểu Mỹ là một trong số những người thành công hơn cả. Có thể nói lúc trước Hàn Tiểu Mỹ khá thành công, chủ yếu là vì Hàn Tiểu Mỹ lúc đầu tiêu tiền ghép đơn để chụp ảnh, sau đó câu được một phú nhị đại. Những thiếu gia nhà giàu này cảm thấy Hàn Tiểu Mỹ cũng giống như bọn họ, vừa xinh đẹp điều kiện lại tốt, chắc hẳn quen với bọn họ sẽ không vì tiền. Vậy nên những thiếu gia này mới không chút phòng bị. Còn Hàn Tiểu Mỹ lại học được rất nhiều kỹ năng từ trong nhóm. Bao gồm cách làm thế nào để kết thân với những thiếu gia này, cách nói chuyện với họ, cũng như yêu cầu mọi thứ. Chỉ cần là món mà Hàn Tiểu Mỹ thích, cô ta sẽ không đòi hỏi quá rõ ràng, mà từ từ từng bước thể hiện thái độ thích thú của mình rồi nói ra. Khi những thiếu gia này muốn mua đồ cho cô ta thì ngược lại Hàn Tiểu Mỹ sẽ không cần, cứ vài lần như vậy để thể hiện mình rất kiên quyết. Nhưng càng như thế thì các thiếu gia này sẽ càng tình nguyện mua đồ cho cô ta. Mấy món đồ xa xỉ của Hàn Tiểu Mỹ đều là do người khác mua cho. Người trong nhóm chat nhắn, Tiểu Mỹ, hôm nay là thiếu gia ở đâu thế? Tiểu Mỹ liền nói, anh họ tớ giới thiệu,
nói là đại thiếu gia của nhà họ Tần, tớ cũng chưa nghe qua bao giờ, nên cũng không dám chắc xưng là đại thiếu gia hay không nữa, chắc là có chút thực lực nhỉ. Nếu dám gọi là đại thiếu gia, thì đương nhiên phải là gia đình lợi hại, gia đình bình thường không thể nào dám tự gọi là đại thiếu gia được. Vậy thì cậu cũng nên quan sát cho kỹ đó tiểu Mỹ, bây giờ có rất nhiều người giả dạng đại thiếu gia, xe thuê, đồ thuê, nhà thuê, trước mặt thì thể hiện ra mình là đại thiếu gia, nhưng thực tế thì không phải vậy, cũng chỉ vì muốn ngủ với cậu mà thôi, cẩn thận đấy. Hàn Tiểu Mỹ đọc được đoạn tin nhắn này rồi trả lời. Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ kiểm tra kỹ. Bây giờ không chỉ mỗi con gái có trò này, mà con trai cũng vậy, thế nên cô ta không thể không đề phòng. Hàn Tiểu Mỹ nhìn thấy chiếc Cullinan bên ngoài, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, cũng rất muốn được làm quen với chủ nhân chiếc xe, biết đâu sẽ kiếm được một khoản lớn. Cho dù không thể kiếm được tiền, nhưng vẫn có thể chụp vài tấm hình. Tần Lâm bước từ trên xe xuống, đột nhiên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh. Tất nhiên là ai cũng ngưỡng mộ một người thành niên lại lái được chiếc xe đắt tiền như vậy. Hàn Tiểu Mỹ nhìn Tần Lâm thêm mấy lần nữa, nghĩ thầm chắc đây là thiếu gia nhỉ. Tần Lâm bước vào nhà hàng, sau đó tìm vị trí đã hẹn từ trước, nhìn thấy Hàn Tiểu Mỹ, anh liền bước đến rồi nói. Hàn Tiểu Mỹ đúng không? Tôi là Tần Lâm. Hàn Tiểu Mỹ sững ra, đúng là nghĩ cái gì thì là cái nấy, không ngờ lại được xem mắt với một thiếu gia, hơn nữa lại là Tần Lâm. Còn lái chiếc Rory Cullinan, chiếc xe này ngầu quá đi, chắc cũng phải hàng chục triệu. Con xe chỉ giá mấy chục triệu, thật đúng là thiếu gia mà. Xin chào, tôi là Tiểu Mỹ, anh Tần còn trẻ mà đã có tiền đồ như vậy rồi. Hàn Tiểu Mỹ trong lòng nở hoa, nhưng trên mặt lại không hề tỏ ra cảm xúc gì, biểu cảm hết sức bình thường, giống hệt như một cô gái chưa trải đời vậy. Sau khi Tần Lâm ngồi xuống, liền cảm thấy Tiểu Mỹ cũng không tồi. Xem ra cũng khá đằm thắm, lại còn xinh đẹp. Sau khi ngồi xuống trò chuyện một lúc, nhưng Tần Lâm vẫn tỏ ra thờ ơ, điều này khiến cho Hàn Tiểu Mỹ cảm thấy khó hiểu. Xem ra đúng là thiếu gia rồi, người đã từng trải đương nhiên sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ. Trông Hàn Tiểu Mỹ cũng không tồi, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lại càng đầy đặn hơn nữa, có rất nhiều gã đàn ông không thể rời mắt được khi nhìn thấy cô ta, nhưng hình như Tần Lâm lại không có cảm xúc gì. Hàn Tiểu Mỹ lén nhắn vào nhóm. Người hôm nay tớ xem mắt đúng là thiếu gia hàng thật giá thật, lái chiếc Cullinan đến đây, hơn nữa lại còn có thái độ rất bình thản, thật đúng là người có tiền. Có người trong nhóm liền đáp Tiểu Mỹ, cậu cẩn thận đấy, bây giờ có người lúc nào cũng thế, mạo danh thiếu gia thì không nói làm gì, lại còn ra vẻ lãnh đạm thờ ơ, cậu lén xem thử chiếc xe đó có phải của anh ta thật hay không. Đúng vậy, cậu xem thử trên xe có đồ dùng hàng ngày không. Nếu như được dọn sạch sẽ thì là đồ thuê đó. Tốt nhất là nên xem giấy tờ xe, coi xác minh có đúng hay không. Ngay khi mọi người trong nhóm đưa ra ý kiến, Hàn Tiểu Mỹ liền gật đầu, trong lòng tự có tính toán. Hai người gọi một ít đồ ăn và cà phê, uống được hai ly thì Tần Lâm liền đi vào nhà vệ sinh. Hàn Tiểu Mỹ nhanh chóng nhắn vào nhóm, chắc là thiếu gia nhỉ, cách ăn uống cũng rất có khí chất. Mọi động tác của Tần Lâm đều toát ra vẻ cao quý. Điều này lại vô cùng thu hút Hàn Tiểu Mỹ. Thậm chí cô ta có hơi động lòng, ai lại không thích người vừa giàu vừa đẹp chứ? Vậy nên khi nhắn vào nhóm, Hàn Tiểu Mỹ luôn tỏ ra kích động. Trong nhóm lập tức xuất hiện một chị đại, đây là người có nhiều kinh nghiệm nhất, cô ta liền nói. Tiểu Mỹ, hình như cậu bị lừa rồi đó, lúc nãy tớ vừa nghe ngóng trên vòng bạn bè thượng lưu, ở Đông Hải căn bản không có nhà họ Tần, 10 năm trước nhà họ Tần đã bị diệt vong rồi. Tin tức này đúng là sét đánh giữa trời quang, Tiểu Mỹ ngay lập tức ngẩn ra. Cái gì, không có nhà họ Tần? Không có nhà họ Tần, có nghĩa là không thể có Tần thiếu gia, vậy chẳng phải Tần Lâm đang lừa người sao? Tiểu Mỹ suy nghĩ một hồi, nhìn thấy Tần Lâm đi vào nhà vệ sinh, sau đó cô ta liền lấy chìa khóa trên bàn. Tiểu Mỹ lấy được chìa khóa liền nhanh chóng đi ra ngoài, mở cửa xe rồi bắt đầu lục lọi. Tìm một hồi lâu cũng chẳng thấy giấy tờ gì. Sau đó cô ta mới bắt đầu kiểm tra xe, phát hiện ở đây vô cùng sạch sẽ, trên xe cũng chẳng có đồ gì. Cô ta mở cốp sau ra cũng hoàn toàn trống rỗng. Tâm trạng Hàn Tiểu Mỹ bắt đầu chùn xuống, người bình thường lái xe, chắc chắn ở sau sẽ chứa đồ gì đó. Không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là xe thuê.
Sắc mặt Hàn Tiểu Mỹ sa sầm xuống, cô ta hoàn toàn thất vọng về Tần Lâm. Hàn Tiểu Mỹ liền lấy lại bình tĩnh, sau đó cất chìa khóa lại chỗ cũ, một lúc sau, Tần Lâm đi ra từ nhà vệ sinh, nhưng không phát giác gì. Anh Tần, xe của anh không tồi nhỉ, Hàn Tiểu Mỹ hỏi với vẻ chẳng biết gì. Tần Lâm sững ra một lúc, sau đó nhìn ra chiếc xe bên ngoài, dù gì đó cũng không phải xe anh. Nhưng vừa nghĩ đến anh cũng có một chiếc giống như vậy, bèn tỏ thái độ không muốn giải thích nhiều. Cũng được, nó đứng đầu trong các dòng xe địa hình, khả năng vận hành cũng ổn. Hàn Tiểu Mỹ nghe xong liền bật cười, Tần Lâm không phủ nhận, vậy tức là anh đã ngầm thừa nhận chiếc xe đó là của mình rồi. Thật không biết xấu hổ, giả vờ làm cái gì chứ? Nếu như mọi người trong nhóm không nhắc nhở Hàn Tiểu Mỹ thì cô ta vẫn sẽ chưa phát hiện ra, tên lừa bịp đáng ghét này. Hàn Tiểu Mỹ vẫn giả vờ chưa phát hiện ra, sau đó lại hỏi. Nhà họ Tần của anh, chắc là gia tộc lớn nhỉ? Tần Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói, coi như là vậy. Nhà họ Tần năm xưa chính là gia tộc lớn, chỉ có điều bây giờ chỉ còn lại vài người mà thôi, nhưng nếu Tần Lâm còn thì nhà họ Tần vẫn còn. Cho dù chỉ còn sót lại một người thì vẫn là nhà họ Tần. Nghe Tần Lâm nói xong, Hàn Tiểu Mỹ lại cười chế nhạo. Thật biết giả vờ ghê, nếu như cô ta không phát hiện ra trò này thì chắc là vẫn còn đang bị Tần Lâm lừa cũng nên. Uống mấy ly cà phê rồi, chúng ta gọi món đi, Tần Lâm thấy Hàn Tiểu Mỹ ngồi yên không gọi món, vậy nên anh mới chủ động một chút, muốn mời Hàn Tiểu Mỹ một bữa. Hàn Tiểu Mỹ nhìn thấy Tần Lâm uống hai ly cà phê, trong lòng có chút chế nhạo. Gọi món, gọi xong món chắc cũng quyệt tiền mất. Nói không chừng gọi đầy cả bàn sơn hào hải vị, sau đó chụp mấy tấm ảnh rồi ăn uống no say một bữa, cuối cùng lại quyệt đơn cũng không chừng. Chuyện này trong đám quý cô thường xuyên xảy ra, đương nhiên thủ đoạn nhỏ này của Tần Lâm không thể nào qua mắt cô ta được. Hàn Tiểu Mỹ liền nói với Tần Lâm, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, bữa ăn này cũng khá đắt, hay là chúng ta chia đôi đi. Tần Lâm đưa ra, có chút kinh ngạc. Anh vốn định mời khách, không ngờ Hàn Tiểu Mỹ lại đòi chia đôi, điều này cũng hiếm thấy thật đấy. Được, vậy cứ theo ý cô đi, chia đôi. Hàn Tiểu Mỹ gọi vài món ăn, toàn là những món rẻ nhất như cà phê, salad, dù gì cô ta cũng không có đói. Nhà hàng Michelin kiểu này mặc dù có chi phí đắt đỏ nhưng cô ta vẫn thường xuyên đến đây chụp ảnh, hội quý cô thỉnh thoảng cũng đến đây ăn chơi. Chụp ảnh đăng Facebook để khoe khoang và quyến rũ đàn ông. Cho nên Hàn Tiểu Mỹ rất quen thuộc với những món ăn ở nhà hàng Michelin, biết gọi món gì cho đầy bàn mà giá cả lại không đắt. Nếu không, phải ngồi ở đây một mình, mà chỉ gọi một món thì có chút buồn xỉn. Sau khi Hàn Tiểu Mỹ gọi xong, liền đưa thực đơn cho Tần Lâm. Tần Lâm nghĩ một lúc cũng không muốn gọi gì, dù gì cũng chia đôi, thôi thì gọi như nhau đi. Cũng không thể để Hàn Tiểu Mỹ ăn salad mà anh lại ăn tôm hùm được, như vậy sẽ không được hay cho lắm. Cho tôi một phần như cô ấy đi. Hàn Tiểu Mỹ lập tức cười khinh bỉ, ha ha, đúng là biết giả vờ, không ăn nổi thì thôi đi, lại còn một phần như cô ta. Chắc thấy cô ta gọi đồ rẻ nên Tần Lâm mới gọi một phần như thế, như vậy thì đến lúc thanh toán mới có đủ tiền để trả, đúng là mất mặt. Trong cả bữa ăn, Tần Lâm cũng không nói gì, Hàn Tiểu Mỹ càng không có hứng thú với anh, chỉ nhắn tin trong nhóm. Gã này đúng là tên rẻ rách. Diễn kịch như vậy chắc là muốn ngủ với tôi rồi, hoặc là muốn ăn trực, giả vờ là con nhà giàu mà không có kinh nghiệm, thật nực cười. Lập tức có mấy chị em vào cười hùa theo. Ha ha, người ta cũng có kinh nghiệm đó chứ, thuê xe đắt tiền còn gì. Đúng đó, Rolls Royce Cullinan cơ mà, cũng phải 3-5.000 tệ một ngày đấy nhỉ. Ha ha, nếu không phải là xe đắt thì anh ta cũng không đến nỗi không dám để cái gì vào trong xe đâu, sợ làm bẩn nó đó. Đúng đấy, nếu làm bẩn thì còn phải đền tiền nữa, loại xe cao cấp như vậy, một lần rửa nội thất bên trong cũng phải hơn 1.000 tệ, đắt muốn chết đi được. Ha ha, rửa xe cũng chẳng có tiền mà rửa nữa là, bữa ăn của hai người hết bao nhiêu tiền đấy. Hàn Tiểu Mỹ nói, chắc tầm 350, trước đây chúng ta thường xuyên đến đây mà, tôi gọi combo như cũ thôi. Thật ra là chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nhóm quý cô này đều thuộc lầu những món ăn rẻ tiền này. Sau đó đăng vào nhóm này để so sánh với món đắt nhất gọi là combo món ăn. Ha ha, 350 cũng không rẻ đâu, gã này ăn một bữa hết hơn 300 mà không được món nào ngon chắc cũng tiếc của lắm đây. Nghĩ cũng đúng,
hơn 300 mà có chút rau, đồ ăn ngọt miễn phí và cà phê, thực sự là quá đắt. Nhưng nhà hàng cao cấp chú trọng không gian và phục vụ, hơn nữa món salad này cũng không phải món đặc sắc của người ta. Ha ha, lát nữa thanh toán đừng hòng tôi thanh toán cho anh ta, đã nói là chia đôi rồi, tôi phải canh chừng anh ta, không cho anh ta chạy mất. Bây giờ Hàn Tiểu Mỹ thực sự mất niềm tin vào Tần Lâm nên chẳng nể mặt anh chút nào, vừa mỉa mai vừa sỉ nhục Tần Lâm trong nhóm. Bây giờ Tần Lâm đã bị coi là một gã rẻ rách lừa tiền lừa sắc trong nhóm, hơn nữa mọi người còn tưởng anh là trộm cắp nữa. Sau đó Hàn Tiểu Mỹ nghịch điện thoại, chụp ảnh, nói chuyện trong nhóm, không hề nói chuyện với Tần Lâm, cũng không có hứng thú. Thấy vậy, Tần Lâm liền cảm thấy rất vui, xem ra đối phương không thèm để ý anh, càng tốt, đỡ phải từ chối người ta. Dù gì cũng là họ hàng của Mã Húc, từ chối thế nào thì cũng làm người ta tổn thương. Hai người ngồi ăn vô cùng ngượng ngạo, trong nhóm thì bàn tán sôi nổi, đột nhiên có người nói. Tiểu Mỹ, dù gì cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau, cô để anh ta thanh toán đi. Đúng đó, sao phải chia đôi chứ, trai gái đi ăn cơm cùng nhau, con trai thanh toán là chuyện bình thường mà. Đúng đấy, để anh ta thanh toán đi, tiết kiệm được 300 tệ, để tiền đó mà dùng vào việc khác có tốt hơn không? Hàn Tiểu Mỹ nghĩ một lát, cũng đúng. Da mặt cô ta đã được rèn luyện từ lâu, còn dày hơn cả bức tường, dù gì sau này cũng không gặp lại nữa, thôi thì để Tần Lâm mời đi, được đồng nào hay đồng ấy, 300 tệ cũng là tiền mà. Anh Tần, tôi thấy trai gái đi ăn cơm cùng nhau thì nên để con trai thể hiện phong độ, tôi cho anh cơ hội để thanh toán đấy. Tần Lâm ngây người, không phải chia đôi sao? Tần Lâm hỏi ngược lại đơn giản chỉ vì cảm thấy khó hiểu. Anh cũng định mời đó. Hơn nữa nhà hàng Michelin này anh mời được, nhưng ban đầu là Hàn Tiểu Mỹ nói chia đôi, lặp đi lặp lại nên Tần Lâm mới có chút khó hiểu. Nhưng Hàn Tiểu Mỹ lại cảm thấy Tần Lâm sợ hãi, không muốn mời. Trong lòng lại càng khinh thường anh, 300 tệ mà cũng không muốn mời, cũng keo kiệt quá đó, loại người như vậy mà cũng tự xưng là con nhà giàu ư, thật nực cười. Nếu không phải cô ta hỏi trong nhóm thì thực sự đã bị lừa rồi, anh diễn nét quý tộc cũng giống đó. Được rồi, không cần anh nữa, tôi tự thanh toán. Hàn Tiểu Mỹ lập tức đứng dậy đầy vẻ tức giận, gọi phục vụ, sau đó thanh toán phần ăn của mình. Tần Lâm ngây người, anh vừa định nói để anh thanh toán, dù gì việc này đối với anh chỉ là việc nhỏ. Đừng nói là mấy trăm tệ, mấy nghìn tệ cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng Hàn Tiểu Mỹ không cho anh cơ hội, lập tức rời khỏi. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Hàn Tiểu Mỹ vẫy một chiếc xe rồi lên xe luôn. Mặc dù rất muốn ngồi chiếc Cullinan kia, nhưng nghĩ tới việc chiếc xe đó là do Tần Lâm đi thuê, cô ta mà lên chiếc xe đó, nhớ gã rẻ rách kia động chân động tay với cô ta thì sao, thôi bỏ qua vậy. Không thể vì chụp mấy bức ảnh mà bán đứng nhan sắc của mình được. Hàn Tiểu Mỹ cảm thấy bản thân rất kiêu ngạo, lập tức lên xe. Tần Lâm cũng bất đắc dĩ, xem ra lần xem mắt này thất bại rồi, nhưng lại rất đúng ý của anh. Sau khi nói với Mã Húc một tiếng xong, Tần Lâm chuẩn bị trở về. Trong nhóm chat ba người, Trương Minh cười nói. Lão Tần, cậu mà lại bị người ta từ chối sao? Đúng là tấu hài, tớ mà là con gái tớ cũng muốn lấy cậu đấy. Tần Lâm trợn tròn mắt, cậu đừng làm tớ buồn nôn, tớ cũng không đẹp trai, người ta không để ý tớ cũng là chuyện bình thường. Nếu nói về ngoại hình thì Tần Lâm cũng được coi là tuấn tú, nhưng mỗi người có một gu riêng. Người ta không thích thì anh cũng chẳng biết phải làm sao. Mã Húc cũng đành chịu, giới thiệu không thành công thì thôi vậy. Một lát sau, Trương Minh đột nhiên nói, tớ có một buổi hẹn, cậu đi cùng tớ nhé, cậu nể mặt Mã Húc thì cũng phải nể mặt tớ chứ. Tần Lâm cười khổ, được rồi, để tớ đi cùng cậu. Dù gì cùng bạn bè ăn cơm, Tần Lâm cũng không quan tâm ăn ở đâu, đi cùng Trương Minh nhớ đâu lại có thể gặp được bạn hồi trước. Mặc dù thân phận bây giờ của bọn họ không giống nhau nhưng Tần Lâm vẫn có thể hòa nhập với cuộc sống của bọn họ. Trương Minh đột nhiên cười lớn, được đấy, chờ chút nữa tớ lái siêu xe qua đón cậu. Ba người trêu đùa nhau, chúng ta bây giờ mỗi người một chiếc Cullinan, giống như ông chủ lớn vậy, nhưng ông chủ thật sự lại lái chiếc Q7, đúng là hài hước. Ha ha ha, Tần Lâm cũng thấy buồn cười, hai người bọn họ vốn chỉ là người dân bình thường. Tần Lâm tặng bọn họ mỗi người một chiếc siêu xe, tài sản mấy trăm triệu, nháy mắt một cái hai người đã biến thành ông chủ lớn. Trong ba người xe của Tần Lâm là khiêm tốn nhất, đúng là thú vị,
đủ để thấy người giàu có thường rất khiêm tốn. Sau khi Hàn Tiểu Mỹ trở về, tâm trạng không được tốt, nhưng cũng không oán trách Mã Húc, chỉ lướt điện thoại xem có mục tiêu mới nào không. Đột nhiên trong đám bạn học có gửi một tin nhắn, nói hôm nay có buổi họp lớp, mắt Hàn Tiểu Mỹ đột nhiên phát sáng. Họp lớp à, được đấy. Hàn Tiểu Mỹ thích nhất là được tham gia họp lớp, xem những bạn học ngày xưa sống không tốt bằng cô ta phải nhìn cô ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Con gái đố kỵ, con trai yêu mến. Cô ta rất thích cảm giác này, giống như trăng sao sáng ngời giữa bầu trời đêm. Nếu trong đám bạn cũ có một người nổi tiếng thì lại càng tốt. Bạn học nam mà trở nên giàu có thì cô ta lại có mục tiêu mới, có thể xuất chiêu đã được học trong nhóm quý cô. Hàn Tiểu Mỹ lập tức trả lời trong nhóm, mình cũng đi. Ngoài Hàn Tiểu Mỹ ra vẫn còn hai bạn học nữa cũng là kiểu người giống như Hàn Tiểu Mỹ, cũng là thành viên trong nhóm ghép đơn sao và săn trai. Sao ghép đơn, mấy đứa ít tiền muốn chơi sang thường hay thuê chung để chia bớt tiền cho đỡ tốn. Một người tên là Ni Khả, một người tên là Dai Dai. Ba người lập tức tạo một nhóm nhỏ, nói, lớp chúng ta có bạn nam nào giàu có không? Làm gì có, đám con trai thối đấy chẳng có thằng nào ra hồn, toàn kiểu tầm thường không có tương lai, người lợi hại nhất ở lớp chúng ta chắc chỉ có Hoa Long Hoa Thiếu Gia thôi. Đúng đấy, Hoa Thiếu Gia là con cả của nhà họ Hoa, đương nhiên là lợi hại rồi, nhưng người ta không đến tham gia buổi họp lớp của chúng ta đâu. Hoa Long là bạn học của bọn họ, ban đầu học ở lớp chúng ta toàn kiêu ngạo. Chẳng thèm tiếp xúc với người bình thường như bọn họ, chỉ cho chung với những cô chiêu cậu ấm khác thôi. Sau khi tốt nghiệp lại càng không để ý đến những học sinh bình thường khác như bọn họ. Trước đây cũng có họp lớp vài lần nhưng không thể liên hệ được với Hoa Long, bọn họ không cùng đẳng cấp với anh ta. Hàn Tiểu Mỹ nói, chẳng sao cả, sớm biết có buổi họp lớp thì chiều nay mình đã chụp một bức ảnh trong chiếc xe Cullinan kia rồi, hối hận quá. Hàn Tiểu Mỹ cảm thấy ngồi lên xe của Tần Lâm có khả năng sẽ bị anh sàm sỡ nhưng để chụp vài bức ảnh thì có bị sờ soạng một chút cũng không sao. Bây giờ thì hay rồi, sắp đi họp lớp rồi nên có chút hối hận. Ni Khả nghĩ một lúc rồi nói, Tiểu Mỹ, hay là cậu để tên Tần Lâm kia qua đấy đón cậu đi đến nơi họp lớp, như vậy sẽ giống như cậu có tài xế riêng đấy. Hàn Tiểu Mỹ nghe vậy lập tức sáng hai con mắt lên. Có lý. Ý kiến của Ni Khả đúng là cao kiến, Hàn Tiểu Mỹ còn đang nghĩ có nên tìm một chiếc siêu xe rồi ghép chung với người khác. Cô ta sẽ thuê một chiếc xe cùng với một số người khác, mỗi người khoảng 100 tệ là được rồi, sau đó đi đến buổi họp lớp cho bọn bạn học lác mắt là được rồi, thời gian còn lại cứ để cho người khác. Trong nhóm quý cô thường xuyên làm như vậy, vừa tiết kiệm tiền vừa có thể làm màu, khiến người ta nghĩ rằng bọn họ là con nhà giàu, cho nên làm gì cũng thuận lợi hơn. Ni Khả nói xong, Hàn Tiểu Mỹ vỗ đùi cái đét, đúng là ý hay. Dù gì nếu đi thuê xe chung thì chỉ có thể thuê được loại xe chục triệu, cùng lắm là loại Bentley là tốt lắm rồi, dù gì giá thuê xe cũng tương đương với giá trị của xe, xe càng đắt, giá thuê càng cao. Hơn nữa có Tần Lâm là tài xế cũng sẽ hành diện hơn nhiều. Hàn Tiểu Mỹ nói làm là làm, cầm điện thoại lên gọi điện cho Mã Húc. Alo, anh họ. Anh cho em Zalo của Tần Lâm mà hôm nay em xem mắt đi. Mã Húc ngây người một lát, lúc trước Hàn Tiểu Mỹ cũng nhắn tin cho anh ấy là không thích rồi, không có hứng lắm, Tần Lâm cũng nói rồi, buổi xem mắt hình như không vui vẻ cho lắm. Vậy mà bây giờ lại muốn có Zalo của Tần Lâm, làm cho Mã Húc cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tiểu Mỹ à, không phải em không thích cậu ấy sao? Hàn Tiểu Mỹ nói, cũng được, con người em khá nhạt nhẽo. Cứ tiếp xúc thêm một khoảng thời gian nữa đi. Đương nhiên cô ta phải tìm một lý do, nếu không sẽ có vẻ bất ngờ quá, mà mục đích rõ ràng quá cũng không được. Dù gì cũng là họ hàng, vẫn phải nể mặt Mã Húc chứ. Mã Húc không biết phải làm sao, Tần Lâm và Trương Minh đã xuất phát rồi, anh ấy chỉ đành gửi Zalo của Tần Lâm cho Hàn Tiểu Mỹ. Hàn Tiểu Mỹ ấn kết bạn. Tinh tinh, Tần Lâm đang ngồi trên xe của Trương Minh, điện thoại kêu lên một tiếng. Nhìn thấy có một lời mời kết bạn. Hàn Tiểu Mỹ, tin nhắn kèm theo là, em họ của Mã Húc. Tần Lâm ngây người một lát, không muốn đồng ý, nhưng dù gì cũng là Mã Húc giới thiệu, nếu từ chối thì không hay cho lắm. Tần Lâm vẫn đồng ý, không biết Hàn Tiểu Mỹ muốn làm cái gì. Sau khi kết bạn xong, Hàn Tiểu Mỹ liền nói. Tần Lâm à, hôm nay chúng ta nói chuyện cũng vui,
kết bạn với anh để chúng ta có cơ hội liên lạc với nhau nhiều hơn. Hàn Tiểu Mỹ nói rất khéo, cho người ta cảm giác khó từ chối, vừa không cụt ý vừa không quá đáng, giống như vừa cho người ta cơ hội vừa không cho người ta cơ hội vậy. Nhưng Tần Lâm cũng không quan tâm cho lắm, anh vốn cũng không thích Hàn Tiểu Mỹ. Cũng được, Tần Lâm khách sáo trả lời một câu, rồi chuẩn bị tắt máy. Kết quả là Hàn Tiểu Mỹ lại trả lời, như thế này đi, chiều nay tôi có chút việc ở khách sạn Hyatt, anh đưa tôi đi nhé. Nếu bình thường mà có yêu cầu này thì Tần Lâm chắc chắn sẽ từ chối, chẳng có quan hệ gì tại sao phải đưa cô ta đi. Nhưng nói đến khách sạn Hyatt, Tần Lâm có chút ngây người. Không phải bọn họ cũng đang định đến khách sạn Hyatt sao? Tần Lâm hỏi Trương Minh, em họ của Mã Húc muốn đến khách sạn Hyatt, chúng ta có nên chở cô ấy đi cùng không? Được đấy, đều là người nhà cả mà. Đương nhiên là đồng ý rồi, em họ của Mã Húc, mặc dù là họ hàng xa nhưng cũng là họ hàng, ngồi xe cùng cũng chẳng sao cả. Tần Lâm đồng ý sau đó chuẩn bị gửi định vị bảo Hàn Tiểu Mỹ đứng đợi ở nơi nào đó. Vậy mà chưa kịp gửi thì Hàn Tiểu Mỹ đã gửi định vị cho Tần Lâm. Đây là nhà của tôi, qua đây đón tôi nhé. Tần Lâm chau mày, người phụ nữ này đúng là không biết ngại là gì mà. Nhưng cũng đành chịu, ai bảo cô ta là em họ của Mã Húc chứ. Tần Lâm thở dài một hơi, đưa định vị cho Trương Minh rồi hai người tiếp tục lái xe về phía trước. Sau khi xuống dưới nhà Hàn Tiểu Mỹ, Tần Lâm liền gửi một tin nhắn cho cô ta. Đến rồi. Hàn Tiểu Mỹ trả lời, được rồi, chờ tôi 5 phút. Hàn Tiểu Mỹ bảo chờ 5 phút mà Tần Lâm và Trương Minh chờ 20 phút rồi vẫn chưa thấy đâu. Trương Minh và Tần Lâm đều chau mày, có chút khó chịu. Bình thường thì đàn ông chờ phụ nữ cũng chẳng có gì, phụ nữ phải trang điểm ăn mặc xinh đẹp, chậm chạp một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng đó là những cặp tình nhân. Hàn Tiểu Mỹ chẳng có quan hệ gì với Tần Lâm, chỉ là mới quen mà thôi. Người phụ nữ này làm như vậy có chút quá đáng. Tần Lâm lắc đầu, đi thôi, không đợi nữa. Lâu vậy rồi mà vẫn chưa xuống, còn không gửi một tin nhắn xin lỗi, Tần Lâm có chút không nhẫn nại được nữa, quan tâm cô ta là ai chứ, không rảnh mà quan tâm nữa rồi. Được, Trương Minh còn nóng tính hơn, lập tức khởi động xe. Đang chuẩn bị chạy thì một cô gái bước ra từ trong khu dân cư, chính là Hàn Tiểu Mỹ. Hàn Tiểu Mỹ chậm những hơn 20 phút, bây giờ mới xuống lầu, nhìn thấy chiếc Cullinan, liền cảm thấy hài lòng. Biết là Tần Lâm thuê xe nên không thể trả nhanh như vậy, dù gì thuê xe theo ngày, mặc dù không giả vờ thành công nhưng chắc chắn sẽ đi những nơi khác nữa. Hàn Tiểu Mỹ tỏ vẻ đắc ý, giống như Tần Lâm rất thích cô ta vậy, nếu không sao lại vừa gọi đã đến chứ. Hàn Tiểu Mỹ đi đến trước xe, mở ghế lái phụ ra, nhìn thấy hai người Tần Lâm và Trương Minh. Đột nhiên chau mày. Sao lại có người khác? Tần Lâm nói, cậu ấy lái xe, cô lên xe đi. Hàn Tiểu Mỹ chau mày, do dự một lát rồi nói. Tôi hơi say xe, ngồi phía sau không thoải mái, anh ngồi ghế sau đi. Hàn Tiểu Mỹ mặc dù nói có ý ra lệnh nhưng Tần Lâm cũng không thèm tính toán. Được thôi, nếu say xe thì ngồi ghế trước đi. Mặc dù Hàn Tiểu Mỹ không có hành động gì quá đáng nhưng lại khiến người ta thấy khó chịu. Ngay cả Trương Minh cũng bực mình, cô ta chỉ đi nhờ xe thôi, ra vẻ cái gì chứ? Trương Minh trợn mắt, bực bội nói. Đến khách sạn Hyatt phải không? Đúng lúc chúng tôi cũng đến đó, tiện đường. Hàn Tiểu Mỹ sững sờ, cô ta tưởng Tần Lâm tới đây đón mình, ai ngờ lại là tiện đường sao? Các người cũng đến khách sạn Hyatt à? Hàn Tiểu Mỹ thấy hơi tò mò. Tần Lâm cũng có tiền đến khách sạn Hyatt sao? Khách sạn Hyatt là khách sạn 5 sao rất nổi tiếng ở Đông Hải, thậm chí là cả tỉnh Hán Đông. Dù ăn hay ở đều rất đắt đỏ, tên nghèo nàn như Tần Lâm sao có thể đủ tiền chi trả chứ? Lẽ nào bọn họ cũng chơi ghép đơn sao? Trương Minh nói, không sai, chúng tôi cũng đến khách sạn Hyatt, sao nào? Hàn Tiểu Mỹ lắc đầu, không nói gì. Chỉ cảm thấy trông Trương Minh hơi quen. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô ta lấy điện thoại ra, bắt đầu trò chuyện trong nhóm chat. Bây giờ đàn ông cũng có nhóm ghép đơn sao? Chắc không có đâu, cậu nhìn thấy ở đâu vậy? Tớ thấy hai người đàn ông luân phiên lái xe đi thuê. Vậy sao, đàn ông mà lại cũng hư vinh như thế à? Ha ha, đàn ông không hư vinh, bọn họ làm thế để ra vẻ rồi lừa con gái nhà người ta, đúng là đáng xấu hổ.
Không sai, đúng là trơ trẽn, không có tiền lại còn ra vẻ, thật kinh tởm. Cuộc trò chuyện trong nhóm chat thực sự rất vô lý, bọn họ ghép đơn giả làm tiểu thư con nhà giàu thì không thấy trơ trẽn, còn người khác ghép đơn thì là điều nhục nhã, thật nực cười. Có điều Tần Lâm và Trương Minh không biết cô ta đang nhắn cái gì. Còn 5 phút nữa là đến trước cổng khách sạn. Hàn Tiểu Mỹ gửi tin nhắn cho Ni Khả và Dai Dai. Tớ sắp đến rồi, các cậu gọi đám bạn học ra đón tớ đi. Hàn Tiểu Mỹ đang ngồi xe sang, nếu như không ai nhìn thấy thì thiệt quá, vì thế nhất định phải bảo hai cô bạn thân gọi hết đám bạn học ra, như thế mới khiến cô ta xuất hiện một cách nổi bật được. Xe nhanh chóng đến khách sạn Hyatt. Hàn Tiểu Mỹ nói, hai người cũng xuống đây phải không? Tần Lâm gật đầu, đúng vậy. Hàn Tiểu Mỹ cau mày, nếu như bọn họ cũng xuống xe ở đây, vậy thì rất dễ bị bại lộ. Thế này đi, lát nữa đến cổng thì thả tôi xuống, sau đó các người đi lượn một vòng rồi hắn quay lại. Tần Lâm và Trương Minh cau mày, cảm thấy cạn lời. Tại sao chứ? Yêu cầu này cũng kỳ lạ quá rồi đấy nhỉ? Hàn Tiểu Mỹ đáp, không tại sao gì cả, tôi sợ người khác hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta, yêu cầu này không quá đáng phải không? Tần Lâm cau mày, người phụ nữ này đúng là bị điên. Hiểu nhầm quan hệ giữa bọn họ sao? Nếu như trên xe chỉ có Tần Lâm và Hàn Tiểu Mỹ, sợ hiểu nhầm là tình nhân thì còn có lý. Nhưng trên xe lại có 3 người, cả 3 cùng xuống xe thì chắc chắn là bạn bè rồi còn gì. Ai sẽ hiểu lầm chuyện này chứ? Có điều Hàn Tiểu Mỹ nói như thế, Tần Lâm và Trương Minh cũng đành bất lực, chẳng biết phải làm gì. Được, vậy cô xuống xe đi. Đến cổng khách sạn, Trương Minh dừng xe, chuẩn bị thả Hàn Tiểu Mỹ xuống. Nhìn thấy đám bạn học vẫn chưa xuống, cô ta liền cau mày lại. Đợi đã, để tôi trang điểm lại chút. Cô ta muốn đợi đám bạn học xuống, sau đó xuống xe trước mặt mọi người. Có điều muốn nán lại trên xe thì cũng phải có lý do, vì thế Hàn Tiểu Mỹ đành lấy cớ trang điểm lại. Ngắm mình ở trong gương một lúc lâu, nào là dặm lại phấn nền rồi tô son, kẻ mắt. Trương Minh thấy hơi bực bội, liền hỏi. Cô xong chưa, còn không xuống nữa là chúng tôi sẽ muộn đấy. Hàn Tiểu Mỹ cau mày lại, khó chịu nói, vội cái gì, vội trả xe à. Nói xong, cô ta còn trợn mắt. Trương Minh và Tần Lâm lộ vẻ mặt mông lung, trả xe. Trả xe gì chứ? Đây là xe của Trương Minh, trả cái gì mà trả. Hàn Tiểu Mỹ tưởng rằng bọn họ thuê xe, dáng vẻ như thể sốt sắng để đi trả xe vậy. Tầm vài phút sau, một đám bạn học từ bên trong bước ra, ai ai cũng thấy bực mình. Ni Khả, Dai Dai, hai người gọi bọn mình ra làm gì? Ni Khả đáp, đón người, Hàn Tiểu Mỹ sắp đến rồi. Hả, Hàn Tiểu Mỹ, đến thì bảo cậu ta vào thẳng bên trong đi, còn phải đón sao? Mọi người thấy khó hiểu, cô Hàn Tiểu Mỹ này cũng không phải nhân vật quan trọng gì, chỉ là bạn học bình thường, sao lại phải ra ngoài đón cô ta chứ? Dai Dai nói, bây giờ Tiểu Mỹ không tầm thường đâu, trong số chúng ta, cô ấy là người sống tốt nhất đấy. Dai Dai nói xong, mọi người trố mắt nhìn nhau. Thật á, các người cũng sống tốt mà, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu. Đồ hiệu trên người Dai Dai và Ni Khả, mỗi bộ mấy nghìn tệ, túi sách cũng phải 20-30 nghìn tệ. Bọn họ tầm 24-25 tuổi, đều là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Mức sống của hai bọn họ đã cao như thế rồi, Hàn Tiểu Mỹ còn cao hơn sao? Sau khi mọi người xuất hiện, Ni Khả nhìn thấy con xe đó, lập tức hét lên. Ê, kia không phải xe Rolls Royce Cullinan sao, đẹp thật đấy. Ni Khả đương nhiên phải giới thiệu, nếu không những người khác sẽ không biết, chẳng phải sẽ khoe khoang không thành công rồi sao? Dai Dai cũng trầm trồ khen ngợi, con xe này ngầu thật đấy, tớ nghe nói rẻ nhất cũng phải hơn 5 triệu tệ đấy. Đây không phải con xe giá thành thấp nhất đâu, là loại cao cấp, hơn 10 triệu tệ. Đám bạn học mắt chữ A mồm chữ O, xe trên 10 triệu tệ, đúng là được mở mang tầm nhìn. Chiếc xe đắt như thế này chắc chắn là của ông chủ lớn, dân thường như chúng ta đừng có mơ. Đúng thế, chỉ những người đẳng cấp như Hoa Thiếu Gia mới lái được, chúng ta còn chẳng biết. Nhưng đáng tiếc Hoa Thiếu Gia không đến, chứng tỏ chiếc xe này không phải của cậu ấy. Lúc mọi người đang bàn tán, thấy thời cơ đã đến, Hàn Tiểu Mỹ đột nhiên mở cửa xe bước xuống. Sau khi xuống xe, quay đầu lại nói với Tần Lâm.
về đi, buổi tối không cần đến đón tôi, cho anh nghỉ một ngày. Nói xong liền đóng cửa xe này, Sang Chảnh tiến lại gần. Tần Lâm và Trương Minh ngớ người ra. Cho ai nghỉ một ngày? Câu nói này đúng là ra vẻ thật đấy, như thể hai bọn họ là tài xế của Hàn Tiểu Mỹ không bằng. Đương nhiên là Hàn Tiểu Mỹ cố ý, cô ta đã ủ câu này từ lâu, đợi sau khi kết thúc sẽ nói với hai bọn họ, rồi bảo họ đi. Như thế có thể khoe khoang thân phận của mình, có xe sang, có tài xế, người bình thường thực sự không thể nào với tới cuộc sống này được. Trương Minh và Tần Lâm bất lực, cả hai đều muốn xuống mắng cho cô ta một trận, có điều nể tình Mã Húc nên đành bỏ qua. Nghĩ đến lời nói trước đây của Hàn Tiểu Mỹ, lúc này hai người mới hiểu, thì ra người phụ nữ này muốn khoe khoang bản thân. Được rồi, lái xe đi. Tần Lâm nói một câu, mặc dù không thích Hàn Tiểu Mỹ, nhưng đã đồng ý rồi nên là làm người tốt thì phải làm cho chót. Anh lái xe lượn một vòng. Sau khi Hàn Tiểu Mỹ xuống xe, đám bạn học lập tức xúm lại. Tiểu Mỹ, cậu lợi hại thật đấy. Mới chưa gặp một thời gian mà đã lái xe xịn như thế. Đúng thế, cậu thuê tài xế hả? Bây giờ trở thành nữ doanh nhân rồi à? Hơn nữa Tiểu Mỹ lại còn xinh đẹp nữa. Cậu xem cách ăn mặc của cậu ấy kìa, đẹp thật đấy. Bây giờ Tiểu Mỹ là người thành đạt rồi. Thấy mọi người nịnh bợ mình, Hàn Tiểu Mỹ thấy mát lòng mát dạ, gương mặt lộ nụ cười hứng hờ. Ha ha, cũng không có gì, chỉ là làm chút đầu tư, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, mọi người đến đông đủ rồi à. Tần Lâm vừa vào trong liền nhìn thấy Hàn Tiểu Mỹ, anh nhíu mày không nói năng gì, dù gì cũng là họ hàng của Mã Húc, người phụ nữ này hơi ảo tưởng sức mạnh, hơn nữa lời nói hành động có chút hống hách, nhưng Tần Lâm cũng chỉ nhắm mắt cho qua, không thèm chấp cô ta. Hàn Tiểu Mỹ nói như thế, mọi người đều tò mò về Tần Lâm. Thiếu gia nhà họ Tần. Nhà họ Tần nào thế, sao tớ chưa từng nghe nói đến? Đúng thế, mọi người đều biết rõ về đại gia tộc có tiếng ở Đông Hải, chưa từng nghe nói đến nhà họ Tần. Ha ha, có khi nào chỉ là một gia tộc bình thường không? Hả, không phải chứ, bây giờ gia tộc bình thường cũng có thể tự xưng là thiếu gia sao? Ha ha, xin lỗi, tôi lỡ mồm, xin lỗi. Ha ha, đám bạn nói năng không kiêng nể, mặc dù bề ngoài có vẻ khách khí, nhưng rõ ràng không coi Tần Lâm ra gì. Thiếu gia nhà họ Tần sao, đúng là nực cười, bây giờ ai cũng dám tự xưng là thiếu gia hả? Mọi người thấy Hàn Tiểu Mỹ có vẻ cũng không ưa thiếu gia nhà họ Tần, bọn họ đương nhiên sẽ đứng về phía cô ta. Hàn Tiểu Mỹ là tâm điểm của buổi họp ngày hôm nay, tiểu thư giàu có, bọn họ đương nhiên phải nịnh bợ cô ta rồi. Trương Minh cau mày, Tần Lâm là bạn của anh, đi cùng anh đến đây, kết quả lại bị người khác chế giễu, điều này khiến anh thấy khó chịu. Sao nào, đến nhà họ Tần mà các người cũng không biết à? Trước đây Đông Hải khắp nơi đều là sản nghiệp của nhà họ Tần, các người quên rồi sao? Tất cả sững sờ, họ đều từng sống ở thời đại đó, chỉ có điều không nghĩ nhiều như thế, lời nói của Trương Minh khiến mọi người nhớ ra. Cậu nói nhà họ Tần 10 năm trước sao? Chẳng phải nhà bọn họ suy vong rồi sao? Nói xong, người bạn học đó vội bịt miệng lại, nhìn Tần Lâm với vẻ mặt áy náy, khó xử. Tần Lâm không thèm quan tâm, người ta cũng không hề có ý chế giễu, mọi người nhắc đến nhà họ Tần 10 năm trước có phải ứng này cũng là điều bình thường. Những người khác cũng nhớ lại, hình như trước đây nhà họ Tần cũng khá lợi hại, rất nhiều doanh nghiệp lớn đều mang tên Tần Thị, bất động sản Tần Thị, công ty giải trí Tần Thị, vân vân, mọi ngành đều rất phát triển. Nhưng bây giờ không còn nữa, sản nghiệp của nhà họ Tần trước đây hình như đã thuộc quyền sở hữu của dòng họ khác rồi. Mọi người im lặng, cảm thấy nói như thế không được lịch sự cho lắm. Không biết ai đó đột nhiên nhắc một câu, khách sạn 2S này là của nhà họ Tần trước đây thì phải. Tất cả sững sờ, bầu không khí trở nên kỳ quái. Hàn Tiểu Mỹ lộ vẻ mặt chế giễu, lúc này cô ta đã hiểu ra, Tần Lâm là đại thiếu gia thất thế của nhà họ Tần trước kia. Bây giờ dùng cái danh này để đi lừa đảo. Là thiếu gia thật, nhưng lại không có tiền. Khách sạn này ban đầu là sản nghiệp của bọn họ, kết quả bây giờ lại biến thành của người khác, anh muốn đến đây ăn uống còn phải chầu trực, nghĩ đến thôi là muốn châm biếm. Tần Lâm nghe thấy thế cũng sững sờ. Khách sạn 2S này vốn dĩ là của nhà họ Tần sao? Năm đó sản nghiệp của nhà họ Tần phủ sóng khắp Đông Hải, nhưng lúc đó Tần Lâm còn quá nhỏ. Hoàn toàn không để ý đến phương diện này, anh cũng chẳng biết khách sạn nào là của nhà mình.
Có điều bây giờ biết rồi, đây là sản nghiệp của nhà họ Tần, vậy thì anh đương nhiên phải lấy lại. Cảm ơn đã nói cho tôi biết, bữa này tôi mời. Tần Lâm gật đầu với người nói lúc nãy, coi như để bày tỏ sự cảm ơn. Nói xong, đám bạn học sững sờ, anh mời. Bữa cơm này không hề rẻ, anh đủ tiền chi trả sao? Hàn Tiểu Mỹ lập tức cười khinh bỉ, anh mời. Đừng đùa nữa, anh biết mức chi tiêu ở đây không? Đi họp lớp, mọi người đều phải chia tiền, chi phí bình quân đầu người ở khách sạn này là 3 đến 500 tệ, cộng thêm uống rượu, thế nào cũng phải mất 7-800 tệ. Hơn 30 người, hơn 20.000 tệ. Một bữa cơm tốn hơn 20.000 tệ, anh tưởng mình là ai chứ? Vẫn nghĩ mình là đại thiếu gia nhà họ Tần năm đó sao? Bây giờ anh chỉ là một thằng nhà nghèo đi thuê xe, mở mồm ra nói mời mọi người, đúng là biết ra vẻ. Hàn Tiểu Mỹ cười khẩy, tôi nói này, anh cũng khoe khoang quá rồi đấy nhỉ. Anh mời sao, anh chắc chứ? Tần Lâm đáp, chắc chắn, sao nào? Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Hàn Tiểu Mỹ, Tần Lâm thấy hơi khó chịu, chẳng qua chỉ là mời một bữa thôi mà, sao phải biểu cảm như vậy chứ? Hàn Tiểu Mỹ cười khẩy, cô ta liền nói. Được, là anh nói đấy nhé, nào, tôi muốn gọi món. Lúc nãy mọi người mới gọi món xong, chi phí ở khách sạn 2S không hề thấp, vì thế mỗi người gọi một món, toàn là những món ăn thường ngày, cũng không quá đắt đỏ. Bây giờ Tần Lâm cứ muốn ra vẻ, vậy thì Hàn Tiểu Mỹ cũng không cần khách khí nữa. Đến lúc thanh toán phải mượn tiền hay quẹt thẻ tín dụng thì mặc xác anh. Hàn Tiểu Mỹ gọi phục vụ, cầm menu, lướt nhìn một lượt rồi nói. Một con cua hoàng đế, một con tôm hùm. Hàn Tiểu Mỹ điên cuồng gọi món trong menu, toàn gọi những thứ đắt tiền, món bốn con số trở xuống cô ta chẳng thèm nhìn. Gọi vài món xong, hết tầm 3-40 nghìn tệ, cô ta vẫn thấy chưa đủ. Cô ta nhìn Tần Lâm, hỏi với vẻ mặt khiêu khích. Chúng tôi nhiều người ăn như thế, gọi vài chai rượu chắc không thành vấn đề đúng không? Tần Lâm cũng không nghĩ nhiều, được. Ăn cơm uống rượu là điều bình thường. Hàn Tiểu Mỹ cầm menu, nhếch miệng lộ nụ cười chế giễu, cô ta gọi hai chai rượu vang 50.000 tệ, hai chai rượu trắng hơn 10.000 tệ, một két bia trên 100 tệ nữa. Được rồi, từng này đi. Nói xong Hàn Tiểu Mỹ đưa menu cho nhân viên. Sau khi nhìn danh sách món gọi, nhân viên phục vụ liền chốt đơn. Tầm mấy phút sau, đẩy một xe đến, bên trên toàn là rượu vang và rượu trắng. Thưa cô, tôi mở rượu nhé. Lúc nãy là Hàn Tiểu Mỹ gọi rượu, đương nhiên nhân viên phục vụ cho rằng cô ta là khách cao quý nhất trên bàn rượu này, thế nên mới hỏi cô ta. Hàn Tiểu Mỹ cười nhạt, giơ tay chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Hôm nay anh ta mời, hỏi anh ta đi. Hàn Tiểu Mỹ nhất định phải nói chuyện Tần Lâm mời trước mặt nhân viên phục vụ, nếu không lát nữa anh chạy mất, bọn họ lại không tìm được. Sau khi nói như thế, nhân viên phục vụ chắc chắn sẽ canh chừng Tần Lâm. Anh muốn trốn thanh toán cũng không được. Nhân viên gật đầu, lập tức nhìn Tần Lâm. Tần Lâm đáp, mở đi. Gọi rượu đương nhiên phải mở rồi, nếu không thì gọi làm gì chứ? Nhân viên mở rượu, mọi người bắt đầu uống, tầm mười mấy phút sau, các món ăn sang chảnh được bưng lên. Hải sản, cá đại dương, các món ăn nổi tiếng ở những vùng miền khác nhau, đều là sơn hào hải vị. Đám bạn học đúng là được mở mang tầm hiểu biết, ăn ngấu ăn nghiến. Ngày thường bọn họ không có tiền ăn những món này, hôm nay có người mời, tốt quá rồi. Tần Lâm và Trương Minh trò chuyện với nhau, anh không quen những người khác, nên cũng chẳng có gì để nói. Đột nhiên tin nhắn Zalo vang lên, là Trần Khả Nhi. Mỗi lần Trần Khả Nhi gửi tin nhắn cho mình, Tần Lâm lại thấy bất lực. Trần Khả Nhi tính tình kỳ quái, chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu, mỗi lần tìm NHH chắc chắn là có chuyện rắc rối. Mỗi lần nghĩ đến cô ấy, Tần Lâm lại thấy đau đầu. Có điều kỳ lại là lần này Trần Khả Nhi tìm anh nói chuyện nghiêm túc, cô ấy có chút tiền muốn mua nhà ở Đông Hải để đầu tư, muốn anh cùng cô đi xem nhà. Tần Lâm nghĩ một lúc, dù gì bữa tiệc này cũng nhàm chán, chi bằng đi xem nhà với cô ấy. Trương Minh, tớ đi trước đây, tớ đi xem nhà với một người bạn, mọi người cứ ăn từ từ. Trương Minh gật đầu, được, vậy để tớ đưa cậu đi. Trương Minh ngồi cũng thấy nhàm chán, đúng lúc muốn mượn cớ để rời đi, Tần Lâm nói như thế, vừa hay hợp ý anh. Nhìn thấy Tần Lâm rời đi, Hàn Tiểu Mỹ đột nhiên đứng dậy nói. Tìm lý do à, cũng quá gò ép rồi đấy.
Tần Lâm ngơ ra, ý gì vậy? Hàn Tiểu Mỹ cười khẩy, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu. Ý gì, chẳng phải anh tính quyệt tiền thanh toán hay sao? Đã nói là mời khách rồi mà, cuối cùng chỉ mới ăn có một nửa rồi đòi đi, nếu như anh không mời nổi thì lúc đầu đừng có mạnh miệng như vậy, thấy hay ho chưa hả? Tần Lâm liền chau mày, trên mặt có chút không vui. Nếu tôi đã nói mời thì đương nhiên sẽ mời, cô cứ yên tâm, tôi không quyệt đâu. Trương Minh hơi bực mình. Hàn Tiểu Mỹ, cô cũng xem thường người khác quá rồi đấy. Một bữa cơm thôi mà, lão Tần lại không mời nổi sao? Cô coi thường ai đấy? Lão Tần là siêu cấp đại gia, đừng nói là một bữa ăn, cho dù ngày nào cũng ăn như thế này thì anh vẫn có thể chi trả được. Hàn Tiểu Mỹ cười khẩy, tôi xem thường. Đây là do các người ép tôi đấy, tôi vốn chẳng muốn bóc các người đâu, cứ phải để cho tôi nói ra sự thật à. Mọi người, hôm nay Tần Lâm này đi xem mắt với tôi, anh ta đã thuê một chiếc xe, mạo danh thiếu gia, sau đó tôi cùng hội chị em bàn luận thì phát hiện ra anh ta căn bản không phải thiếu gia gì cả, chỉ là một người bình thường mà thôi, giả vờ có nhiều tiền vì muốn ngủ với tôi, ngay cả siêu xe cũng là thuê để giả vờ. Bây giờ thì hay rồi, lại làm ra trò mới, còn muốn mời khách, có phải anh nghĩ rằng một bữa chỉ đáng giá hơn 1.000 không, sau đó đành cắn răng mời, ra vẻ giàu có để có thể câu được cô gái ngốc nghếch nào đó, có đúng không? Chắc anh không ngờ lại gặp phải tôi đúng không, vốn không muốn vạch trần nhưng các người lại nói khó nghe như vậy, đừng trách tôi nhé, là do các người ép thôi. Sau khi Hàn Tiểu Mỹ làm một chàng thì Tần Lâm hoàn toàn cứng họng, hết sức cạn lời. Chẳng trách người phụ nữ này lại kỳ lạ đến thế, hôm nay lúc xem mắt thái độ cô ta vô cùng kỳ quái, hóa ra đã biết được chuyện nhà họ Tần không còn nữa nên mới thay đổi thái độ với Tần Lâm. Cảm thấy không còn nhà họ Tần thì Tần Lâm cũng sẽ không bao giờ là một người có tiền đồ, cô ta cho rằng anh làm tất cả những chuyện này đều là vì lừa gạt. Nghĩ đến đây, Tần Lâm liền bất lực lắc đầu, đây chính là khoảng cách giữa tầm nhìn của con người với nhau. Mặc dù Hàn Tiểu Mỹ đang sống một cuộc sống xa hoa, nhưng từ sâu bên trong cô ta vẫn có một khoảng cách nhất định với những quý cô thực thụ. Và tầm nhìn của cô ta không thể nào nhìn thấy được những nhân vật như Tần Lâm. Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Hàn Tiểu Mỹ, Tần Lâm lại cảm thấy có chút tội nghiệp, đã không phải là người trong giới thượng lưu lại còn giả vờ làm quý cô. Loại người này thật đáng thương, ngày ngày bận bịu tự lừa dối chính mình. Được rồi, phục vụ, thanh toán đi. Có nói thêm cũng vô ích, cứ thanh toán đi thì hơn. Kẻo Hàn Tiểu Mỹ lại nói ra nói vào. Nhân viên phục vụ lấy hóa đơn và máy POS đến với nụ cười vô cùng khiêm tốn, vừa đang chuẩn bị thanh toán. Hàn Tiểu Mỹ liền cười khẩy, tốt hơn hết anh nên nhìn hóa đơn rồi xem thử thẻ tín dụng của anh có đủ để quẹt không, nếu như không đủ thì mau chóng gọi điện bạn bè mượn tiền đi, còn không thì dùng app mượn trước ít tiền cũng được. Câu nói của Hàn Tiểu Mỹ khiến tất cả mọi người tỏ ra giễu cợt. Hàn Tiểu Mỹ biết rõ loại người cố tỏ ra giàu có này, cách bọn họ giả vờ cũng như mục đích, cô ta đều nắm trong lòng bàn tay. Bởi vì cô ta chính là loại người như vậy, đều là người trong ngành, nên đừng hòng qua mắt được cô ta. Tần Lâm nhìn qua một lượt hóa đơn, thấy cũng chẳng có gì, bèn thanh toán luôn 200.000. Một bàn đầy những món sơn hào hải vị như thế này giá 200.000 cũng đáng, dù sao thì mấy chai rượu đã có giá hơn cả 100.000 rồi. Tần Lâm lấy thẻ ngân hàng ra rồi nói. Quẹt thẻ đi. Nhân viên phục vụ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bèn vội vàng cầm lấy để quẹt. Thanh toán thành công, biên lai cũng được in ra. Nhìn thấy Tần Lâm thật sự quẹt thẻ thành công, Hàn Tiểu Mỹ nhất thời nhíu mày. Không thể nào, các người thông đồng với nhau đúng không? Hàn Tiểu Mỹ tuyệt đối không tin, Tần Lâm sao lại có tiền như thế được? Thẻ của anh thật sự có 200.000 ư? Tất cả tài sản của anh còn chưa chắc đến 200.000 nữa kia. Trừ khi anh ghép đơn và vay mượn khắp nơi thì mới có thể chi trả được cho bữa ăn này. Nhưng làm như vậy cũng không quá cần thiết, trong nhóm quý cô của bọn họ đều có những nguyên tắc nhất định. Có nghĩa là người tiêu ít tiền nhất lại chính là người thể hiện nhất. Giống như kiểu của Tần Lâm vậy, không thể nào vì mặt mũi mà tiêu 200.000 được, nếu như có 200.000 trong tay thì làm gì mà không được chứ. Chắc chắn anh đã câu kết với nhân viên phục vụ, sau đó hai người sẽ bắt đầu diễn kịch, diễn ra một vở thanh toán thành công, anh sẽ quyệt đơn, rồi đợi đến lúc mọi người xong xuôi sẽ lại đòi thanh toán thêm lần nữa. Nếu chia đều 200.000 trên đầu người thì cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Nhân viên phục vụ sững ra một lúc, vội vàng giải thích. Thưa cô, chúng tôi không có thông đồng, vị khách này quả thật đã thanh toán thành công, tổng cộng hết 200.000, đây là bằng chứng tiêu dùng. Hàn Tiểu Mỹ bước tới, cầm lấy phiếu thanh toán, nhìn chữ ký bên trên rồi cười chế nhạo. Làm cũng giống thật đấy, mấy người vất vả rồi, anh làm cái này tốn bao nhiêu tiền vậy? Nếu như anh muốn đồ tốt giá rẻ thì để tôi giới thiệu vào nhóm chị em bọn tôi cho nhé, ha ha. Hàn Tiểu Mỹ nói với vẻ giễu cợt, khiến nhân viên phục vụ không nói nên lời. Thưa cô nói gì tôi không hiểu, nhưng dù sao cũng đã thanh toán xong rồi, mọi người cứ dùng thong thả. Nói xong, nhân viên phục vụ liền rời đi. Hàn Tiểu Mỹ cười khẩy, nhìn thấy chưa hả, nói một hai câu liền chuồn rồi, cũng chột dạ quá rồi đấy. Tần Lâm lắc đầu, chẳng thèm để ý đến loại người này, vừa định rời đi, đột nhiên lại bị Hàn Tiểu Mỹ kéo lại. Làm gì thế, anh không thể đi, anh còn chưa thanh toán đó, không được đi. Tần Lâm nhíu mày, tôi đã thanh toán rồi. Anh kiên nhẫn giải thích. Nếu như Hàn Tiểu Mỹ không phải là họ hàng của Mã Húc thì anh đã không thèm khách khí từ lâu rồi. Hàn Tiểu Mỹ hừ lạnh một tiếng, bớt cái trò này lại đi, anh căn bản không hề thanh toán, anh mau đi đến quầy lễ tân thanh toán cho tôi, nếu không thì tôi sẽ gọi quản lý đến. Tần Lâm bất lực lắc đầu, mất hứng nhìn Hàn Tiểu Mỹ. Cút ra! Nói xong, anh liền đi ngang qua cô ta. Loại phụ nữ này luôn tự cho mình là đúng, cái gì cũng không tin. Nhìn thấy Tần Lâm định đi, Hàn Tiểu Mỹ liền nắm lấy cánh tay anh. Anh đứng lại cho tôi. Hàn Tiểu Mỹ nắm lấy cổ tay áo của Tần Lâm. Tần Lâm lập tức cau mày, giáng một cái tát xuống. Bốp! Thanh âm vang lên vô cùng giòn giã, trên mặt Hàn Tiểu Mỹ bắt đầu xuất hiện năm dấu vân tay. Hàn Tiểu Mỹ nhất thời sững ra một lúc, cái tát này thật sự đánh cô ta đến ngơ cả người ra. Anh đánh tôi, anh dám đánh tôi, điên rồi hả? Tại sao anh lại dám đánh tôi, họ Tần kia, muốn chết đúng không? Tần Lâm lạnh lùng nói, tôi nhịn cô lâu rồi đấy, hy vọng cô nên biết tự trọng. Hàn Tiểu Mỹ hét lên. Người đâu, quản lý, bảo vệ, mau ra đây, mau lên. Bộ dạng Hàn Tiểu Mỹ vô cùng nhếch nhác, như một con chuột trên phố vậy, trông cô ta cứ như một trò hề. Hàn Tiểu Mỹ la làng lên, lập tức có một người mặc Âu phục bước tới, mang theo vẻ lịch thiệp nói chuyện với khách hàng. Vừa nhìn liền biết đó chính là quản lý. Thưa cô, có chuyện gì không ạ? Hàn Tiểu Mỹ chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Anh ta muốn quyệt tiền ăn. Lúc trước anh ta nói sẽ thanh toán, nhưng chúng tôi chỉ vừa mới gọi đồ ăn và rượu thì anh ta lại không muốn trả nữa. Các người mau bắt anh ta lại đi. Đừng khách khí với anh ta làm gì, cứ để anh ta biết mùi ăn quyệt là như thế nào. Quản lý liền cau mày, lạnh lùng nói với Tần Lâm. Tên nhóc! Cậu có biết hậu quả của việc ăn quỵt không hả? Quản lý chau mày, sau đó nói với Tần Lâm. Tên nhóc, cậu có biết hậu quả của việc ăn quỵt không hả? Tần Lâm nhíu mày, có chút không vui. Tôi đã thanh toán xong rồi, anh có thể đối chiếu lại với nhân viên phục vụ. Quản lý nhíu mày, vừa định đi kiểm tra thì Hàn Tiểu Mỹ liền nói. Không cần kiểm tra, anh ta lừa người, anh ta và nhân viên lúc nãy thông đồng với nhau để diễn ra vở kịch này. Ở trước mặt bạn bè giả vờ thanh toán, sau đó chuồn đi rồi lại bắt chúng tôi thanh toán thêm lần nữa. Anh nhìn bộ dạng rẻ rách kia xem, trông anh ta giống như có 200.000 không. Hàn Tiểu Mỹ hung hăng ép người, không cho Tần Lâm chút mặt mũi nào, dù sao cũng đã lật mặt rồi, còn gì phải giả vờ nữa chứ. Quản lý gật đầu, nói. Nếu đã như vậy, xin mời cậu hãy thanh toán thêm lần nữa, nếu không thì tôi sẽ để cho bảo vệ ra tay. Tần Lâm cau mày, có chút cạn lời. Hàn Tiểu Mỹ này não tàn thì thôi đi, đến cả quản lý cũng như vậy sao? Tôi đã nói tôi thanh toán rồi, tại sao anh lại tin lời cô ta? Quản lý hừ lạnh một tiếng, đương nhiên rồi, cô Hàn xinh đẹp trắng trẻo như thế này, lại còn ăn mặc sang trọng giống hệt như người thượng lưu, tất nhiên tôi sẽ tin lời của cô Hàn đây. Tên quản lý này nhìn thấy Hàn Tiểu Mỹ xinh đẹp, đương nhiên sẽ có thiện cảm. Hơn nữa trên người Hàn Tiểu Mỹ toàn là đồ hiệu đắt tiền, vừa nhìn liền biết là bạch phú Mỹ. Một bạch phú Mỹ lại có thể đi đổ oan cho một tên rẻ rách à? Tần Lâm bất lực lắc đầu, hai người này cũng hợp thật đấy, người này còn nịnh bợ hơn người kia. Dù sao Hàn Tiểu Mỹ cũng có lý do, bởi vì giữa cô ta và Tần Lâm có chút hiểu lầm, cộng thêm ấn tượng ban đầu không được tốt lắm nên mới coi thường anh.
nhưng tên quản lý này lại khoa trương quá rồi, chỉ vì một hai câu nói của Hàn Tiểu Mỹ mà anh ta lại giống hệt như chó tắp vậy, thật khiến người khác cạn lời. Cút ra! Tần Lâm chẳng thèm để tâm đến mấy loại người này, nghĩ đến liền cảm thấy bực mình. Anh đẩy quản lý ra rồi định rời đi. Hàn Tiểu Mỹ nhanh chóng túm tay quản lý lại rồi nói. Không thể để anh ta đi. Đống thức ăn đó toàn là do Hàn Tiểu Mỹ gọi, cộng thêm mấy chai rượu nữa, nếu Tần Lâm đi rồi thì đống đó sẽ phải do Hàn Tiểu Mỹ thanh toán, đương nhiên cô ta sẽ không tiêu nhiều tiền đến thế cho việc này được. Hàn Tiểu Mỹ cứ thế ôm lấy cánh tay quản lý, anh ta đột nhiên trở nên hưng phấn, sau đó đứng thẳng lưng, cố gắng thể hiện cốt cách đàn ông trước mặt phụ nữ. Đứng lại, tôi cho cậu đi rồi sao? Dám ở đây ăn quỵt à, cậu không muốn sống nữa rồi đúng không? Dứt lời, quản lý liền nắm áo Tần Lâm kéo mạnh lại. Tần Lâm nhíu mày, lập tức quay lại đá một phát. Đã cho mặt mũi rồi. Người ta đã không thèm quan tâm, còn tự cho mình là ngon sao? Tuy Tần Lâm không chủ động gây sự, nhưng nếu bị người khác ức hiếp, đương nhiên anh sẽ không nhẫn nhịn. Anh đá một phát vào bụng, ngay lập tức khiến tên quản lý cao 1m8 bay ra ngoài. Bịch! Anh ta văng mạnh vào tường, nội tạng như muốn vỡ nát. Cảm giác đau nhức khắp người, toàn thân rã rời. Cậu, sắc sược, cậu dám gây sự ở khách sạn Hyatt của tôi sao? Muốn chết à? Nói xong, quản lý lập tức lấy bộ đàm ra. Người đâu, có người gây chuyện, tất cả đến đây mau. Quản lý của khách sạn Hyatt này có địa vị xã hội không hề thấp, thu nhập một tháng phải 50.000, cũng được xem là người có tiền rồi. Bình thường anh ta vô cùng kiêu ngạo độc đoán, thích bắt nạt người khác. Làm gì có chuyện người khác ức hiếp anh ta chứ? Hôm nay bị đánh cho một trận, thật đúng là nhục nhã. Sau khi nói vài câu trên bộ đàm, bỗng có một nhóm bảo vệ kéo đến. Quản lý Triệu. Tất cả nhân viên bảo vệ đều cầm theo cây gậy ngắn trên tay, định sẽ ra tay khi nghe thấy mệnh lệnh của quản lý, ngay lập tức áp đảo Tần Lâm. Tất cả bạn học đều trở nên căng thẳng, bọn họ bất giác lùi về sau, đứng cách xa Tần Lâm. Chỉ có Trương Minh vẫn ở cạnh Tần Lâm, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Các người làm gì thế, ỷ chỗ lớn rồi chèn ép khách à? Quản lý Triệu nghiến răng nghiến lợi nói, dám ra tay với tôi à, thật không biết trời cao đất dày là gì, bây giờ nếu như hối hận thì hãy quỳ xuống đất xin lỗi tôi đi, có lẽ tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Tần Lâm bèn cười khẩy, bảo tôi quỳ xuống trước mặt anh. Anh xứng sao? Dứt lời, Tần Lâm liền nhìn về phía mấy nhân viên bảo vệ. Lạnh lùng nói. Chỉ có đám tôm tép này mà đòi bắt tôi quỳ xuống à? Anh cũng tự đề cao mình quá rồi đó. Nói xong, mấy nhân viên bảo vệ cũng trừng mắt nhìn Tần Lâm, sẵn sàng để ra tay. Đột nhiên, có một giọng nói mạnh mẽ từ phía sau vang lên. Dừng tay! Dứt lời, bỗng có một người đàn ông mặc Âu phục trắng tiến đến. Đột nhiên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây chính là ông chủ của khách sạn Hyatt. Dương Quân Nhạc. Dương Quân Nhạc là một nhân vật vô cùng lợi hại, người có thể mở được khách sạn lớn như thế này, đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều nhân lực, vật lực và khả năng kinh tế. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là Dương Quân Nhạc lại có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Hoa. Hoa Long Vân là đời thứ hai của nhà họ Hoa, coi như có tình nghĩa kết bái anh em với Dương Quân Nhạc. Năm đó, sau khi Dương Quân Nhạc cứu được nhị thiếu gia nhà họ Hoa, sự nghiệp của ông ta mới bắt đầu thăng hoa. Đã có ơn cứu mạng thì đương nhiên quan hệ sẽ thân thiết, địa vị của nhị thiếu gia nhà họ Hoa thì không ai ở Đông Hải có thể sánh kịp. Không một ai biết tên thật của nhị thiếu gia nhà họ Hoa. Chính vì nhị thiếu gia nhà họ Hoa, cho nên Dương Quân Nhạc mới trở nên có thế lực ở Đông Hải, trước giờ chưa từng có ai dám gây chuyện ở khách sạn Hyatt này. Dương Quân Nhạc vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ánh mắt có chút đồng cảm nhìn về phía Tần Lâm. Người đó là ai? Mau quỳ xuống đi, nếu không sẽ toi đấy. Đúng vậy, ông chủ Dương không dễ dây vào đâu, bây giờ quỳ xuống thì còn có thể được tha mạng đó. Cậu tuyệt đối đừng đối đầu với ông chủ Dương, một mình cậu chết thì được, chứ đừng liên lụy chúng tôi chết cùng. Còn cả Trương Minh nữa, hai người mau chóng quỳ xuống đi, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ ra tay đó. Trên mặt Trương Minh lộ ra vẻ giễu cợt. Đám bạn học này đúng là nịnh bợ, rõ ràng là chẳng liên quan gì đến bọn họ, nhưng vừa nhìn thấy Dương Quân Nhạc xuất hiện liền bắt đầu công kích Trương Minh và Tần Lâm.
như thể đang đứng về phía bọn họ vậy. Loại người này cũng thật nực cười quá rồi đó, Tần Lâm làm ngơ lời bọn họ, chỉ là nhìn liến qua Dương Quân Nhạc một cái, hoàn toàn chẳng có thái độ gì. Dương Quân Nhạc cau mày, chắp tay sau lưng tiến lên phía trước, rồi đứng trước mặt Tần Lâm nói với vẻ độc đoán. Nhìn thấy tôi lại không sợ sao? Dương Quân Nhạc đã lăn lộn nhiều năm, cũng được coi là nhân vật lớn, cho nên trên người luôn mang theo sát khí, mặt mày dữ tợn. Sau khi làm kinh doanh thì lại mang một vẻ uy nghiêm khiến cho người khác phải nể sợ. Đặc biệt là với những người trẻ tuổi như Tần Lâm, khi nhìn thấy ông ta thì càng phải rén. Vậy nên khi nhìn thấy Tần Lâm không hề có phản ứng, ông ta lập tức bất mãn. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, sợ ông làm gì? Dương Quân Nhạc hừ lạnh, gây chuyện ở khách sạn của tôi lại không sợ tôi à? Đúng là điếc không sợ súng nhỉ? Ăn quyệt rồi còn gây sự đúng không? Xem thái độ vừa nãy của cậu, tôi sẽ đánh gãy một chân của cậu nhé, chắc không quá đáng đâu nhỉ? Nói xong, Dương Quân Nhạc liền với lấy cây gậy ngắn trong tay bảo vệ, ánh mắt nhìn lướt qua hai chân Tần Lâm, như thể đang suy nghĩ xem nên phế cái nào. Sắc mặt Tần Lâm vẫn không hề thay đổi, anh tỏ ra giễu cợt. Dương Quân Nhạc hừ lạnh một tiếng, được, nếu đã có gan như vậy thì tôi sẽ đánh gãy chân trái của cậu. Nói xong, Dương Quân Nhạc vung cây gậy xuống. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp một người trẻ tuổi không sợ mình, Dương Quân Nhạc lăn lộn nhiều năm như vậy, có loại người nào mà ông ta chưa thấy qua đâu chứ. Các thiếu gia của những gia tộc lớn ông ta đều biết mặt, còn gương mặt xa lạ như Tần Lâm đây, chắc chắn không phải nhân vật lớn gì. Hơn nữa, nếu là thiếu gia thực sự thì sẽ có người đi theo, kiểu như Tần Lâm vừa nhìn liền biết là người dân bình thường, không có gì phải sợ cả. Vừa hay đang ở trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên ông ta cũng muốn thị uy. Cái gọi khách hàng là thượng đế, đó chỉ là đối với những nơi bình thường mà thôi, những cũng chỉ với cấp bậc nhân viên mà thôi. Còn đối với một nhân vật như Dương Quân Nhạc đớ, làm gì có chuyện khách hàng là thượng đế chứ? Ở khách sạn này, ông ta mới chính là thượng đế. Dương Quân Nhạc vung cây gậy xuống, Tần Lâm đột nhiên nhấc chân lên. Bịch, đá một phát về phía Dương Quân Nhạc. Rõ ràng là anh ra tay sau, nhưng tốc độ lại hơn hẳn Dương Quân Nhạc. Bịch, cây gậy trong tay Dương Quân Nhạc ngay lập tức gãy đôi. Sau đó Tần Lâm liền đá vào bụng dưới của ông ta. Giống hệt như quản lý Triệu lúc nãy, Dương Quân Nhạc lập tức bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, trực tiếp tạo thành một lỗ hõm lớn. Khụ khụ. Dương Quân Nhạc quỳ trên mặt đất, ho khan ra vài ngụm máu, vẻ mặt lộ ra sự khó tin. Mày dám đánh tao, thằng oát con mẹ mày dám đánh tao à? Vừa dứt lời, Tần Lâm liền giáng một cái tát xuống. Bốp! Mặt Dương Quân Nhạc lập tức đỏ bừng và sưng tấy lên, răng lung lay, sau đó nôn ra vài ngụm máu, có một vài chiếc răng đã rụng ra ngoài. Mồm thối thật, Tần Lâm nói một cách lạnh lùng. Dương Quân Nhạc ngẩn ra, không ngờ anh lại dám ra tay với ông ta như vậy, hơn nữa lại còn đánh rất mạnh. Mày xong đời rồi, chết chắc rồi con mẹ tụi mày làm gì đó, mau xông lên cho tao. Lúc này, mọi người xung quanh đều sững sờ, ai cũng ngẩn người ra, thật không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Tần Lâm lại dám đánh ông chủ Dương Quân Nhạc ư? Đã có người nói về thân phận của ông chủ Dương rồi mà. Ông chủ Dương chính là anh em kết nghĩa của nhị thiếu gia nhà họ Hoa. Mối quan hệ bạn bè son sắt này gần như là anh em ruột thịt, hành động như thế này thật to gan quá rồi, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Nếu như vừa rồi Tần Lâm chịu xin lỗi Dương Quân Nhạc, có lẽ còn được ra ngoài an toàn, thậm chí cũng không cần phải thanh toán hóa đơn 200.000 nữa. Nhưng bây giờ đừng nói đến chuyện hóa đơn, đến mạng cũng chưa chắc giữ được nữa là... Không đúng, không phải chưa chắc, mà là chắc chắn không giữ được. Đánh Dương Quân Nhạc thảm hại như thế, đương nhiên nhị thiếu gia nhà họ Hoa sẽ không bỏ qua cho anh. Đám nhân viên bảo vệ kia bị dọa đến sửng sốt, ông chủ của bọn họ là ai chứ? Mỗi khi xuất hiện đều khiến mọi người phải cung kính vài phần. Đừng nói đến ra tay, ngay cả trả lời cũng chẳng mấy ai dám. Tên nhóc này đúng là thiếu dạy dỗ, lại dám ra tay với ông chủ Dương, bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì. Nghe ông chủ Dương hét lên, tất cả mới hoàn hồn lại, rồi vội vàng xông về phía Tần Lâm. Dừng tay! Ngay khi định ra tay, đột nhiên có một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Bỗng thấy người ở bên trong, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đoàn Bảo Đông.
Vừa hay Đoàn Bảo Đông cũng đang ở đây dùng bữa, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào liền nhanh chóng đi ra xem thử, vừa nhìn lại nghĩ chẳng có chuyện gì lớn, nhưng thật sự suýt chút nữa đã bị dọa cho chết khiếp, không ngờ lại là cậu Tần. Dương Quân Nhạc này không muốn sống nữa rồi sao, lại dám ra tay với cậu Tần ư? Sau lưng Đoàn Bảo Đông có mười mấy tên đàn em, tất cả đều tiến về phía trước, nhìn chằm chằm vào đám bảo vệ. Đàn em của Đoàn Bảo Đông đều rất lợi hại, đương nhiên những nhân viên bảo vệ này sẽ không dám động vào, chỉ có thể đứng một bên chờ lệnh mà thôi. Đoàn Bảo Đông tiến lên phía trước, nhìn Dương Quân Nhạc rồi nói. Ông chủ Dương, ý gì đây? Dương Quân Nhạc nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi, nén cơn đau lại rồi nói. Anh Đông, câu này phải để tôi hỏi mới đúng, ý anh là sao? Dương Quân Nhạc hoàn toàn không thể ngờ rằng lại có người dám ra mặt cho Tần Lâm ở khách sạn này sao? Hơn nữa lại còn là một người có thân phận đặc biệt. Đoàn Bảo Đông, đại ca của Đông Hải. Bây giờ tất cả các tụ điểm giải trí ở Đông Hải về cơ bản đều là địa bàn của Đoàn Bảo Đông. Hơn nữa, bây giờ Đoàn Bảo Đông lại rất thân thiết với Lôi Hồng, nghe nói đã chơi chung chung một nhóm. Cũng có nghĩa là, bây giờ ông ta cũng đã có thể tung hoành ở tỉnh Lỵ. Còn có ông chủ Đồng ở tỉnh Lân Cận, nghe nói còn có thể ngang hàng với Đoàn Bảo Đông, những tin tức này cũng không thể nào có một cách vô căn cứ được. Tất cả những tin tức này đều đã chứng minh rằng, Đoàn Bảo Đông đã không còn như trước đây nữa. Ông chủ Đồng, Lôi Hồng, đây là những nhân vật như thế nào chứ? Cho dù Đoàn Bảo Đông có bản lĩnh thì cũng chỉ có thể giới hạn trong một Đông Hải bé nhỏ như thế này thôi. Bây giờ Đông Hải chỉ là thành phố tuyến 2. Căn bản không thể nào so sánh với tỉnh Lỵ được, vậy thì làm sao ông ta có thể lợi hại đến mức đấy? Đương nhiên là chỉ có mỗi Đoàn Bảo Đông mới biết được, ông ta vốn ngang hàng được với những người kia, tất cả là vì được Tần Lâm xem trọng. Nếu như không quen biết Tần Lâm từ sớm, lại làm việc này việc kia cho anh nhiều thì làm sao ông ta có thể sống tốt được như vậy? Vậy nên khi nhìn thấy Tần Lâm gặp rắc rối, cho dù biết anh có thể tự mình giải quyết, nhưng ông ta vẫn nên chủ động ra tay. Đoàn Bảo Đông cười khẩy, sau đó đứng về phía Tần Lâm, rồi nói với Dương Quân Nhạc. Các người vô lễ với cậu Tần như vậy, còn hỏi tôi có ý gì ư? Sao thế, muốn ra tay với tôi à? Câu nói của Đoàn Bảo Đông lập tức khiến mọi người chững lại, tất cả đều trở nên căng thẳng, tay đổ đầy mồ hôi. Đặc biệt là đám nhân viên bảo vệ. Bọn họ không phải người trong giang hồ, bọn họ chỉ là bảo vệ mà thôi, một tháng kiếm được mấy nghìn đâu chứ? Đâu thể nào bán mạng giống như đàn em của Đoàn Bảo Đông được. Vậy nên khi nghe Đoàn Bảo Đông lên tiếng, bọn họ lập tức sợ hãi, ý nghĩ đánh nhau cũng biến mất chứ đừng nói đến hành động. Dương Quân Nhạc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thuộc hạ của ông ta chỉ là bảo vích mà thôi, làm sao có thể đánh với đám đàn em tinh nhuệ của Đoàn Bảo Đông được. Dương Quân Nhạc lạnh lùng nói. Anh Đông, anh phải suy nghĩ cho kỹ đấy, nếu anh đối phó với tôi thì sẽ đắc tội với nhà họ Hoa. Chắc anh cũng nghe nói đến nhị thiếu gia nhà họ Hoa rồi chứ. Đoàn Bảo Đông nheo mắt lại, cậu đang uy hiếp tôi ư? Dương Quân Nhạc bèn cười khẩy, đúng vậy, chính là uy hiếp anh đó, tôi nói rõ cho anh biết, nếu như anh dám động vào cọng lông nào của tôi thì. Còn chưa đợi Dương Quân Nhạc nói xong, Tần Lâm đã bước tới, giẫm lên tay ông ta. Rắc, toàn bộ xương bàn tay đều bị Tần Lâm giẫm nát. À, Dương Quân Nhạc kêu lên thảm thiết. Vẻ mặt vô cùng gớm ghiếc. Bàn tay đau đớn kịch liệt truyền lên toàn thân, mọi người đứng xem đều dựng cả tóc gáy lên, một đạp này thật sự khiến cho người ta đau đến chết đi sống lại mà. Tần Lâm giẫm xuống rồi lạnh lùng nói. Động vào một cọng lông của ông thì sao? Dương Quân Nhạc thở hổn hển, tiếng than như muốn vỡ ra. Có ngon thì mày giết tao đi, nếu không anh Hoa sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đoàn Bảo Đông cười khẩy, còn dám uy hiếp tôi. Cậu nghĩ Đoàn Bảo Đông tôi sợ à? Đoàn Bảo Đông còn chưa nói xong, Tần Lâm liền xua tay, trực tiếp ngắt lời ông ta. Được rồi, không cần phải nói nhiều với loại phế phẩm này, chẳng qua chỉ là nhị thiếu gia nhà họ Hoa thôi, tôi cho ông một cơ hội để gọi điện đấy, bảo ông ta đến đây đi. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, tất cả như chết lặng. Tần Lâm này bị điên rồi sao? Dám bảo nhị thiếu gia nhà họ Hoa đến? Bây giờ anh đang ở thế thượng phong là vì có Đoàn Bảo Đông ở đây. Nhưng thân phận của Đoàn Bảo Đông không thể so với nhị thiếu gia nhà họ Hoa được, một khi nhị thiếu gia nhà họ Hoa đến đây thì anh sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế.
Cơn giận của nhị thiếu gia nhà họ Hoa không phải ai cũng chịu được, kết cục sẽ là chết không có chỗ chôn. Dương Quân Nhạc cũng sững ra. Mày cho tao gọi điện thoại à? Chắc chưa? Tần Lâm nói, nhanh lên, thời gian và sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Chút nữa Tần Lâm còn phải đi mua nhà với Trần Khả Nhi, không có thời gian dây dưa với bọn chúng. Bảo Hoa lão nhị gì đó mau đến đây, Tần Lâm nhanh chóng chỉnh đốn bọn chúng xong rồi thả đi. Nếu những người khác biết suy nghĩ của Tần Lâm, chắc chắn sẽ tức ói máu. Điên rồi à, chỉnh đốn nhà họ Hoa, lại còn nhanh chóng nữa chứ. Anh nghĩ anh là ai? Dương Quân Nhạc vốn tưởng Tần Lâm chỉ nói suông thôi, nhưng giờ xem ra, Tần Lâm cho bọn chúng gọi điện thoại thật. Dương Quân Nhạc lấy điện thoại ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, đấy là mày bảo tao gọi đấy nhé, đừng có mà hối hận. Nói rồi, Dương Quân Nhạc gọi vào số của Hoa lão nhị. Anh, em bị người ta đánh ở khách sạn của em. Tên đó họ Tần, hắn được đoàn bảo đông bảo kê. Được, anh đến mau đi. Nói mấy câu xong liền cúp máy. Vốn dĩ nếu nhắc đến họ Tần, nhà họ Hoa có lẽ sẽ phải dè chừng. Nhưng ngay khi nghe đến đoàn bảo đông bảo kê liền lập tức tập trung vào đoàn bảo đông. Đoàn bảo đông mới là nhân vật lớn, còn tên họ Tần kia không cần thiết phải để tâm. Ngay sau đó, bên ngoài có hơn chục người bước vào. Hoa lão nhị dẫn đám côn đồ nhà họ Hoa đến rồi. Thực ra, vệ sĩ của những gia tộc lớn như nhà họ Hoa toàn là những tay côn đồ được mời với mức lương cao, thân thủ khá lợi hại, cũng khá liều mạng. Nếu thực sự đánh nhau thì đám người đoàn bảo đông có lẽ không phải là đối thủ. Một người đàn ông trung niên hùng hổ bước tới, còn chưa bước lên trước đã hét lên. Con mẹ nói, thằng nào dám động đến anh em của tao? Muốn chết à? Câu nói vang lên, Dương Quân Nhạc lập tức như có chỗ dựa. Anh, em đây, em ở đây. Hoa lão nhị bước đến, thấy Dương Quân Nhạc bị đánh thành ra thế này liền vô cùng tức giận. Láo toét, thằng nào dám động đến anh em của tao, không muốn sống nữa à? Hoa lão nhị ngẩng đầu liếc nhìn đoàn bảo đông, rồi liếc sang Tần Lâm, đôi lông mày lập tức cau lại, cảm thấy hơi quen quen. Tần Lâm lạnh lùng cười một tiếng, hoa lão nhị, thấy tôi rất quen mắt đúng không? Hoa lão nhị, nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều hít sâu kinh ngạc. Tên nhóc này to gan thật đấy, ở cái đất Đông Hải này. Nào có ai dám vô lễ gọi một tiếng hoa lão nhị như vậy chứ? Không ngờ tên nhóc này lại dám gọi hoa lão nhị một cách vô lễ như thế. Đồng tử hoa lão nhị co lại, hơi híp mắt nhìn Tần Lâm. Quả thực tao thấy mày khá quen, mày là ai? Ông ta luôn thấy Tần Lâm trông rất quen, nhưng mãi không nhớ ra là ai, ông ta không quen ai trẻ tuổi như vậy mà nhỉ? Tần Lâm cười chế nhạo nói, tôi họ Tần. Ba chữ này của Tần Lâm khiến sắc mặt hoa lão nhị lập tức thay đổi. Sau đó liền bừng tỉnh. Tao biết rồi, mày chính là tên nhóc họ Tần đó. Lúc trước, mày vừa mới đánh gãy chân con trai của tao. Không ngờ mày còn dám ló mặt ra, đúng là tìm cái chết mà. Tên Hoa Hưng Vũ bị Tần Lâm đánh gãy chân mấy ngày trước chính là con trai của hoa lão nhị. Hai mắt ông ta long sòng sọc khi nhìn thấy kẻ thù, hoa lão nhị siết chặt nắm đấm, muốn xé xác Tần Lâm. Tần Lâm cười nhạt, muốn đánh tôi. Ông cứ thử xem. Nói xong, Tần Lâm liền bước lên bóp chặt cằm của hoa lão nhị, đẩy tay một cái, lập tức nhét một viên thuốc vào miệng ông ta. Ông hai. Đám người còn chưa kịp ra tay, viên thuốc đã chui vào mồm ông ta. Hoa nhị lão nuốt xuống, trong bụng truyền đến một mùi thuốc nồng nặc, không biết đã nuốt phải thứ gì. Mày đã cho tao ăn thứ gì? Tần Lâm cười khinh bỉ, còn phải hỏi nữa à? Tất nhiên là thuốc độc rồi, tôi là thần y, chắc ông từng nghe đến rồi nhỉ. Sắc mặt hoa lão nhị xa sầm lại, quả thực ông ta đã từng nghe ngóng thông tin về Tần Lâm, biết được tên nhóc này bây giờ là bác sĩ. Đám bác sĩ hạ độc chắc chắn sẽ lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Tao ra lệnh cho mày, lập tức đưa thuốc giải ra đây. Nếu không tao sẽ lấy cái mạng của mày. Chuyện đã đến nước này, mà hoa lão nhị vẫn tỏ vẻ cao ngạo. Tần Lâm nghe vậy thì lạnh nhạt bật cười, lấy một viên thuốc khác từ trong túi áo ra, để trong lòng bàn tay nói. Thuốc giải ở đây. Nói rồi, Tần Lâm đột nhiên bóp chặt cằm của Dương Quân Nhạc rồi nhét thuốc vào mồm ông ta. Dương Quân Nhạc không kịp phản kháng, trực tiếp nuốt xuống bụng. Mày làm cái gì? Vẻ mặt Dương Quân Nhạc chết lặng, hoa lão nhị cũng nhíu chặt hàng lông mày,
sắc mặt khẽ thay đổi. Tần Lâm nói, chỉ có một viên thuốc giải thôi và nó hiện giờ đang ở trong dạ dày của ông ta, 30 phút nữa sẽ hòa tan. Tần Lâm dứt lời, xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Lúc này bọn chúng mới hiểu chuyện gì xảy ra. Tần Lâm đang chơi đùa bọn họ. Viên thuốc giải duy nhất đã bị Dương Quân Nhạc nuốt vào bụng rồi. Thế thì chỉ có thể mổ bụng ra mới lấy được thuốc giải à? Chỉ có thời gian 30 phút, căn bản không kịp đến bệnh viện để rửa dạ dày. Sắc mặt Hoa Lão Nhi lập tức thay đổi, vội vàng xông đến trước mặt Dương Quân Nhạc. Lão Dương, mau nôn ra. Được, được. Dương Quân Nhạc không dám chậm trễ, nhanh chóng móc họng nôn ra. Nhưng cũng không biết thuốc giải này của Tần Lâm làm sao, Dương Quân Nhạc đã nôn ra hết thức ăn rồi mà vẫn không thấy thuốc giải đâu. Hoa Lão Nhị liếc nhìn thời gian, thấy đã qua 15 phút rồi. Không được rồi, nếu cứ như vậy thì e là sẽ không kịp mất. Nghe Hoa Lão Nhị nói vậy, sắc mặt Dương Quân Nhạc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Anh Hoa, anh nói vậy là ý gì? Hoa Lão Nhị nghiêm nghị nói, mạng sống của tôi quý giá hơn mạng sống của cậu, tôi buộc phải hy sinh cậu rồi. Sắc mặt Dương Quân Nhạc trở nên khó coi vô cùng, anh Hoa, anh không thể đối xử với em như vậy. Hoa Lão Nhị nháy mắt với đám vệ sĩ phía sau, nói nhỏ. Giữ cậu ta lại. Mấy người vệ sĩ xông lên, ấn chặt Dương Quân Nhạc xuống đất. Sắc mặt Dương Quân Nhạc tối sầm lại, vùng vẫy kịch liệt. Anh Hoa, anh định làm gì vậy? Chúng ta là anh em sống chết có nhau. Ban đầu em còn cứu anh một lần đấy. Hoa Lão Nhị nheo mắt lại, lạnh lùng nói cậu đã nói đi nói lại chuyện này cả đời rồi. Địa vị ngày hôm nay của cậu đều do tôi cho. Tôi đã trả hết ơn cho cậu từ lâu rồi. Tôi không thể nợ cậu cả đời, lần này nên đến lượt cậu nợ tôi. Nói xong, Hoa Lão Nhị rút từ trong túi áo ra một con dao găm, đi về phía Dương Quân Nhạc. Sắc mặt Dương Quân Nhạc cực kỳ khó coi, gắng sức vùng vẫy. Hoa Lão Nhị, ông dám động vào tôi. Ông có tin tôi khai hết những chuyện thối nát của ông không? Dương Quân Nhạc cũng không sợ Hoa Lão Nhị, một khi trở mặt sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Hoa Lão Nhị nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Dương Quân Nhạc, cậu muốn chết à? Nói xong liền đâm xuống. Dương Quân Nhạc gắng sức giãy giụa cơ thể, mấy tên vệ sĩ cũng không thể giữ chặt ông ta, vừa quay người, con dao đã đâm vào bụng dưới của ông ta. Dương Quân Nhạc đẩy mạnh ra, lưỡi dao cắt vào da bụng, Hoa Lão Nhị bỗng chốc buông tay ra. Dương Quân Nhạc giành lại con dao, lúc này bụng ông ta đã bị cắt ra. Ruồi cũng đã lòi ra ngoài. Cảnh tượng này cực kỳ đẫm máu, nhưng ai có kiến thức thông thường đều biết ruột chảy ra ngoài không hề gây chết người, chỉ là vết cắt ngoài da mà thôi. Dương Quân Nhạc giành lại con dao, vùng dậy đâm mạnh vào tim Hoa Lão Nhị. Con mẹ nó, đi chết đi. Dương Quân Nhạc phát điên lên, cũng quyết cá chết lưới rách. Anh em tương tàn thì sẽ thế nào, Hoa Lão Nhị bị đâm trúng ngực, cũng là một nhân vật tàn ác. Ông ta nghiến răng rút con dao ra đâm vào cổ Dương Quân Nhạc. Dương Quân Nhạc bị mấy tên vệ sĩ giữ chặt, căn bản không thể động đậy, nhát dao này giết ông ta chết tươi tại chỗ. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Dương Quân Nhạc đã bị giết, Hoa Lão Nhị bị đâm trúng ngực. Hoa Lão Nhị cầm con dao nói với đám đàn em. Mau mổ bụng của cậu ta lấy thuốc giải ra. Hoa Lão Nhị cất lời. Chỉ cảm thấy hơi thở càng lúc càng yếu, cho dù có thuốc giải, nhưng ông ta cũng đã trúng vết dao chí mạng. Hoa Lão Nhị ôm lấy ngực, máu chảy không ngừng, mặc dù đám đàn em đã mổ bụng Dương Quân Nhạc lấy thuốc giải ra, nhưng vết thương ở ngực của Hoa Lão Nhị lúc này đã hết đường cứu chữa. Họ Tần kia, con mẹ nó, mày chơi tao à? Hoa Lão Nhị lúc này mới hiểu ra, là Tần Lâm đang chơi đùa ông ta. Mục đích của Tần Lâm chính là khiến anh em bọn họ tàn sát lẫn nhau. Anh chưa hề làm gì, nhưng hai người Hoa Lão Nhị đã chém giết lẫn nhau, người chết kẻ bị thương. Lúc này, e là Hoa Lão Nhị cũng phải chết ở đây rồi, bây giờ ông ta thật sự chỉ muốn giết chết Tần Lâm. Tần Lâm nghe vậy thì lạnh lùng cười. Trời ông, thế còn nhẹ đó, cho ông chết như vậy là quá hời cho ông rồi, thế này nhé, tôi sẽ cứu ông. Nói xong, Tần Lâm bước lên, lấy một cây kim châm ra, đâm mạnh vào cổ Hoa Lão Nhị. Đột nhiên, cả người Hoa Lão Nhị run lên bần bật như bị điện giật, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tao bị sao vậy, sao tao không thể cử động được nữa? Tần Lâm cười nhạt,
không cử động được còn tốt hơn là bị chết nhỉ. Nói xong, Tần Lâm lại lấy ra một cây châm châm xuống, vết thương trên ngực Hoa lão nhị lập tức ngừng chảy máu. Mày cút ra, đừng có động vào tao, cây châm vừa rồi của Tần Lâm đã khiến ông ta mất hết sức phản kháng, thực sự quá đáng sợ. Hoa lão nhị chán ghét cảm giác này vô cùng. Tần Lâm nhíu mày, lắm mồm thật đấy, được rồi, câm miệng vào đi, tôi đang cứu ông đấy. Nói rồi, Tần Lâm châm một cây kim châm vào cổ họng ông ta, Hoa lão nhị lập tức không thể phát ra âm thanh nào cả, chỉ có thể tỏ ra hung ác. Dùng một cây kim bịt kín dây thanh quản của người khác là một động tác rất bình thường, nhưng lần này Tần Lâm không hề dùng thao tác phức tạp, mà thay vào đó là phế luôn cổ họng của ông ta. Hoa lão nhị không thể mở miệng nói được gì, những vệ sĩ khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, đứng ở bên cạnh thấy Tần Lâm có vẻ như đang chữa trị cho Hoa lão nhị thật, bọn họ cũng không dám nói nhiều mà chỉ đành đứng bên cạnh nhìn. Sau khi Tần Lâm thực hiện một loạt thao tác trên người Hoa lão nhị, vết thương trên ngực ông ta đã ngừng chảy máu. Được rồi, ông ta không chết được đâu. Đám vệ sĩ nhất thời sững sờ, lúc này bọn họ không biết có nên cảm ơn Tần Lâm hay không, nhưng có một điều có thể chắc chắn, chính là bọn họ không dám ra tay với Tần Lâm. Hoa lão nhị lúc này đã trở thành một kẻ tàn phế, vùng ở dưới cổ không thể nhúc nhích, cũng không có chút cảm giác nào. Miệng cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt. Người khác căn bản không thể biết ông ta muốn gì. Hoa lão nhị há miệng, ú ớ vài câu vô nghĩa, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm. Tần Lâm bật cười khinh bỉ, trong mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt. Cảm giác thế nào, thoải mái không? Giờ tôi giữ lại cho ông một cái mạng, tôi sẽ thu dọn cả nhà họ Hoa các ông sau. Nói xong, Tần Lâm liếc nhìn Hoa lão nhị và đám vệ sĩ, lạnh lùng nói. Trở về nói với ông chủ nhà các người. Rửa sạch cổ đợi tôi đến lấy mạng chó của ông ta. Hàn Tiểu Mỹ ngồi dưới đất nhìn thấy cảnh này thì sững sờ không nói nên lời, tên Tần Lâm này tự cao tự đại quá. Không ngờ anh lại dám ra tay với Hoa lão nhị, anh điên rồi à? Muốn chết à, tên họ Tần kia, anh điên rồi à? Nói rồi, Hàn Tiểu Mỹ xông đến trước mặt Tần Lâm, chỉ tay vào mặt anh nói. Anh có biết, anh làm thế sẽ hại chết chúng tôi không? Anh muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng kéo chúng tôi vào, mau chóng cút đi. Hàn Tiểu Mỹ vừa dứt lời, Tần Lâm liền vung tay lên. Một tiếng, bốp, vang lên, Hàn Tiểu Mỹ lại ăn thêm một cái bạt tai khác. Cút! Tần Lâm đã không thể chịu nổi loại phụ nữ này nữa, cho dù nể mặt Mã Húc cũng không cần thiết phải khách sáo với cô ta. Hàn Tiểu Mỹ bị tát vào mặt liền lập tức nổi điên. Nhưng thấy khí thế của Tần Lâm mạnh mẽ như vậy. Cô ta lại không dám nói gì, chỉ đành nhìn xuống. Họ Tần kia, anh đợi đấy. Nói xong, Hàn Tiểu Mỹ tức giận đùng đùng rời khỏi khách sạn. Sau khi Tần Lâm và Trương Minh rời đi, Trương Minh rất lo lắng. Lão Tần, lần này chúng ta đã đắc tội với nhà họ Hoa rồi. Tần Lâm vỗ vai Trương Minh nói. Không phải chúng ta, chỉ có tớ thôi, chuyện này không hề liên quan đến cậu, cậu đừng ôm vào người. Trương Minh trợn mắt nói. Vậy không được, cùng nhau nhảy vào dầu sôi thì tất nhiên phải cùng nhau gánh vác rồi. Tần Lâm mỉm cười, tất nhiên tớ hiểu ý của cậu, nhưng cậu không gánh vác được hậu quả này đâu, không thể để nhà họ Hoa đối phó cậu được, để tự mình gánh vác là được rồi. Tất nhiên Tần Lâm không hề khinh thường Trương Minh, mà chuyện này anh phải tự gánh vác. Chuyện giữa anh và nhà họ Hoa cũng nên kết thúc rồi, anh không muốn Trương Minh tham gia vào. Trương Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tần Lâm thật sự đã khác trước rất nhiều. Sau khi rời khỏi khách sạn, Tần Lâm đi thẳng đến tòa nhà kinh doanh của bất động sản Lâm Khoa, thấy Trần Khả Nhi đang đứng ở cổng. Anh rể, sao giờ anh mới đến, em đợi anh một lúc lâu rồi. Tần Lâm mỉm cười, bận xử lý chút chuyện nên đến muộn, em muốn mua nhà à? Trần Khả Nhi gật đầu, đúng vậy, em tiết kiệm được ít tiền, muốn mua nhà để đầu tư. Giờ giá nhà càng ngày càng đắt, nếu giờ không mua thì sau này sẽ không mua nổi. Tần Lâm gật đầu, mua nhà là chuyện lớn, dù không ở thì cũng được coi là một khoản đầu tư không tồi. Năm nay Đông Hải phát triển rất tốt, chủ yếu là nhờ Tần Lâm đến đây thành lập tập đoàn Hiên Viên. Tập đoàn Hiên Viên đã góp mấy chục tỷ tệ vào nền kinh tế Đông Hải, vì vậy Đông Hải hiện giờ đang ngày một tốt hơn, giá nhà cũng theo đó mà tiếp tục tăng. Ban đầu, ngay cả Tần Lâm cũng không thể ngờ, việc anh trở về lại thúc đẩy Đông Hải phát triển như vậy. Đi thôi,
vào xem thử. Trần Khả Nhi nhìn bất động sản này rồi lắc đầu nói. Bất động sản Lâm Khoa này đắt quá, hơn nữa đều đã được trang trí đẹp đẽ. Sợ là ngân sách của em không đủ. Trần Khả Nhi đã tiết kiệm hơn 100.000 tệ, muốn trả góp mua một căn nhỏ 60-70 mét vuông. Giá cả không thể vượt quá 12.000 tệ. Nhà của bất động sản Lâm Khoa không có căn nào dưới 20.000 tệ, trang trí nội thất xa xỉ với giá 5.000 một mét vuông, vì thế giá cả toàn là giá trên trời. Chút ngân sách của cô, nhiều nhất chỉ có thể mua được căn 12.000 một mét, không mua nổi căn đắt hơn. Tần Lâm nói, yên tâm đi, anh có quen biết với sếp của bọn họ, có thể giảm giá cho em. Bất động sản Lâm Khoa thực ra là một công ty nhỏ của bất động sản Hà Thị. Nhưng bất động sản Lâm Khoa được coi là phân khúc cao cấp trong bất động sản Hà Thị, chuyên về các căn nhà trang trí xa hoa. Tần Lâm nếu lên tiếng, thậm chí còn không tốn tiền. Trần Khả Nhi nghe vậy thì hơi do dự. Vậy được, đi xem trước xem thế nào. Vừa dứt lời, đột nhiên một chiếc Mercedes chạy tới, dừng trước cửa tòa kinh doanh. Một nam một nữ từ trên xe bước xuống, người đàn ông vừa hói vừa béo, trông cực kỳ phì nhiêu. Người phụ nữ nhìn thấy Trần Khả Nhi thì sững sờ giây lát. Trần Khả Nhi, không ngờ cô cũng đến bất động sản Lâm Khoa xem nhà. Cô có tiền không? Trần Khả Nhi nhíu mày, đây là đồng nghiệp khi trước của cô, vì trước đây từng thua Trần Khả Nhi trong vụ cạnh tranh chức vị nên vẫn luôn ghen ghét cô. Không ngờ lại gặp ở đây. Người phụ nữ này tên là Trương Hân, từng là y tá giống Trần Khả Nhi, sau đó vì tranh vị trí y tá trưởng mà hai người đã xảy ra cãi vã. Nhờ tố chất nghề nghiệp xuất sắc, Trần Khả Nhi đã được giành được chức y tá trưởng, Trương Hân thấy mất mặt nên đã trực tiếp từ chức. Sau đó hai người chưa từng gặp lại nhau, hôm nay gặp nhau ở đây, Trần Khả Nhi cũng chẳng thấy làm sao cả, nhưng Trương Hân lại cảm thấy như gặp phải kẻ thù. Cô ta luôn canh cánh trong lòng vì chuyện thua Trần Khả Nhi, nhưng hiện giờ thì tốt rồi, cô ta đã tìm được một người bạn trai giàu có, không cần đi làm vẫn có được cuộc sống như bà Hoàng, cực kỳ sung sướng. Người cô ta muốn gặp nhất chính là Trần Khả Nhi, chủ yếu là vì cô ta muốn khoe khoang trước mặt cô ấy. Không ngờ hôm nay thực sự đã thỏa mãn mong ước, gặp được Trần Khả Nhi. Sau khi hai người thấy nhau, Trần Khả Nhi nói, Trương Hân, lâu rồi không gặp, cô còn làm y tá không? Trần Khả Nhi vốn chỉ muốn trò chuyện với Trương Hân như một người bạn mà thôi. Nhưng vào tai Trương Hân lại như đấm vào tai, giống như đang mỉa mai cô ta thua Trần Khả Nhi. Trương Hân lạnh lùng hừ một tiếng, ha ha, giờ tôi đã không còn làm y tá nữa rồi, tôi cũng chẳng cần đi làm vì có chồng nuôi rồi, còn cô thì sao? Vẫn đi làm vất vả hả? Lời của Trương Hân khiến Trần Khả Nhi nhíu mày, cô cũng hơi tức giận. Ồ, không cần đi làm thì ghê gớm lắm hả? Có người nuôi thì oai lắm à? Trần Khả Nhi nói với giọng điệu kỳ quái, Trương Hân cười khinh bỉ nói. Đúng vậy, đi làm mệt muốn chết. Làm ở bệnh viện phải đứng mười mấy tiếng, hơi tí là tăng ca, lại còn trực ca đêm nữa chứ, làm mệt như trâu như chó mà cả tháng lương không đến 10.000 tệ, quá vất. Trương Hân nói như kiểu đang cảm thán với người khác, nhưng thực ra là đang ám chỉ mỉa mai Trần Khả Nhi. Làm việc vất vả thì có tác dụng gì, cho dù làm y tá trưởng cũng thế cả thôi, một tháng lương căng nhất cũng chỉ được 10.000 tệ, thế thì chẳng phải làm việc vất vả cả năm mà không mua nổi một cái phòng vệ sinh à. Nghe Trương Hân nói vậy, Trần Khả Nhi trợn to mắt. Ha ha, cũng tạm được, muốn đi xem nhà mà nhỉ, vậy chúng ta đi cùng đi. Trương Hân nói rồi khoác lấy cánh tay Trần Khả Nhi, giả vờ thân thiết đi vào phòng giao dịch bất động sản. Trần Khả Nhi nhíu mày, thấy hơi đau đầu, cô không muốn đi xem nhà với Trương Hân lắm. Bởi vì giá nhà của Lâm Khoa thực sự quá đắt, trong tay cô chỉ có hơn 100.000, cho dù mua nhà của Lâm Khoa thật, thì cũng chỉ có thể mua nhà khuyến mãi. Mấy căn nhà giá khuyến mãi đều là những căn ở góc khuất, rất hẻo lánh, vừa hướng núi lại gần đường, và lại thiết kế cũng không đẹp. Nếu Trần Khả Nhi đến xem một mình, thì cũng có thể mua một căn. Nhưng nay đi với Trương Hân, nếu mua căn như này chắc chắn sẽ bị cô ta cười nhạo. Trần Khả Nhi nhíu mày, bước vào với bọn họ, ngâm nghĩ một hồi, đợi chút nữa tìm lý do không hài lòng để không mua. Sau khi Trương Hân bước vào, nhân viên tư vấn bất động sản đang đứng đợi bên trong, dường như cô ta đã đến đây mấy lần rồi, vì thế nên nhân viên tư vấn rất khách sáo. Cô Trương và bạn cùng đến à? Trương Hân gật đầu, đúng vậy, bạn của tôi rất giàu có,
chút nữa giúp cô ấy chọn một căn tốt. Nói xong, Trương Hân liền ý vị liếc sang Trần Khả Nhi. Trần Khả Nhi lúng túng cười xòa không nói gì. Nhân viên tư vấn rất vui vẻ, được ạ, tôi chút nữa sẽ giúp cô chọn một căn villa, chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Trương Hân nói với giọng điệu kỳ quái, ôi dào, villa sao được, bạn của tôi đã chọn nhà thì phải chọn biệt thự. Xem biệt thự đi. Nhân viên tư vấn sững sờ giây lát, vẻ mặt lập tức trở nên vui mừng khôn xiết, tưởng rằng mình đã gặp được người giàu có thật. Được ạ, không thành vấn đề, biệt thự của bất động sản Lâm Khoa của chúng tôi là nổi tiếng nhất, đảm bảo sẽ khiến cô hài lòng. Trần Khả Nhi lúng túng cười không đáp lời. Dù sao thì cô ấy cũng đã quyết định, chút nữa cho dù bọn họ có giới thiệu như nào thì cô cũng phải tìm ra chỗ không hài lòng. Như vậy sẽ không cần mua luôn, cũng sẽ không mất mặt. Trương Hân nói, xem căn villa chồng tôi mua trước đi. Trương Hân luôn muốn khoe khoang nhà của mình. Nhân viên tư vấn hiểu ý, lập tức dẫn bọn họ đến trước mô hình bất động sản, dùng con trỏ laser chỉ vào một ngôi villa 6 tầng nói. Đây là căn tốt nhất trong khu villa của chúng tôi, hướng nắng hay thiết kế đều cực kỳ đẹp, rộng 140m², phòng khách rộng 32m², hai phòng bếp, hai nhà vệ sinh, cửa sổ sát đất, ban công lớn, tầng hầm, vườn hoa nhỏ, môi trường xung quanh rất tốt. Nghe nhân viên tư vấn giới thiệu, ngay cả Trần Khả Nhi cũng thấy thích, ở trong căn villa này chắc chắn sẽ rất thoải mái. Nhưng Trần Khả Nhi không dám lộ ra vẻ vui thích, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Căn villa này cũng ổn phết nhỉ, bao nhiêu? Nhân viên tư vấn giới thiệu, một căn 4 triệu tệ, được bất động sản Lâm Khoa chúng tôi trang trí bằng những tiêu chuẩn hạng nhất, vì thế cực kỳ tiết kiệm. Trần Khả Nhi bĩu môi, 4 triệu một căn, cho dù mua trả góp, cũng phải cọc trước hơn 1 triệu, cô ấy không thể gánh nổi chi phí này. Trương Hân nhìn thấy biểu cảm của Trần Khả Nhi thì tỏ ra vô cùng đắc ý. Ôi dào, xem ra căn nhà nhỏ này chưa đủ lọt vào mắt của y tá trưởng rồi. Không sao, căn villa này không thể so với biệt thự bên cạnh, đây là căn biệt thự 3 phòng ngủ 2 phòng khách, căn biệt thự to đằng kia có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và 1 phòng sách, hơn nữa còn có sân trước và sau, có nhà để xe độc lập, tầng hầm, gác xếp, thứ gì cũng có. Cô là y tá trưởng, lại giàu có như vậy, chắc hẳn muốn mua một căn biệt thự nhỉ. Trương Hâm nói với giọng điệu kỳ quái, khiến Trần Khả Nhi vô cùng lúng túng, không muốn ở đây xem nữa. Nhưng cứ đi như vậy thì khó tránh khỏi mất mặt, chỉ có thể căn răng nói vài câu cho có lệ. Ha ha, cũng được đó, tôi không thích tầng 1 lắm. Nhưng Tần Lâm rất hài lòng với căn biệt thự này. Mua một căn đi. Anh nói vậy khiến tất cả mọi người đều sững sờ vài giây. Trần Khả Khi sửng sốt. Anh rể điên rồi à? Mua một căn gì chứ? Căn villa ở đây đã 4 triệu rồi, căn biệt thự này ít cũng phải 7 triệu trở lên. Nếu vị trí đẹp, không chừng còn lên đến 10 triệu. Một căn nhà 10 triệu, Trần Khả Nhi còn không dám mơ đến, mặc dù anh rể làm thế để giữ thể diện cho cô, nhưng cũng không nên ăn nói linh tinh như vậy chứ. Trương Hân cũng đờ ra một lúc, có chút không hoàn hồn. Cái gì, vừa nãy tôi không nghe nhầm đấy chứ? Các người định mua một căn này à? Đúng không? Ha ha, các người đang tấu hài đấy à? Trần Khả Nhi, bạn trai của cô có biết giá nhà không vậy? Căn biệt thự ở khu trung tâm, 40.000 một mét vuông đó. Lương một năm của cô còn không đủ mua cái phòng vệ sinh nữa. Những gì Trương Hân nói đều là sự thật, với lương của Trương Hân, chắc chắn không mua nổi căn nhà đắt như thế. Còn Tần Lâm, ăn mặc trông chẳng có vẻ gì là giàu có cả, giống như một người đàn ông tầng lớp nhân viên bình thường. Người như thế này sao có thể vung tay mua biệt thự được chứ? Vừa rồi anh nói quá tùy ý, giống như mua một chiếc bánh rán vậy. Mua một căn đi. Căn gì, căn biệt thự 7-8 triệu tệ đó. Nhân viên tư vấn cũng hơi mông lung. Thưa anh, hay là tôi giới thiệu cho anh vài căn khác nhé? Nói rồi, nhân viên tư nhấn chỉ vào một căn cao tầng ở trong góc nói. Đây là khu bình dân của bất động sản chúng tôi, căn này vừa rẻ vừa chất lượng. Mặc dù thiết kế bình thường nhưng chất lượng tương đương với khu biệt thự, anh có thể cân nhắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.